xem ra hắn phải tìm cơ hội nói chuyện cùng Dạ Thiên Lan, nhanh chóng thành thân thôi. Thế nhưng, thời điểm bây giờ của Dạ Thiên Lan khá tế nhị, bàn bạc chuyện này giống như cũng không quá phù hợp. Phía Bắc, Phượng Thành, hơn 50 dặm bên ngoài. Trong lúc bầu trời đêm đang bình tĩnh bất chợt lay động kịch liệt, như giang hà chập trùng, không gian nhấc lên như thủy triều, ngay sau đó tinh quang lấp lóe, quang ảnh rối loạn. Cùng với tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, một tòa cung điện nguy nga đụng đi ra. Mọi người bên trong Phượng Thành bị kinh động, đều tưởng rằng có bảo bối gì dáng thế, tranh nhau chen lấn vào tới. Đây là thứ gì? Lư Kính Thiên đạp trên tinh quang, ổn định nhấc người lên, chỉ là cung điện trước mắt để hắn không hiểu thấu. Hình như là kim điêu kia chở tòa cung điện này xông tới, sau đó ném cho hắn. Là tình huống lúc ấy hỗn loạn, kim điêu vì đào mệnh, dứt khoát ném đi sao? Dược Phương Các, bên trong Ly Hỏa Thánh Địa. Lư Kính Thiên hiếu kỳ đi tới đại điện, bên trong phiêu đãng mùi thuốc nồng nặc, nhịn không được muốn hít sâu mấy hơi. Từ mặt đất đến bức tường đều khắc phù trận phức tạp, mê vụ phóng thích ra phía ngoài giống như linh lực, trên cột đá trắng kiện còn khảm đầy tinh thạch, tỏa ra ánh sáng mê người. Nhưng, bên trong lại trống rỗng, không có cái gì. Lư Kính Thiên từ lầu một đi đến tầng cao nhất, nhìn ra được cung điện từ cấu tạo đến bố trí đều rất dụng tâm, các tầng lầu, khu vực khác nhau đều có linh lực không giống nhau, nhưng không nhìn thấy người, cũng không có thấy dược liệu, càng không nhìn thấy đan dược. Hắn chờ tòa điện này đi là muốn làm gì? Lư Kính Thiên thật sự không nghĩ ra, nhưng, không thể giết chết bọn người Khương Phàm, thật sự là tiếc nuối. Con quái vật kia là ai? Chẳng lẽ là gia hỏa trong Bạch Hổ Tông kia? Hắn biết Bạch Hổ Tông gây chuyện ở Hoang Mãng Nguyên, cũng biết ở trong đó có một người khổng lồ niết bàn cảnh. Nhưng hắn không có thấy tận mắt, càng không có nghĩ tới cái gọi là người khổng lồ lại hơn 200 mét, khí tức kia, bộ dáng kia, đến bây giờ nhớ lại vẫn còn cảm thấy đáng sợ. Nhất là chuôi binh khí nặng nề kia, vậy mà lại có thể bổ tinh thần nghịch loạn của hắn ra. Ai, nên rời khỏi. Lư Kính Thiên lắc đầu than nhẹ, vốn cho rằng hành động ở Nam Bộ rất dễ dàng, vụng trộm khống chế Khương Phàm, lại vụng trộm rút đi, thần không biết quỷ không hay. Ai nghĩ tới, bên cạnh Khương Phàm lại có nhiều cường giả đáng sợ như vậy. Tên Khương Phàm này, so với những gì mà bọn hắn tưởng tượng càng đáng sợ, cũng càng thần bí hơn. Ta đã tận lực, tiếp đó giao cho Hoàng thất xử trí đi. Lư Kính Thiên rời khỏi cung điện, chân đạp tinh quang, xông về bầu trời đêm. Số lượng lớn cường giả Phượng Thành chen chúc đi tới. Nhưng, sau khi nhìn thấy mấy chữ, Dược Phương Các trên cung điện, đều quá sợ hãi. Lư Kính Thiên không biết Dược Phương Các là cái gì, người sinh sống trên Hoang Mãng Nguyên lại đều nghe nói qua. Đây là cung điện bên trong Ly Hỏa Thánh Địa. Đây là kho thuốc, dược sơn của Thánh Địa. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Nam tử đạp tinh quang rời khỏi kia là ai? Nhanh đi thông báo Ly Hỏa Thánh Địa. Sau khi cường giả Phượng gia đuổi tới đã lập tức phong tỏa hiện trường, phái người thông báo Thánh Địa. Sáng sớm, Ly Hỏa Thánh Chủ mang theo điện chủ các điện chạy tới nơi này, chỉ là khi nhìn thấy Dược Vương Các trống rỗng, hắn suýt chút nữa ngồi liệt trên mặt đất. Hết rồi, mất hết rồi. Phạm Ngọc Thành và các điện chủ kinh ngạc đứng ở nơi đó, vẻ mặt hốt hoảng. Cứ việc đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn cung điện sạch sẽ, ngay cả tấm ván gỗ đều không có để lại, vẫn cảm nhận được tuyệt vọng trước nay chưa có. Dược Vương Các trống rỗng. Trăm vạn gốc dược liệu cất giữ bên trong mất hết rồi. Các loại bảo dược quan trọng chân tàng, cũng đều mất hết rồi. Đây là vốn liếng của Ly Hỏa Thánh Địa, cứ như vậy mà bị móc rỗng. Thật sự là Huyền Nguyệt Hoàng Triều làm sao? Vì sao? Vì sao? Điện chủ Đan Đỉnh Điện không khống chế nổi thân thể già nua mà run rẩy. Hoàng Kim Sư Vương ngẩng đầu lên nhìn xung quanh cung điện trống rỗng. Rất nhiều người đều thấy được, tinh không sụp đổ, đại điện rơi xuống. Thời điểm bọn hắn chạy tới nơi này, cũng thấy có người từ bên trong đi ra, sau đó chân đạp tinh quang đi mất. Người kia hẳn là các chủ Tinh Túc Các, Lư Kính Thiên. Khẳng định là Khương Phàm. Cái gì Lư Kính Thiên, cái gì Tiêu Lạc Sư, tất cả đều là hắn bày ra. Phạm Ngọc Thành gắt gao nắm chặt nắm đấm, nhận định Khương Phàm chính là kẻ cầm đầu. Điện chủ Kim Thai Điện vẫn còn có chút hoảng hốt. Khương Phàm cho dù có điên, cũng không có lý do đi dọn Dược Vương Các được. Nếu thật là hắn làm, hắn sẽ còn trở lại Ly Hỏa Thánh Địa sao, đã sớm chạy đến Vô Hồi Thánh Địa. Điện chủ Xích Diễm Điện cũng nói. Là Kim Điêu cướp Dược Vương Các đi, cũng là Lư Kính Thiên ở bên ngoài tiếp ứng,
đây chính là sự thật. Mặc dù mắt thấy không nhất định là thật, nhưng chúng ta cũng hẳn là nên suy nghĩ đến Huyền Nguyệt Hoàng Triều một chút. Phạm Ngọc Thành vẫn kiên trì thái độ mình. Không cần nghĩ tới cái gì cả, cưỡng ép bắt lấy Khương Phàm, tra tấn vào chỗ chết. Lại khống chế đám người Khương Hồng Võ kia lại, cũng hung hăng thu thập, chân tướng tự nhiên sẽ rõ. Ly Hỏa Thánh chủ nhắm lại hai mắt, cố gắng bình phục tâm tình mình. Tiếp tục đuổi bắt Lư Kính Thiên, mặc kệ như thế nào, đều là hắn cuốn đi Dược Vương Các, hắn đều phải là phụ trách dược liệu bên trong Dược Vương Các. Tiếp tục khống chế Khương Phàm lại, giám sát bọn người Khương Hồng Võ, tuyệt đối không thể để bất cứ kẻ nào rời khỏi Ly Hỏa Thánh địa. Phạm Ngọc Thành hướng về phía trước nói. Thánh chủ, ta có câu nói rất khó nghe, nhưng nhất định phải nói. Ngẫm lại Ly Hỏa Thánh địa trước đó, nhìn Ly Hỏa Thánh địa bây giờ, từ sau trận lũ lụt kia, Thánh địa chúng ta đâu còn có dáng vẻ Thánh địa, đều đã trở thành trò cười. Ta có đề nghị, đừng lại bận tâm mặt mũi, trực tiếp dùng chút thủ đoạn tàn nhẫn. Ví dụ như, trước tiên giết Khương Phàm, xóa đi nhuệ khí của bọn người Khương Hồng Võ. Mà Dược Vương Các khẳng định có liên quan với Khương Phàm, không cần hoài nghi, cũng không cần nghĩ lung tung nguyên nhân gì. Khương Phàm mặc dù huyên náo oanh liệt, nhưng cuối cùng hắn vẫn chỉ là một đệ tử Thánh địa, không có thân phận rất đặc biệt nào. Sau khi giết, chỉ có Khương Hồng Võ cùng những người vô hồi Thánh chủ kia tức giận, Tổ Sơn căn bản sẽ không để ý tới. Khương Phàm vừa chết, Khương Hồng Võ tất loạn trận cước. Chúng ta mượn sự kiện Dược Vương Các xin mời các lão tổ tông toàn bộ xuất quan, cùng đối kháng bọn hắn, chèn ép Khương Hồng Võ, diệt trừ phụ tá đắc lực của hắn, dần dần suy yếu thực lực của hắn, lại dùng ba trận đại hội luyện đan, làm tổn thương lòng tin thường Huyền Nghĩa. Không đến 2 năm, Ly Hỏa Thánh địa đã có thể khôi phục bình tĩnh thường ngày, Ly Hỏa Thánh địa vẫn là Ly Hỏa Thánh địa của chúng ta. Hoàng Kim Sư Vương nhìn Phạm Ngọc Thành mặt đầy hung quang, âm thầm gật đầu. Vị tân điện chủ này coi như có chút trí tuệ, bây giờ Ly Hỏa Thánh địa cần mạnh mẽ, cứng rắn lại tàn nhẫn phản kích như vậy, nếu đổi lại là hắn, cũng sẽ làm như thế. Trước hết phải giết Khương Phàm, trực tiếp xử tử dã man. Chẳng quan tâm hắn là hài tử nhà ai, là đệ tử của người nào, từ thân phận Thánh địa mà nói, vẫn chỉ là đệ tử mà thôi, đều không có tư cách nháo đến Tổ Sơn. Giết Khương Phàm, tức có thể cho hả giận, còn có thể kích thích bọn người Khương Hồng Võ mất lý trí, sau đó dẫn dụ bọn hắn, phá hư cùng, giết người, làm lớn chuyện, cuối cùng tìm lý do trực tiếp bắt lấy, trực tiếp đưa đến Tổ Sơn. Ly Hỏa Thánh chủ lấp lóe ánh mắt, giết Khương Phàm. Giống như có chút đạo lý, hắn chung quy vẫn là một đệ tử, về mặt thân phận đều không thể bằng trưởng lão, chết thì đã chết. Điện chủ Xích Diễm Điện lại nói. Thánh chủ ngàn vạn lần phải thận trọng, giết Khương Phàm dễ dàng, thu thập hậu quả lại quá khó. Chúng ta là Thánh địa luyện đan, chúng ta am hiểu luyện đan, cũng chỉ am hiểu luyện đan, những chuyện khác, bất luận là đảm phách hay là thủ đoạn, lại còn một ít nắm chắc thời cơ, kém xa Khương Hồng Võ. Điểm này, chúng ta nhất định phải thừa nhận. Một khi chính chúng ta loạn trận cước, lựa chọn dùng thủ đoạn tàn nhẫn, vô cùng có khả năng sẽ bị bọn người Khương Hồng Võ bắt lấy mà phản kích ngược. Mà vô hồi thánh chủ là ai, ngài rõ ràng nhất. Một khi nàng điên đến, lại nháo lên chiến tranh giữa thánh địa, Tổ Sơn nơi đó thật sự có khả năng tự mình đến bắt ngài đi. Ly Hỏa Thánh chủ vừa sinh ra sát ý lại nhanh chóng dập tắt. Mặc dù Khương Phàm khiến cho hắn tức giận, nhưng vô hồi thánh chủ lại là ác mộng. Lão nữ tử kia nếu điên lên thì thật sự là chuyện gì đều làm ra được. Mà, lúc trước khi tứ đại thánh địa trung ương thả hắn rời khỏi, rất nghiêm túc nói một câu. Nếu như Thánh địa Nam Bộ lại phát sinh hỗn chiến, mặc kệ là nguyên nhân gì, trực tiếp vấn trách hắn. Nếu quả như thật có liên quan tới hắn, sẽ cưỡng ép bắt lấy, kéo về Tổ Sơn thụ thẩm. Vấn đề này là lo lắng lớn nhất của hắn. Nếu thật là bị bắt, hắn sẽ triệt để không còn cơ hội nào nữa. Thánh địa cũng sẽ chính thức trở thành của vô hồi thánh chủ. Phạm Ngọc Thành lập tức phản kích. Bọn hắn cũng bắt đầu di chuyển Diêm Vương Các đi. Ngươi còn muốn cùng chúng ta đấu văn sao? Bọn hắn chính là bầy thổ phỉ, bầy dã thú, ngươi lại văn vẻ xuống, không đến nửa năm, hắn sẽ muốn ăn tươi ngươi. Ly Hỏa Thánh chủ chặn ngang lại, nói. Tiếp tục đuổi bắt Lư Kính Thiên, hỏi tội Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Phạm Ngọc Thành, ngươi làm cho ta ba điện liên thẩm, do Diêm La Điện, Võ Cực Điện, Dị Linh Điện, thẩm vấn Khương Phàm, không cần biết dùng thủ đoạn gì, cậy miệng của hắn, nói ra chân tướng cho ta. Nhưng, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, không thể giết chết hắn.
Ba điện liên thẩm, đã hiểu. Tinh thần Phạm Ngọc Thành đại chấn. Đúng vậy, quên mất cái này. Mặc dù bên trong thất điện thánh địa chỉ có Diêm La Điện có quyền lợi thẩm vấn, nhưng nếu như gặp phải sự kiện đặc thù, còn có thể cử hành ba điện liên thẩm, cùng một chỗ làm việc, có quyền lợi thẩm vấn. Cứ như vậy, bọn hắn có thể, hợp tình hợp lý, hợp quy hợp luật, tra tấn Khương Phàm. Chỉ cần từ Khương Phàm trong miệng tra ra chân tướng, ai cũng không cứu được hắn. Ly Hỏa Thánh Địa. Khương Phàm đang say mê trong cảm giác kỳ diệu, lâng lâng, khoan thai, quên hết tất cả. Ý thức chạy không, thân thể buông lỏng, linh hồn đều mát mẻ thư sướng. Cho đến khi, ngươi ăn cái gì? Thanh âm quen thuộc vang lên bên trong ý thức hải. Sư phụ. Khương Phàm hoảng hốt, lại còn nằm mơ. Ngươi trúng độc. Thanh âm xuất hiện lần nữa. Con người Khương Phàm dần dần tập trung, lặng lặng nằm một lát, ngạc nhiên ngồi xuống. Sư phụ. Sốt cuộc ngài cũng nói chuyện. Ngươi ăn thứ gì? Linh hồn đan hoàng bám vào trên linh hồn Khương Phàm, cho nên linh hồn, nhẹ nhàng khoan khoái, cũng ảnh hưởng đến hắn. Rất dễ chịu, rất hưng phấn, cũng rất bạo động. Sinh mệnh cam lộ, chính là thứ này. Khương Phàm lấy ra bình ngọc, trên mặt đều đang cười, toàn thân lộ ra dễ chịu. Trách không được. Đây là cái gì? Chính là sinh mệnh cam lộ, có thể sinh ra tàn chi, mọc lại thịt từ xương, còn có thể gột rửa linh hồn, tịnh hóa ý thức, hiệu quả có thể so với đan dược lục phẩm. Tuy nhiên, nó còn có một cách gọi khác, Xuân Hương Thủy. Nó có thể để ngươi tại thời điểm chữa trị thương thế cảm giác không thấy đau đớn, sẽ còn tê liệt thần kinh, để cho ngươi từ thân thể đến linh hồn đều cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu. Nhưng, nếu như thân thể ngươi hoàn hảo, không có vết thương, tinh lực cũng thịnh vượng, sau khi ăn một giọt, cỗ dược hiệu kia không có chỗ phóng thích, liền sẽ. Liền sẽ cái gì? Kích thích phát dục, kích thích phát. Khương Phàm đột nhiên cúi đầu, nhìn cái quần cao ngất, sững sờ một chút, phát ra âm thanh cảm thán quái dị, oa a. Hiệu quả rất rõ rệt nha. Đan Hoàng dở khóc dở cười, mình chỉ biến mất mấy ngày, đứa nhỏ này liền ăn bậy thuốc. Xác thực, rõ rệt. Mặt Khương Phàm mũi tràn đầy xấu hổ, dùng sức ngăn chặn, nhưng co giãn quá mạnh. Đan Hoàng nói, ăn chút dược thảo định thần tĩnh khí, dựa vào mình ngươi khống chế không nổi. Khương Phàm đắm chìm ý thức vào thanh đồng tiểu tháp, rất mau đã tìm được chút dược thảo, nhanh chóng đưa vào trong miệng nhấm nuốt. Bao lâu thì có thể khống chế bình thường? Hiệu quả của sinh mệnh cam lộ rất mạnh, một giọt liền có thể tái tạo tứ chi nội tạng. Thân thể ngươi đang tốt mà lại ăn được một giọt như thế, hiệu quả sẽ kéo dài cực kỳ lâu. Ý của ngài là, tiếp tục phát dục, còn có thể tiếp tục. Khương Phàm cúi đầu nhìn, cái kia là đến quy mô gì? Ngươi chặt hai cánh tay, triệt tiêu dược hiệu. Được rồi, ta có thể tiếp nhận. Khương Phàm ngượng ngùng cười cười, thu bình ngọc lại. Khống chế đi, ngươi có thể tiếp nhận. Các nàng chưa hẳn có thể chịu được. Khương Phàm run rẩy khóe mắt, lão tổ tông này bất thình lình dùng từ ngữ lang hổ đều khiến hắn trở tay không kịp. Đan Hoàng nói, ta ngủ bao lâu, 10 ngày. Khương Phàm vừa ăn dược liệu, vừa nói chuyện phát sinh mấy ngày này một lần. Đan Hoàng trầm mặc, thật lâu không nói gì. 10 ngày mà thôi, lại dày vò ra sự kiện lớn như vậy. Lại còn rời trống vườn thuốc người ta, còn thuận đường tính kế Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Đứa nhỏ này, đơn giản là, ngài biết phương thuốc và thuật luyện đan thái sơ mệnh hồn đan không? Khương Phàm chợt phát hiện trời bên ngoài sáng lên. Đoán chừng Ly Hỏa Thánh Chủ đã tìm được dược vương các, hắn cũng nên rời khỏi. Thái sơ mệnh hồn đan, Ly Hỏa Thánh Địa còn có phương thuốc này. Ly Hỏa Thánh Địa giống như có ba đan dược chuẩn thánh phẩm, thái sơ mệnh hồn đan, đại la xích dương đan, thiên nhân đan. Xác thực đều là danh xứng với thực, chuẩn thánh phẩm. Cái gọi là chuẩn thánh phẩm, chính là bình thường vẫn không có đạt tới thánh phẩm, nhưng đối với một ít cần nó mà nói, lại có thể so với thánh phẩm. Thiên nhân đan có tác dụng đối với con người, có thể bảo đảm bình ổn vượt qua sinh tử cảnh, xác suất thành công đạt tới 8 phần. Thái sơ mệnh hồn đan lại có tác dụng đối với yêu thú, đối với con người có huyết mạch đặc thù cũng hiệu quả, có thể kích phát tiềm lực huyết mạch cực mạnh. Mà người dùng huyết mạch càng mạnh, kích phát tiềm lực càng đủ. Đối với ngươi mà nói, nó thật đúng là thánh phẩm đan dược, hàng thật giá thật. Về phần đại la xích dương đan, loại đan dược này càng đặc biệt hơn, có tên ma đan. Nó có thể kích phát tiềm lực, trong thời gian ngắn bộc phát phóng thích. Sinh tử cảnh trở xuống, không nắm được năng lượng này,
mấy giây liền có thể bạo thể mà chết. Niết bàn cảnh sơ kỳ, một viên có thể kích phát ra lực lượng cường đại của niết bàn cảnh tứ trọng thiên, cũng kéo dài bạo tẩu bên trong tử vong. Đan Hoàng thuận miệng giới thiệu để Khương Phàm thân thiết lại an tâm. Vẫn là có lão tổ tông bồi tiếp thì tốt hơn. Quá trình luyện chế thái sơ mệnh hồn đan rất nguy hiểm, bởi vì dược liệu loại linh hồn bên trong chiếm tới 7 phần, mà quá trình thành hình vô cùng phức tạp. Một khi khống chế không đúng chỗ liền sẽ mất khống chế lực lượng linh hồn, tiến tới trùng kích hồn phách luyện đan sư. Đừng nói là Thường Huyền Nghĩa dùng phương thuốc giả, liền xem như thật, đều rất có thể thất bại. Có bí quyết gì không? Quá trình luyện chế thái sơ mệnh hồn đan chia làm 7 bước, những bước chỉ cần chăm chú khống chế là có thể, từ bước thứ 5 bắt đầu, mỗi bước đều có nơi đặc biệt cần phải chú ý. Ta nói, ngươi nhớ, lấy năng lực của hắn, hẳn là có thể cam đoan tỷ lệ thành công chừng 6 phần. Cái này còn chỉ có 6 phần. Ngươi cho rằng đan dược chuẩn thánh phẩm dễ dàng luyện như vậy, huống chi còn là lần đầu tiên tiếp xúc. Sư phụ, còn có phương thuốc cùng hạng mục cần chú ý của Thiên Nhân Đan cùng Đại La Xích Dương Đan, ngài có thể cũng đều nói cho ta nghe một chút hay không? Chờ sau khi chúng ta rời khỏi, Ly Hỏa Thánh Địa còn có thể sẽ dùng khác phương thuốc làm khó Thường Huyền Nghĩa, chúng ta nên chuẩn bị sớm. Khương Phàm rời phòng, tìm tới Khương Hồng Võ, đều giao phương thuốc chân chính cùng hạng mục cần chú ý cho hắn. Phụ thân, ta phải rời khỏi rồi. Nếu như Ly Hỏa Thánh chủ biết ta đi, khẳng định sẽ giận chó đánh mèo, mọi người ngàn vạn lần phải chú ý an toàn. Không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta đều đã có chuẩn bị, cũng có thể ứng phó. Người phương thuốc này, yên tâm đi, so với Ly Hỏa Thánh địa đều thật. Chờ một lúc nữa ta sẽ đưa cho Thường Huyền Nghĩa. Ngài ngàn vạn lần phải cẩn thận. Khương Phàm căn dặn lần nữa. Khương Hồng Võ vỗ nhẹ bả vai Khương Phàm, cùng nhau đi ra ngoài. Đến Vô Hồi Thánh địa nghỉ ngơi một thời gian trước, đừng có vội vàng giày vò. Bất chi bất giác, ngươi cũng đã 17 tuổi, đã trưởng thành rồi. Có một số việc nên tiếp xúc liền tiếp xúc, không cần thẹn thùng, không thả ra. Khương Phàm không hiểu thấu. Chuyện gì? Khương Hồng Võ ân vài nói vài tiếng. Chuyện giữa ngươi và An Nhiên, ta cùng Dạ Thúc Thúc ngươi đều không có ý kiến, ta thấy hai ngươi cũng là ngươi tình ta nguyện. Ngươi lấy chút thời gian bồi An Nhiên nhiều một chút, người ta là nữ hài nhi, cần yêu thương, cần dỗ dành, cần chiếu cố. Có mấy lời, ta cũng không tiện nói. Ngươi đó, ngươi đã cùng An Nhiên đều nguyện ý, có một số việc, có thể sớm tiếp xúc, không cần thiết đợi đến sau khi thành thân. Rốt cuộc là chuyện gì? Khương Phàm lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân uy nghiêm cường thế lại toát ra bộ dáng nói lời thấm thía lại ấp úng như thế. Chính là có một số việc phải thuận theo tự nhiên, tình cảm đến liền thuận theo đó mà phát triển, không cần kiềm chế. Khương Hồng Võ thử nghiệm khoa tay, lại tự mình xấu hổ. Khương Phàm dở khóc dở cười lắc đầu. Phụ thân, các ngươi có cân nhắc qua hợp tác cùng gia tộc Hoang Mãng Nguyên chưa? Cái này ta đang suy nghĩ, ngươi có người thích hợp sao? Phượng Thành. Có thể tin. Hoàn toàn có thể tin. Ta chuẩn bị đưa Phượng Bảo Nam đến Vô Hồi Thánh Địa, nếu như thuận lợi, hắn sẽ bái sư Vô Hồi Thánh Chủ. Thế này sao, ta sẽ tìm cơ hội tiếp xúc với người của Phượng Thành một chút. Khương Hồng Võ gật gật đầu, trước đó đã cân nhắc 7 tòa cổ thành, Phượng gia thuộc về chọn lựa đầu tiên, bởi vì thanh danh bọn hắn rất tốt, cũng bởi vì sau khi thành Bát Hoang bị diệt, Phượng Thành đã là đệ nhất đại thành. Nếu như Phượng Bảo Nam có thể bái nhập Vô Hồi Thánh Địa, bọn hắn xem như người một nhà, cái này so kết minh bình thường đều là càng thân cận hơn. Khương Phàm giao thao thiết thánh pháp phỏng chế cho Khương Hồng Võ. Ta chỗ này còn có thánh pháp, người vụng trộm luyện, nhưng tuyệt đối không thể biểu hiện ra ở trước mặt người ngoài. Ngoài ra, còn có chuyện gì? Ta có mấy bằng hữu, hy vọng phụ thân có thể đối đãi bọn hắn giống như đối đãi với người nhà, nhất là bảo vệ bọn hắn an toàn. Bọn hắn ở đâu? Phượng gia. Nơi này, ở nơi này. Khương Phàm đứng trong cánh rừng, kêu gọi Phượng Bảo Nam ở xa xa. Phượng Bảo Nam thấy được Khương Phàm, thừa dịp ở hai bên không ai chú ý, mang theo bọn người Kiều Thiên Mạch chạy tới. Sao huynh còn ở chỗ này, Ly Hỏa Thánh chủ không tổ chức hiến hội thiêu nướng riêng cho huynh sao? Nướng cánh tay huynh, nướng chân huynh, nướng trái tim của huynh, nướng xương cốt của huynh. Dược Vương Các cũng không phải ta rời. Huynh nói lời này, có trái lương tâm không? Ha ha, bọn hắn sắp trở về rồi, ta đi ngay đây. Khương Phàm lôi kéo bọn hắn đi đến trong rừng cây. Tìm ta có chuyện gì?
Phượng Bảo Nam rất bất đắc dĩ, tên điên này quá độc ác, đều cho rời toàn bộ kho thuốc người ta đi. Theo ta, đi Vô Hồi Thánh Địa. Bây giờ, ngay lúc này, ngươi nói với phụ thân ngươi, tuyên bố với bên ngoài là ra ngoài lịch luyện, tạm thời đừng đề cập chuyện ngươi đến Vô Hồi Thánh Địa. Nơi đó rốt cuộc có cái gì? Phượng Bảo Nam có chút do dự, nơi đó có cái đại cơ duyên, vô cùng thích hợp ngươi. Đại ca và mọi người thì sao? Phượng Bảo Nam nhìn bọn người Kiều Thiên Mạch, có thể ở lại Phượng gia, cũng có thể tiến vào Thánh Địa, hai bên đều là nhà mình. Kiều Thiên Mạch nói, chúng ta cũng không phải hài tử, không cần ngươi quan tâm, đi cùng Khương Phàm tới Vô Hồi Thánh Địa đi. Tặc điều nằm ở trong ngực Kiều Vi Nhi. Đi đi, đi đi, ta sẽ chiếu cố tốt các nàng. Ngươi cũng cùng ta về Thánh Địa, cái này đều đã nửa năm, ngươi có tu luyện sao? Khương Phàm lôi Tặc điều đến trong ngực. Ta ở chỗ này tu luyện. Tặc điều lại trở lại trong ngực Kiều Vi Nhi. Sau khi giày vò một phen, Phượng Bảo Nam trở về bàn giao cùng phụ thân, vụng trộm theo Khương Phàm rời khỏi Ly Hỏa Thánh Địa. Ly Hỏa Thánh Địa mặc dù giới nghiêm toàn diện, nhưng chỉnh thể vẫn rối bời, không ai chú ý tới Khương Phàm đã rời khỏi. Giữa trưa, Khương Hồng Võ Điện Chủ, chỗ ta đây có hai tin tức. Một tin tức xấu, một tin tức tốt, người muốn nghe cái nào trước? Phạm Ngọc Thành mang theo các trưởng lão võ cực điện khí thế hung hăng xông đến Diêm La Điện, có chút ngẩng đầu, cười lạnh nhìn hắn. Trước hết nghe tin tức tốt đi. Khương Hồng Võ đều không có nhấc mí mắt lên dù chỉ một chút, tiếp tục ngồi ở trước bàn liếc nhìn hình luật Diêm La Điện. Khương Phàm chỉ là, ở tạm, có thể làm càn hồ nháo, hắn muốn đặt chân tại Thánh Địa nên cần nghiêm ngặt dựa theo hình luật mà làm việc, nhất là sau trận oanh động này, phải cẩn thận hơn. Nếu không lúc nào cũng có thể sẽ bị Ly Hỏa Thánh chủ nắm được cán. Phạm Ngọc Thành ngồi vào trước mặt Khương Hồng Võ. Đã tìm được Dược Vương Các, đang ở bên ngoài Phượng Thành, cách hơn 50 dặm, hoàn hảo không chút tổn hại. Khương Hồng Võ thản nhiên nói. Phượng Thành người hẳn là đều thấy được, từ hiện trường đến xem, hẳn là Lư Kính Thiên làm. Tin tức xấu thì sao? Dược liệu bên trong Dược Vương Các bị lấy sạch, một mảnh cũng đều không có để lại. Lư Kính Thiên quá ghê tởm, nhất định phải nghiêm trị. Thánh chủ có an bài gì? Thánh chủ quyết định, muốn tra rõ sự kiện Dược Vương Các. Hắn đã ủy thác Hoàng Kim Sư Vương mang theo hai vị điện chủ, lao tới Tây Bộ, đuổi bắt Lư Kính Thiên, cũng hỏi tội Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Ngoài ra cái gì? Chuyện này bất kể nhìn thế nào, Khương Phàm đều không thoát được liên quan. Xét thấy thân phận Khương Phàm đặc thù, Thánh chủ đã cho cử hành ba điện hội thẩm. Phạm Ngọc Thành cầm đại điển hình luật đưa tới trước mặt Khương Hồng Võ, lật đến quyển thứ 9, điểm một cái đầu tiên. Yến Tranh cùng Côn Bác ở hai bên nhìn về phía trước. Đầu tiên chính là giới thiệu kỹ càng ba điện hội thẩm. Khi Thánh Địa gặp được sự kiện đặc thù, mà thời điểm đó các điện lại có dị nghị đối với thẩm phán của Diêm La Điện, Thánh Chủ có thể đề nghị ba điện hội thẩm. Do điện chủ ba điện chủ thẩm, sáu vị phó điện chủ ba điện bồi thẩm. Các điện khác lựa chọn ba vị trưởng lão giám sát. Trong lúc thẩm vấn đó, bất kỳ đao phủ thủ đoạn gì, bất kỳ nhận định tội ác gì, đều cần bỏ phiếu biểu quyết. Cuối cùng thẩm phán quyết nghị, cũng là do bỏ phiếu biểu quyết. Khương điện chủ còn không có nhìn thấy một quyển này sao? Hôm nay vừa vặn đến làm thực tiễn, Phạm Ngọc Thành cười lạnh, chỉ cần ba điện bắt đầu hội thẩm, bọn hắn có thể lấy số phiếu áp đảo, khống chế quá trình thẩm phán. Bọn hắn muốn ở ngay trước mặt Khương Hồng Võ, hung hăng tra tấn Khương Phàm, lột da hắn, rút gân của hắn, đánh nát xương cốt của hắn, tra tấn nửa sống nửa chết, lại dùng đan dược cứu lại, cứ lặp lại như thế, cho đến khi Khương Phàm thừa nhận tội ác, cũng cởi trần toàn bộ quá trình. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể cầm chứng cứ, giao cho Huyền Nguyệt Hoàng Triều cùng Vô Hồi Thánh Địa, sau đó công khai xử quyết Khương Phàm. Cứ như vậy, Vô Hồi Thánh Địa sẽ không có cớ trả thù. Nếu như muốn cứng rắn hổ nháo, Tổ Sơn tự nhiên sẽ nhúng tay. Ba điện hội thẩm, có thể thẩm phán đệ tử Thánh Địa khác. Đừng quên, Khương Phàm vẫn là đệ tử thân truyền của Vô Hồi Thánh Chủ. Ngươi nhìn kỹ ghi chú phía sau một chút, nếu như chuyện đặc biệt ác liệt, ảnh hưởng đặc biệt to lớn, có thể không nhìn thân phận đối phương, cưỡng ép thẩm vấn. Mà Ly Hỏa Thánh Địa chúng ta là tôn chủ Thánh Địa Nam Bộ, nghiêm ngặt mà nói, đều có tư cách xử trí tất cả đệ tử Thánh Địa. Khương Hồng Võ chậm rãi gật đầu. Mặc dù có thể thực hiện hình luật trên, nhưng chỉ sợ thao tác có chút khó khăn. Phạm Ngọc Thành nói. Đây là lệnh của Thánh Chủ,
không phải do ngươi phản bác. Khương Phàm đâu, mời ra đây. Chờ điện chủ dị linh điện đến, lập tức bắt đầu thẩm vấn. Đi, ngươi nói cái gì? Buổi sáng hôm nay, Vô Hồi Thánh chủ phái người đến mời Khương Phàm trở về, nói là có chuyện gì đó cần phải xử lý. Khương Hồng Võ nhìn về phía Yến Tranh. Yến Tranh gật đầu. Đúng là nói như vậy. Phạm Ngọc Thành giận dữ đứng dậy, sao ngươi có thể thả hắn đi? Ai cho ngươi quyền đó? Hắn là khách thánh địa, muốn đi thì đi, ta còn có thể cản. Thánh chủ hôm qua đã tự mình hạ lệnh, tuyệt đối không thể để Khương Phàm rời khỏi nửa bước. Ta muốn xin chỉ thị thánh chủ, thế nhưng thánh chủ không ở đây. Ta đã xin mời, phó thánh chủ, Khương Hồng Võ, ngươi thật to gan. Phạm Ngọc Thành giận tím mặt, chớ cùng ta hô to gọi nhỏ. Ánh mắt Khương Hồng Võ chợt lạnh lẽo. Ta và ngươi cùng cấp, lớn tiếng với ngươi thì làm sao? Phạm Ngọc Thành ảo não, vẫn là tới chậm một bước. Khương Hồng Võ đứng dậy, đi qua Phạm Ngọc Thành. Phạm Ngọc Thành cảnh giác lui lại. Ngươi làm gì? Khương Hồng Võ hơi ngẩng đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Sắc mặt Phạm Ngọc Thành khó coi, tiếp tục lui về sau. Các đệ tử và trưởng lão võ cực điện lập tức cảnh giác, nhưng bọn người Yến Tranh toàn bộ đều đứng dậy, cường thế giằng co. Khương Hồng Võ đè ép Phạm Ngọc Thành đi lên phía trước. Một bước, hai bước, năm bước. Phạm Ngọc Thành tức giận, dừng lại nói, ngươi muốn làm gì? Ta dạy cho ngươi một đạo lý. Khương Hồng Võ tiến đến trước mặt của hắn. Ly Hỏa Thánh Địa tồn tục vạn năm, cũng không phải là một mực bình tĩnh. Bên trên tư liệu lịch sử được ghi chép lại biến cố đã có 26 lần. Ly Hỏa Thánh Địa bị hủy sao? Không có, địa vị Ly Hỏa Thánh Địa vẫn còn chứ? Vẫn còn, vì sao? Bởi vì Thánh Địa là bởi vì cần mà tồn tại, không phải bởi vì người nào đó mà tồn tại. Thánh Địa, càng không phải là Thánh Địa của người nào đó. Ngươi và ta thân ở trong một vòng mới biến cố này, đều đang ra sức giãy giụa. Không có đúng sai, không có chính nghĩa tà ác, chỉ có ai mạnh ai yếu, ai càng thích hợp. Thắng làm vua thua làm giặc, nếu như các ngươi thắng, Khương Hồng Võ ta chết không có chỗ chôn. Nếu như ta thắng, các ngươi cũng sẽ vĩnh viễn biến mất. Mặc kệ là kết quả nào, vài chục năm, hai mươi mấy năm, thậm chí là sau trăm năm, Ly Hỏa Thánh Địa vẫn Thánh Địa luyện đan, vẫn là chủ nhân Hoang Mãng Nguyên. Vẫn là được tám phương đến chúc. Đối với trận biến cố mấy năm ngắn ngủi này, người đời đều sẽ lựa chọn lãng quên. Ta nói những lời này là có ý muốn nhắc nhở ngươi, đừng quá tự cho là đúng. Ai là chính thống, ai là chân chủ, do người thắng đến viết. Trước khi thắng bại chưa định, ngươi và ta đều có khả năng. Phạm Ngọc Thành, nếu như ngươi thông minh liền sẽ rõ ràng, ngươi không phải đối thủ của ta. Muốn sống, hoặc là sớm lăn ra khỏi Ly Hỏa Thánh Địa, hoặc là... Suy nghĩ thật kỹ, ai có phần thắng càng lớn hơn. Khương Phàm rời khỏi, để Ly Hỏa Thánh Chủ rất là nóng tính nhưng bây giờ không chỗ phát tiết cũng không kịp phát tiết. Bởi vì Thường Huyền Nghĩa lấy thân phận Phó Thánh Chủ cao điệu tuyên bố, Đại hội luyện đan cử hành đúng hạn. Khi bọn hắn chạy đến, Thường Huyền Nghĩa đã mời tân khách các phương tụ tập đến trên núi đá trước mặt đan đỉnh điện, còn bày xong tòa luyện lô kia của hắn. Thánh Chủ, chúng ta đã chuẩn bị xong, mời lên dược liệu đi. Thường Huyền Nghĩa an bài 300 vị luyện đan sư vào chỗ của mình, chắp tay ra hiệu với Ly Hỏa Thánh Chủ. Người ở xung quanh núi đá, âm thanh huyên náo, tân khách các phương đều đang nhiệt tình mong đợi. Lão gia hỏa này đang làm cái gì? Ly Hỏa Thánh Chủ cùng điện chủ đan đỉnh điện trao đổi ánh mắt, thể hiện đều có chút quái dị. Bọn hắn biết Khương Hồng Võ đã trộm đi phương thuốc, nhưng tất cả đều là giả, chẳng lẽ Thường Huyền Nghĩa tin là thật rồi? Thánh Chủ, có vấn đề gì không? Thường Huyền Nghĩa thấy bọn hắn không có đáp lại, cố ý hỏi, chẳng lẽ dược liệu của Thái Sơ Mệnh Hồn Đan cũng đều ở trong dược vương các? Ly Hỏa Thánh Chủ rất muốn hỏi Thường Huyền Nghĩa rốt cuộc tình huống là như thế nào, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, chỉ có thể nhịn xuống. Dược liệu Thái Sơ Mệnh Hồn Đan ở chỗ Hoàng Kim Sư Tử. Phái người đi mời. Thường Huyền Nghĩa chắp tay xin chỉ thị, mời Tam Đầu Kim Sư đến. Trước khi Sư Vương đi, hẳn là để dược liệu cho hắn. Ly Hỏa Thánh Chủ sắp xếp người đi mời Tam Đầu Kim Sư. Sau đó không lâu, Tam Đầu Kim Sư được bọn người hầu bảo vệ xuống tới núi đá. Đám người thoáng bạo động. Yêu thú hoàng tộc, lại còn là yêu vương tương lai, đây cũng không phải tùy tiện đều có thể nhìn thấy. Người xác định đã chuẩn bị xong. Tam Đầu Kim Sư đi đến đỉnh núi, cao ngạo giơ đầu lên. Thường Huyền Nghĩa anh tuấn nho nhã, khẽ vuốt cằm,
thuật luyện đan ta đã lĩnh hội 10 ngày, có lòng tin, cũng sẽ dùng hết khả năng. Tam đầu kim sư lạnh lùng hỏi. Dược liệu của chúng ta vô cùng quý giá, nếu như ngươi luyện không ra thì thế nào? Thường Huyền Nghĩa không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Thái sơ mệnh hồn đan là thánh chủ tự mình nhờ Thường Huyền Nghĩa ta đến luyện, ta cũng sẽ ta tận hết khả năng. Nhưng đây dù sao cũng là lần đầu tiên ta luyện thái sơ mệnh hồn đan, có thất bại, có nguy hiểm. Nếu như Hoàng Kim sư tộc không yên lòng, có thể xin mời thánh chủ hoặc có thể là điện chủ đan đỉnh điện tự thân luyện chế cho các ngươi. Tam đầu kim sư nhìn Ly Hỏa thánh chủ, Ly Hỏa thánh chủ nhẹ gật đầu. Tam đầu kim sư ra hiệu người hầu bên cạnh đưa hộp gấm không gian lên. Dược liệu trong này, ta sẽ giám sát toàn bộ quá trình. Có thể cho phép ngươi thất bại, nhưng nếu như là sự bất lực của ngươi tạo thành thất bại, ta có thể sẽ không tiếp nhận. Bên trong Ly Hỏa thánh địa có hơn 5.000 vị luyện đan sư, bọn họ cũng sẽ giám sát toàn bộ quá trình. Năng lực ta như thế nào, phải chăng dụng tâm hay không, bọn hắn đều có thể làm chứng. Thường Huyền Nghĩa tiếp nhận hộp gấm liền theo thứ tự mà lấy đan dược bên trong ra. Hết thảy 27 loại lớn, hơn 1.800 gốc. Nhưng, sau khi Thường Huyền Nghĩa cẩn thận kiểm tra xong, từ bên trong ném ra 3 loại dược liệu. Cái này không phải, cái này không phải, cái này cũng không phải. Tam đầu kim sư cau chặt lông mày, thanh âm ù ù, dược liệu của chúng ta đều theo chiếu phương thuốc thánh chủ phân phối cho. Thường Huyền Nghĩa nói. 3 loại này đều không phải, ngoài ra, còn thiếu 5 loại lớn. Điện chủ đan đỉnh điện tự mình tới kiểm tra xong, gật đầu nói, Thường huynh, ngươi sai lầm rồi. 3 loại này chính là dược liệu cần thiết cho thái sơ mệnh hồn đan. Thường Huyền Nghĩa vẫn lắc đầu. Bọn chúng không phải, còn thiếu 5 loại dược liệu. Ha ha, Thường huynh, ta tự mình phụ trách qua 5 lần thái sơ mệnh hồn đan, cần dược liệu gì, số lượng gì, chẳng lẽ ta còn không rõ ràng. Còn thiếu tuyết tầm hoa, thủy linh cao, tinh thần thảo, phục linh hạnh hạch, còn có phong linh hoa. Thường Huyền Nghĩa không nhanh không chậm nói xong, nụ cười trên mặt điện chủ đan đỉnh điện từ từ biến mất. Làm sao hắn mà biết được? Ly Hỏa thánh chủ ở phía xa nhíu mày, 5 loại dược liệu này chưa từng xuất hiện bên trong bất kỳ một cái nào ở 3 phương thuốc giả, nhưng hoàn toàn chính là phương thuốc thật. Tuyết tầm hoa và những thứ này không phải dược liệu quan trọng, đều là rất bình thường. Có tác dụng làm nền chỉ dẫn ở các giai đoạn trước. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thậm chí có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng bởi vì là luyện chế đan dược chuẩn thánh phẩm, Thường Huyền Nghĩa lại là lần đầu tiên luyện chế, chắc chắn sẽ không hiểu rõ được. Cho nên ra tay từ những dược liệu bình thường này sẽ để cho quá trình luyện chế từ bắt đầu liền nương theo các loại ngoài ý muốn, cũng có thể khiến cho Thường Huyền Nghĩa luống cuống tay chân. Coi như người không hiểu luyện đan, cũng đều có thể nhìn ra hắn chật vật, sau đó chất vấn thực lực của hắn. Thế nhưng, tại sao Thường Huyền Nghĩa biết những loại như tuyết tầm hoa kia? Thường Huyền Nghĩa nhìn thấy nét mặt của bọn hắn liền biết phương thuốc thật giả, hắn lộ ra nụ cười thản nhiên, dược phương các mặc dù bị dọn đi rồi, nhưng đây đều là dược liệu bình thường, dược sơn hẳn là còn có. Ai đi mang tới giúp ta? Ly Hỏa Thánh chủ cùng điện chủ đan đỉnh điện trao đổi ánh mắt. Thực sự không nghĩ ra lại xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Chẳng lẽ còn có người khác biết phương thuốc thái sơ mệnh hồn đan? Không thể nào. Đây chính là một trong những mạch mệnh của Ly Hỏa Thánh địa bọn hắn. Thường Huyền Nghĩa nói. Nếu như dược sơn không có, bên trong dược liệu ta mang từ La Phù nơi đó hẳn là có. Khương Hồng Võ điện chủ. Khương Hồng Võ đi đến núi đá, cố ý liếc mắt nhìn tam đầu kim sư, dùng dược liệu của ta luyện được đan. Phải chăng ta cũng có thể nếm thử? Tam đầu kim sư khinh thường nói. Chỉ chút dược liệu ấy, cũng xứng để phân chia đan dược chuẩn thánh phẩm. Ngược lại là có thể để cho ngươi ngửi chút hương vị. Khương Hồng Võ bày dược liệu trên bàn. Đan dược chuẩn thánh phẩm, rất khó luyện. Ngươi tin tưởng Thường Huyền Nghĩa có thực lực sao? Ta không cần tin tưởng, ta chỉ nhìn kết quả. Vậy ngươi cảm thấy cơ hội hắn thành công lớn bao nhiêu? Ngươi muốn nói cái gì? Ta rất có lòng tin đối với Thường Huyền Nghĩa, ngươi ngược lại giống như không có lòng tin gì. Chúng ta đánh cược thế nào? Đánh cược gì? Nếu như ta cược thắng, đan dược thuộc về ta. Nếu như ta thua, ngươi muốn cái gì đều có thể. Ta muốn mạng của ngươi. Ha ha, được, nếu như luyện đan thành công, đan dược thuộc về ta. Nếu như không thành công, ta thuộc về ngươi. Ngươi xác định. Tam đầu kim sư chỉ thuận miệng nói, không nghĩ tới hắn thật đồng ý. Trên núi dưới núi,
Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đùa giỡn hay sao, hay là thật? Khương Hồng Võ, tới đây. Thường Huyền Nghĩa thay đổi sắc mặt, Khương Hồng Võ kéo đến bên cạnh, nghiêm túc nói, người đang làm gì? Ta mặc dù biết phương thuốc, nhưng ta không có 100% nắm chắc. Ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng phải tin tưởng ngươi. Đây không phải chuyện có tin hay không, đây chính là đan dược chuẩn thánh phẩm, liền xem như Ly Hỏa Thánh chủ tự mình luyện cũng có tỷ lệ thất bại. Người khác có thể thất bại, ngươi thì không thể. Ngươi lúc khác có thể thất bại, lần này ngươi tuyệt đối không thể. Khương Hồng Võ tiến đến bên cạnh Thường Huyền Nghĩa, hạ giọng, nhắc nhở Thường Huyền Nghĩa. Tất cả mọi người nhìn ra được Ly Hỏa Thánh chủ đang làm khó ngươi, các luyện đan sư thánh địa cũng đều cho rằng ngươi không thể nào thành công, nếu như ngươi thất bại, bọn hắn sẽ nhận định ngươi thật không được. Mặc kệ tương lai ngươi có bao nhiêu cố gắng, đều rất khó thay đổi được ấn tượng đầu tiên này. Ngươi chỉ có làm ra kỳ tích vào hôm nay mới có thể trấn nhiếp bọn hắn, thắng được tôn trọng. Đây cũng không phải là chuyện một viên đan dược, trực tiếp liên quan đến tương lai ngươi có thể tiếp quản thánh địa hay không, có thể trở thành thánh chủ hay không. Ta đương nhiên muốn thắng, nhưng... Thường Huyền Nghĩa đã rất có áp lực, nếu như lấy thêm mệnh Khương Hồng Võ đặt cược, hắn càng có áp lực hơn. Khương Hồng Võ đột nhiên nắm chặt tay của hắn. Lão huynh đệ, nơi này không phải thánh địa, là chiến trường. Lúc trước tiên tổ Thường Hy, Khương Nguyên Liệt, từng dắt tay khai phách Hoàng Triều, bây giờ, ngươi và ta cũng phải dắt tay, thắng được trận chiến tranh thuộc về ngươi và ta này. Thường Huyền Nghĩa nhìn Khương Hồng Võ, trong lòng lại có xúc động. Chiến trường. Tiên tổ. Khương Hồng Võ dùng sức nắm chặt tay của hắn, hôm nay ngươi nhất định phải thành công. Không có lựa chọn thứ hai. Thường Huyền Nghĩa thở sâu, chậm chạp nhẹ gật đầu. Khương Hồng Võ quay người nhìn Tam Đầu Kim Sư. Đan dược là luyện cho ngươi, ngươi có quyền quyết định. Cược, hay là không cược? Cược, đương nhiên phải cược. Tam Đầu Kim Sư không có cái gì để có thể do dự, dù sao cũng không có nghĩ đến sẽ thành công, hắn còn đã nếm qua Thái Sơ Mệnh Hồn Đan. Nếu có thể đồng thời đả kích Thường Huyền Nghĩa, lại thắng cược, sao lại không làm? Nếu như thành công, đan dược thuộc về ta. Nếu như thất bại, mệnh của ta thuộc về ngươi. Khương Hồng Võ mở hai tay, tuyên bố với toàn trường. Mời tất cả mọi người cùng nhau chứng kiến. Mặc dù mọi người đều cảm thấy không hiểu thấu, nhưng dù sao cũng mặc kệ không phải của mình. Các ngươi nguyện ý cược thì cược, chúng ta càng muốn nhìn náo nhiệt. Ly Hỏa Thánh chủ cảm giác bọn người Khương Hồng Võ khẳng định lại đang tính toán cái gì đó, nhưng hẳn là trên ước định, không phải luyện dược bản thân. Làm luyện đan sư, hắn rõ ràng nhất về độ khó để luyện thành Thái Sơ Mệnh Hồn Đan, xem như phối được toàn bộ dược liệu, lại có hắn tự mình chỉ đạo. Thường Huyền Nghĩa đều không thể vạn toàn nắm chắc thành công, huống chi là Thường Huyền Nghĩa lại tự mình phụ trách. Nếu không có nắm chắc thành công, vì sao Khương Hồng Võ lại lấy mình mệnh đặt cược? 15 tháng 3, Ly Hỏa Thánh địa cử hành tổ chức đại hội luyện đan đúng hạn vì Phó Thánh chủ Thường Huyền Nghĩa. Dưới sự chú ý của hơn 5.000 vị luyện đan sư Thánh địa, cùng hơn 2 vạn đại biểu thế lực xung quanh Hoang Mãng Nguyên cùng nhau chứng kiến, Thường Huyền Nghĩa đã hoàn thành nhiệm vụ không thể. Mà chỉ dùng 13 giờ liền thành công luyện thành đan dược chuẩn thánh phẩm, Thái Sơ Mệnh Hồn Đan. Trên dưới Ly Hỏa Thánh địa đều chấn kinh, tất cả luyện đan sư đều sợ hãi thán phục thực lực luyện đan của Thường Huyền Nghĩa, thậm chí là khó có thể tin được. Dù sao bọn hắn cũng đều là luyện đan sư, rõ ràng nhất độ khó của việc luyện chế đan dược chuẩn thánh phẩm. Tại lần đầu tiên làm thử, dưới việc bị thánh chủ tận lực làm khó dễ, tại áp lực Khương Hồng Võ cực mệnh, vậy mà hắn đã thuận lợi hoàn thành. Hoàng Mã Nguyên cùng thế lực xung quanh đều cảm thấy ngoài ý muốn, một lần nữa ước định được thực lực luyện đan của Thường Huyền Nghĩa. Luyện đan sư đến từ tiểu quốc biên hoang này, phó thánh chủ bị bọn hắn chế giễu, tài không xứng vị, này, vậy mà thật sự có chút thực lực. Tối hôm đó, Thường Huyền Nghĩa không để ý mỏi mệt cao điệu tuyên bố, tự thân luyện chế đan dược chuyên môn cho quý khách, ở đây. Chỉ cần phối tốt dược liệu, hắn đều có thể hỗ trợ luyện chế. Toàn trường oanh động. Bầu không khí lập tức sôi trào. Bắt đầu từ ngày 15 đến cuối tháng 3, Ly Hỏa Thánh địa bắt đầu cuồng hoan dài đến nửa tháng. Thường Huyền Nghĩa bắt lấy cơ hội khó có được này, mang theo các luyện đan sư của mình, không phân ngày đêm luyện chế đan dược. Trước sau sau đã luyện chế ra đan dược cho hơn 2.000 vị tân khách, từ tam phẩm đến lục phẩm, cái gì cần có đều có. Mà tỷ lệ thành công lại cam đoan từ 8 phần trở lên. Không chỉ có Thường Huyền Nghĩa thể hiện ra phi phàm thực lực luyện đan, các luyện đan sư của hắn cũng chứng minh được mình.
Đám người Ly Hỏa Thánh chủ lại sốt ruột trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể trơ nhìn, không dám tùy tiện nhúng tay. Dù sao nếu lúc này ra mặt ngăn cản, chẳng khác nào đắc tội những bằng hữu này. Thường Huyền Nghĩa làm được khí thế ngất trời, dùng thực lực thay đổi cách nhìn của mọi người đối với hắn. Mặc dù không đến mức trực tiếp liền thắng được tán thành, nhưng ít ra không có người nào công khai chất vấn thực lực luyện đan của hắn cả. Vô hồi thánh địa. Tại thời điểm Thường Huyền Nghĩa cao điệu luyện chế đan dược, Khương Phàm đã mang theo Phượng Bảo Nam chạy tới vô hồi thánh địa. La Phù gặp biến cố, thương vong thảm trọng, Dạ Thiên Lan và những người còn sống sót đều lâm thời tiến vào nơi này, nhận lấy chăm sóc rất tốt. Chỉ là, uy hiếp của La Phù vẫn còn không có giải trừ, các tông môn đều lòng người bàng hoàng. Cho nên Dạ Thiên Lan chỉ ở lại ba chỗ này ngày đã mang theo các trưởng lão rời khỏi, phối hợp bọn người Ngụy Thiên Thu tuần sát La Phù. Ngươi trở về. Sắc mặt Dạ An Nhiên tiều tụy, thanh âm đều hơi có vẻ khàn khàn. Tất cả mọi người còn tốt chứ? Khương Phàm đứng trên sườn núi, nhìn qua vài tòa u cốc trước mặt. Thiên Sư Tông, Thánh Nữ Tông, đệ tử các tông môn đều an trí ở nơi đó, bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt. Không phải ngồi ngẩn người thì chính là đang yên lặng tu luyện. Cảm giác bị đè nén, phảng phất thấm vào không khí ướt át. Tâm tình đều đã bình tĩnh. Nhưng còn cần thời gian tiếp nhận, dù sao. Dạ An Nhiên đau đớn lắc đầu, trận ngoài ý muốn này quá đột ngột, thương vong cũng quá nghiêm trọng. Bao nhiêu thân nhân bằng hữu cứ như vậy mà chết ở bên cạnh bọn họ. Cảm giác này, không tự mình trải qua, thật không thể nào hiểu được. Khương Phàm than nhẹ trong lòng, chần chờ một lúc lại đưa tay ôm lấy Dạ An Nhiên, nhẹ nhàng an ủi. Đã xác định được kẻ cầm đầu, bọn hắn sẽ vì tội ác ngày đó mà trả giá đắt. Ly Hỏa Thánh Chủ cùng Hồn Thiên Thánh Chủ cũng trốn không thoát. Chúng ta sẽ vì người đã chết báo thù. Dạ An Nhiên dựa sát vào trong ngực Khương Phàm, vẻ mặt ảm đạm. Nàng tiến vào thánh địa, lại tiếp nhận ngũ hành truyền thừa, lòng tin tràn đầy về thành tựu tương lai, báo ân thánh chủ, bảo hộ tông môn. Ai nghĩ đến, nàng vừa trở về mấy tháng mà thôi, vậy mà Thiên Sư Tông lại bị kiếp nạn này, một đại tông mấy ngàn người, chỉ còn mấy chục người. Thời điểm nàng nhìn thấy phụ thân, tóc phụ thân đều đã trắng hơn phân nửa. Khương Phàm vỗ nhẹ Dạ An Nhiên. Không nên quá khổ sở, phát đã sinh chuyện, chúng ta không thay đổi được, nhưng chúng ta có thể cố gắng để chuyện như vậy không xảy ra nữa. Dạ An Nhiên vây quanh ở Khương Phàm, con mắt từ từ ướt át, ngưng tụ thành nước mắt, trượt xuống gương mặt tiều tụy. Những ngày này, nàng một mực cố gắng khống chế cảm xúc, an ủi người khác, cũng khai đạo người khác. Duy chỉ có khổ sở trong nội tâm nàng không người thổ lộ hết. Nàng ôm lấy Khương Phàm, càng ôm càng chặt. Khương Phàm nhẹ vỗ về phía sau lưng nàng, im ắng an ủi. Nhưng, sờ lấy, tay của hắn bắt đầu không tự chủ mà rời xuống. Một chút, càng ngày càng hướng xuống. Hô hấp của Khương Phàm cũng dần dần thô trọng, có chút hoảng hốt, lại có chút mê say hít sâu lấy mùi thơm thản nhiên trên người Dạ An Nhiên. Ngay cả đầu cũng nhìn không được mà chôn ở giữa mái tóc nhu thuận của nàng. Dạ An Nhiên đang tinh thần chán nản, không có chú ý. Khương Phàm hốt hoảng, cũng không có chú ý. Cho đến khi, Khương Phàm mê say hô hấp trở nên tham lam, chôn ở nàng trong mái tóc đầu bắt đầu loạn động, ngay cả đầu lưỡi đều vươn ra. Dạ An Nhiên bỗng nhiên cảm giác cổ có chút ẩm ướt, có chút ngứa, vô ý thức đưa tay muốn sờ một chút, lại ngoài ý muốn đụng phải mặt Khương Phàm. Khương Phàm đã mất khống chế quanh quẩn một chỗ, nàng, dịu dàng đụng một cái, như thế, lập tức đốt lên liệt diễm trong lòng, bàn tay hắn đang hướng xuống kia đột nhiên bỗng nhiên nắm lại. A! À, Dạ An Nhiên la thất thanh, vô ý thức đẩy Khương Phàm ra. Khương Phàm thần xui quỷ khiến ngẩng đầu duỗi miệng, trực tiếp gặm tới. Ngô, ngô! Đầu Dạ An Nhiên ông một chút, toàn thân cứng ngắc, hai mắt trừng trừng, trong miệng bị thô lỗ nhét vào thứ gì, lung tung quấy lấy. Nàng vừa muốn kịp phản ứng, lại giật mình khi có thứ gì đó đang đè vào trên người nàng. Khương Phàm hô hấp dồn dập, giống như là dã thú liền đẩy Dạ An Nhiên đè vào trên tảng đá phía trước, miệng rộng bỗng nhiên khẽ hấp, hai bàn tay to càng là thô lỗ chui vào y phục. Khụ khụ, một tiếng ho khan vang dội đột nhiên vang lên ở trong đập Khương Phàm, giống như là sấm rền, hắn kinh hãi đến toàn thân đều giật mình, triệt để tỉnh táo lại. Chỉ là, ta thế nào? Đây là đang làm gì? Khương Phàm và Dạ An Nhiên bốn mắt nhìn nhau, bên trong đôi mắt to xinh đẹp kia tràn đầy bối rối cùng hoảng sợ, mà đầu lưỡi của hắn giống như con rắn độc, đang điên cuồng đuổi bắt lấy con mồi.
Một bàn tay nhấc chân An Nhiên lên, đang mang theo eo muốn triển khai trùng kích. Một bàn tay chui vào trong y phục, thô lỗ bắt lấy cái gì? Khương Phàm sửng sốt lại lăng, đầu ông một chút, cuống quýt rút ra đầu lưỡi, rút cả tay ra, chật vật lui về sau, kết quả trượt chân, ngửa mặt lăn xuống dưới, ngã chổng vó nằm ở nơi đó. Mà tiểu đồng bọn của hắn còn kiêu ngạo đứng thẳng lấy, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Khương Phàm đứng dậy, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, luống cuống tay chân muốn khống chế, làm thế nào đều ép không đi xuống. Tranh thủ thời gian uống thuốc. Giọng Đan Hoàng quanh quẩn trong đầu Khương Phàm. Ta quên nhắc nhở ngươi, ngươi không thể thân cận cùng nữ hài, nếu không dược hiệu sẽ bị kích phát ra tới. Uống thuốc, đúng đúng đúng. Khương Phàm vội vàng chịu dược liệu từ trong thanh đồng tiểu tháp ra, từng ngụm nhét vào trong miệng. Dạ An Nhiên hiển nhiên bị Khương Phàm xâm phạm thô lỗ lại mãnh liệt này hù dọa, sửng sốt một hồi lâu mới cuống quýt đứng dậy, sửa sang lấy xốc xếch y phục. Gương mặt xinh đẹp đỏ lên, vừa thẹn lại giận. Thật xin lỗi, ta không có khống chế được. Không phải, ta trúng độc, cũng không phải trúng độc, chính là, ta sai rồi. Khương Phàm nói năng lộn xộn, lúng túng suýt chút nữa tìm một cái lỗ để chui vào, sao có thể thô lỗ như thế, làm sao ngay lúc này lại làm ra loại hành vi cầm thú thế này. Ngươi ăn, uống thuốc gì? Dạ An Nhiên lúng túng quay người, cũng không dám đối mặt Khương Phàm. Vật kia thẳng tắp quá dọa người. Một loại thuốc kích thích phát dục, thuốc gì, ngươi còn? Không phải, ta không phải cố ý muốn ăn, ta là không cẩn thận ăn phải. Khương Phàm tranh thủ thời gian làm vẻ mặt cầu xin lần nữa nói xin lỗi, thật sự là quá không nên. Thật, trái tim Dạ An Nhiên đụng chút muốn loạn nhảy, ngàn lần chính xác, không phải vậy sao ta có thể? Có thể như vậy phải không? Dạ An Nhiên cố gắng bình phục tâm tình, nhưng vừa muốn xoay người, gương mặt xinh đẹp lại lần nữa đỏ bừng, xấu hổ đến dậm chân, người khống chế đi. Đang khống chế, lập tức, rất nhanh sẽ tốt thôi. Khương Phàm tiếp tục đút lấy dược thảo vào trong miệng, mặt mo nóng hổi, quá mất mặt. Sư phụ, sao ngài không nói sớm? Trên đường ta đã nhắc qua ngươi, muốn phải giữ một khoảng cách với Phượng Bảo Nam. Hắn là nam tử. Ta không nghĩ tới ngươi đột nhiên muốn ôm Dạ An Nhiên. Ta chỉ muốn an ủi nàng. Kích động cái gì, sớm muộn cũng phải làm. Nếu không phải thời cơ không thích hợp, ta còn không muốn đánh đoạn đâu. Tuy nhiên cái gì? Ngươi vẫn rất có cảm giác đối với Dạ An Nhiên, không phải vậy thì dược hiệu không thể nào bộc phát mạnh như vậy. Ta, tranh thủ thời gian uống thuốc đi. Khương Phàm khóc không ra nước mắt, đưa lưng về phía Dạ An Nhiên, tiếp tục ăn thuốc. Khương Phàm đâu, trở về cũng không đi tìm chúng ta, chỉ muốn gặp An Nhiên. Nghe nói ngươi ở Ly Hỏa Thánh Địa cuốn dược vương các đi. Quá hả hận, liền nên thu thập bọn họ như thế. Tiêu Phượng Mô từ dưới chân núi chạy tới. Người còn chưa tới liền quát lên. Khương Phàm tranh thủ thời gian hít một hơi, cưỡng ép khống chế, chỉ là càng nghĩ khống chế, càng khống chế không nổi. Người đi trước, đi mau. Dạ An Nhiên xấu hổ phất tay, thay ta ngăn cản, một hồi là được. Khương Phàm nhanh chân liền chạy. Người đâu? Tiêu Phượng Ngô và Chu Thanh Thọ vừa chạy tới, lại chỉ thấy có một mình Dạ An Nhiên ở chỗ này. Hắn, rất khó chịu, muốn mình tỉnh táo một chút. Dạ An Nhiên cố gắng chấn định lại, chỉ là nói ra hai chữ, khó chịu, thể hiện lập tức lúng túng. Huynh đệ của ta thật trọng tình nha. Tiêu Phượng Mô thở dài. Các ngươi cãi nhau, Chu Thanh Thọ lại phát hiện chút vấn đề. Sắc mặt Dạ An Nhiên có chút không bình thường, ánh mắt còn có chút né tránh, chẳng lẽ là An Nhiên oán trách hành động của Bạch Hổ Tông tại Hoang Mãng Nguyên, hai người cãi nhau rồi. Không có, chúng ta gì mà phải cãi nhau. Không có thì tốt. Dạ An Nhiên tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, các ngươi không thấy Phượng Bảo Nam sao, hắn hẳn là đang ở dưới núi. Chu Thanh Thọ nói, gặp rồi, hắn nói không quấy rầy chúng ta ôn chuyện, chờ ở phía dưới. Tiêu Phượng Ngô hạ giọng, hắn thật sự là nam tử sao, lúc ta vừa nhìn thấy hắn ta còn tưởng rằng Khương Phàm lại mang trở về một nữ tử. Công tử Phượng Thành, đúng là nam tử. Nam tử lại trưởng thành như thế, thật đáng thương. Chu Thanh Thọ trợn trắng mắt, trưởng thành như người đây mới có thể yêu. Tiêu Phượng Ngô ưỡn ngực nói. Nam tử phải có bộ dạng của một nam tử, ta dương cương uy mãnh, là nam tử chính hiệu. Loại bất nam bất nữ kia như hắn, thuộc về phát dục dị dạng. Dạ An Nhiên nói. Chớ nói lung tung,
Khương Phàm mang hắn trở về là muốn tiếp nhận Đại Hoang Diễn Thiên Ấn, sau này chúng ta đều là người một nhà. Tiêu Phượng Ngô xua tay. Ta chỉ là tùy tiện vừa nói như vậy, ta sẽ không kỳ thị hắn. Đã lâu không gặp. Khương Phàm từ bên cạnh tới, tâm tình bình tĩnh, tiểu đồng bọn cũng bình tĩnh. Chuyện đã phát sinh, đừng quá khổ sở. Tiêu Phượng Ngô và Chu Thanh Thọ đều mở miệng khuyên bảo. Không sao, chúng ta đi thôi, đi gặp Thánh Chủ. Khương Phàm đi nhanh mấy bước, cũng không dám đụng ánh mắt An Nhiên, quá lúng túng. Đại điện Vô Hồi. Hắn là Thánh Linh Văn rồi. Vô Hồi Thánh Chủ ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, nhìn Phượng Bảo Nam xinh đẹp như một nữ tử. Linh Văn của chúng ta rất đặc biệt, lục phẩm Linh Văn có hai cơ hội thức tỉnh. Phượng Bảo Nam lộ ra bí mật mình. Còn có Linh Văn có thể như thế này. Bọn người Thương Hàn Nguyệt đều đuổi tới trong điện, kinh ngạc nhìn tân đồng bạn mà Khương Phàm đưa trở về. Cho ta nhìn Phượng Vũ Linh Văn của ngươi. Vô Hồi Thánh Chủ ra hiệu Phượng Bảo Nam biểu hiện ra thực lực cho bọn hắn xem. Phượng Bảo Nam tháo thắt lưng gấm xuống, lộ ra Phượng Vũ Linh Văn tinh mỹ, thoạt nhìn như là hai cái cánh mở rộng, vô cùng tinh tế, tỉ mỉ, lại vô cùng xinh đẹp, ở giữa là ba đạo huyết văn, giống như là huyết thụ nở rộ, cùng văn ấn hai cánh giao hòa hoàn mỹ. Linh Văn tỏa ra tia sáng óng ánh tinh khiết, nương theo chút huyết quang, chiếu ánh lấy gương mặt trắng nõn của Phượng Bảo Nam, để hắn nhìn càng thêm xinh đẹp động lòng người. Tiêu Phượng Ngô nhìn đến nhíu chặt mày lên, đụng đụng Chu Thanh Thọ ở bên cạnh. Có cảm giác không? Không có. Chu Thanh Thọ im lặng, người đều không có chút ý nghĩ nào. Tiêu Phượng Ngô nhìn Phượng Bảo Nam, mỹ lệ chọc người, từ trên xuống dưới, không chỉ có bộ dáng đẹp mắt, dáng người cũng không tệ lắm. Ý nghĩ là xây dựng ở trên sử dụng, hắn có thể sử dụng sao? Cởi y phục ra, so với người còn lớn hơn, xấu hổ cỡ nào? Xem thường ai đây? Thời điểm ngươi biến thân thành bỉ mông thú, ta đã thấy qua món đồ kia của ngươi, căn cứ tỷ lệ đo lường mà tính toán. À, Chu Thanh Thọ còn chưa nói xong đã bị Na Yêu bóp cổ ném ra ngoài. Da thịt toàn thân Phượng Bảo Nam nứt ra, mọc ra từng mầm cây non mịn, nhẹ nhàng chập chờn, nhìn vô cùng linh động. Ngay sau đó phía sau lưng lại nhúc nhích, mọc ra hai cánh chân chính, ở hai bên chừng 8 mét, vô cùng khổng lồ, lại đỏ tươi như máu, bao trùm lấy huyết phủ thật dày. Oa! Ngay cả Thương Hàn Nguyệt cũng hơi có phản ứng. Trước đó chỉ là xinh đẹp, bây giờ lại có khí chất hiên ngang phóng khoáng, càng lộ vẻ mê người. Phượng Bảo Nam xông ra khỏi cung điện, bay đến trong cánh rừng trước mặt. Hai cánh hắn tụ lại, tiếp đó lại mãnh mẽ vung lên, nhấc lên mấy trăm sợi huyết phủ. Nổ bắn ra cây rừng xung quanh. Huyết phủ giống như tinh linh, chui vào bên trong cây rừng. Ngay sau đó, cây cối trong phạm vi hơn ngàn mét đều lay động kịch liệt, đều phát sinh diễn biến quỷ dị, chạc cây xen lẫn, biến thành cánh tay, rễ già kiên quyết ngoi lên, hóa thành chân cây tráng kiện. Hai mắt Phượng Bảo Nam biến thành màu đỏ như máu, mầm cây chập chờn bên ngoài thân thể cũng đều tùy tiện mở rộng. Sau một khắc, giống... Cây cối dị biến trong rừng cây đều vỡ ra thân cành, hình thành miệng rộng, phát ra tiếng gầm gừ thật lớn, tràng diện cực kỳ khủng bố. Bọn người Dạ An Nhiên có phản ứng, Phượng Vũ Linh Văn thật mạnh. Không chỉ đơn giản là khống chế cây rừng, vậy mà đều biến thành thụ yêu rồi. Đại Hoang Diễn Thiên Ấn, thuộc về ngươi. Vô Hồi Thánh Chủ hài lòng gật đầu, xác thực đáng giá để bồi dưỡng, so với Mộc Hệ Thánh Văn thuần túy còn cường đại hơn. Mà, cũng không được chọn. Đại Hoàng Ấn lại không gom góp, liền phải bỏ lỡ thời kỳ bồi dưỡng ăn ý tốt nhất. Tạ ơn Thánh Chủ. Phượng Bảo Nam tản Linh Văn ra, từ trên trời xuống tới. Rừng cây vừa rồi còn đang táo bạo vậy mà lại lần nữa khôi phục nguyên dạng, giống như đều không có phát sinh cái gì cả. Hoan nghênh ngươi. Bọn người Thương Hàn Nguyệt đều biểu thị hoan nghênh, cũng rất chờ mong. Cứ như vậy Đại Hoàng Tù Thiên Trận coi như đã gom góp được thật. Giang Thành Tử. Dẫn hắn đi tiếp thu Đại Hoang Ấn. Tất cả các ngươi lui ra, Khương Phàm ở lại. Vô Hồi Thánh Chủ ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, ngữ khí lạnh nhạt. Đám người nhìn Khương Phàm, sau đó cáo từ rời khỏi. Trách không được Thánh Chủ không hăng hái lắm, xem ra còn kìm nén cơn nóng giận. Hẳn là bởi vì chuyện ở Hoang Mã Nguyên. Bọn hắn vừa đi, Vô Hồi Thánh Chủ đã sầm mặt lại, uy nghiêm quát tháo. Ngươi biết ngươi xông họa bao lớn không? Dám dùng Dược Vương các giá họa Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Ngươi coi Huyền Nguyệt Hoàng Triều là kẻ ngu sao, bọn hắn có thể cõng cái nồi này. Ngươi coi Ly Hỏa Thánh Địa thật dễ khi dễ như vậy sao,
ngươi coi thế lực bọn hắn kết giao đều là ăn cơm khô sao? Còn dám tính toán đại diễn thánh địa. Ngươi đây là đang nhắc lên chiến tranh giữa thánh địa cùng hoàng tộc, nếu như Tổ Sơn vấn trách, ai cũng không gánh nổi ngươi. Khương Phàm âm thầm nhếch miệng. Ta đều đã lên kế hoạch tốt, bọn hắn coi như biết là ta, cũng không có chứng cứ chỉ đến ta. Cũng không thể bằng vào cảm giác liền đến thẩm phán một người được, thánh địa làm việc nói chứng cớ. Bọn hắn không thể thẩm phán bằng cảm giác, nhưng có thể làm việc bằng cảm giác. Trên mặt nổi là không thể thẩm phán, vụng trộm muốn giết chết ngươi liền có thể giết được ngươi. Tiểu Oa Nhi ngươi đây, mười mấy tuổi mà đã dày vò như vậy, trưởng thành còn chịu nổi sao? Ngài đừng nóng giận, nếu như Ly Hỏa Thánh Địa càng náo càng lớn, Tổ Sơn nơi đó liền sẽ nhìn không được, không đến mấy năm, Ly Hỏa Thánh chủ có thể bị bắt đi, ngài chỉ cần ngồi trên núi nhìn hổ đánh nhau tại La Phù này. Ngươi nghĩ thật dễ dàng, ngươi là đệ tử của ta, ra bất cứ trách nhiệm nào, đều được ta gánh lấy. Đây không phải vừa vặn tìm một chút chuyện cùng ngài làm nha, bằng không nhàn rỗi nhiều nhàm chán. Làm càn, ta hôm nay không thu thập ngươi, ngươi cũng không biết thu liễm. Thánh chủ, chia một nửa, cái gì? Đừng giả bộ ngốc, dược liệu bên trong dược vương các, chia một nửa. Ngài đây là có chút thừa dịp cháy nhà hôi của. Đây là trừng phạt, chia. Không chia. Trải qua cãi vã kịch liệt, Khương Phàm vẫn giữ vững ranh giới cuối cùng, một sợi lông cũng không có nhổ. Những dược liệu này là hắn chuẩn bị tu luyện đan hoàng cổ kinh, đừng nói phân chia, hắn còn dự định đến trong bảo điện vô hồi thánh địa vơ vét một chút. Thánh chủ, năm thanh thần binh an bài thế nào rồi? Khương Phàm không thấy Hàn Ngạo, cũng không thấy Khương Bân, nhưng Chu Thanh Thọ nhìn giống như không có thay đổi gì. Sắc mặt vô hồi thánh chủ chợt căng cứng, nuôi không một đệ tử. Khương Phàm ngượng ngùng cười nói. Ngài muốn những dược liệu này cũng không có tác dụng gì, chờ sau này ta làm chút thứ càng tốt hiếu kính ngài. Chờ ngươi hiếu kính, ta đều đã chết. Sẽ không, ta có phương thuốc trường sinh đan. Cái gì đan? Trường sinh đan, chính là cưỡng ép kéo dài tính mạng, có thể bảo đảm tuổi thọ bình thường của ngài, lại sống thêm mấy chục năm. Ngươi đang nói đùa với ta. Đây là dược liệu, chuẩn bị trước cho ngài. Sau khi gom góp đủ, ta sẽ chỉ đạo thuật luyện đan cho ngài. Khương Phàm lấy được phương thuốc từ Kiều gia, giao cho Vô Hồi Thánh Chủ. Vô Hồi Thánh Chủ hồ nghi nhìn Khương Phàm, lúc này mới đưa tay tiếp nhận. Thần binh thế nào? Khương Phàm lại hỏi. Vô Hồi Thánh Chủ lật tới lật lui nhìn phương thuốc, thuận miệng nói ra. Hàn Ngạo là đệ tử Lâm Thiên Lộc vừa ý nhất, hắn không hy vọng Hàn Ngạo mang sinh mệnh đi mạo hiểm, nên không có để hắn đụng đến vũ khí, cưỡng ép mang theo đến Vương quốc Hắc Ám. Tuy nhiên, sau khi các vị các túc lão cẩn thận đã kiểm tra vũ khí đều cảm giác để đó rất đáng tiếc, cho nên muốn tìm người thử tình huống trước một chút. Rốt cuộc có thể khống chế hay không, lại dùng biện pháp gì để khống chế, còn có nguy hại gì. 3 tháng trước, sau khi lặp đi lặp lại trưng cầu ý kiến Khương Bân, cuối cùng đã quyết định dùng nó để thử. Vừa mới bắt đầu chúng ta đều đang phối hợp Khương Bân, cũng dùng qua rất nhiều biện pháp, bao gồm cả dùng các loại vũ khí mãnh kích trường thương, hy vọng có thể bừng tỉnh nó. Cũng bao gồm cả dùng linh hồn đi câu thông, dùng liệt diễm đi đốt cháy, dùng máu tươi đi ngâm các loại, nhưng thanh trường thương này đều không có phản ứng. Sau khi Khương Bân nói phải dùng máu mình nuôi nấng trường thương, một mực nuôi nấng đến nó thức tỉnh mới thôi. Có hiệu quả sao? Không có hiệu quả, nhưng nó còn đang kiên trì. Nó cho ăn đã bao lâu rồi? Đến bây giờ đã hơn 50 ngày. Chúng ta mỗi ngày sẽ cho Khương Bân ăn đan dược, đảm bảo huyết khí. Nó ở đâu? Nham chỉ dưới mặt đất, ngươi đi khuyên nhủ đi, ta cảm thấy làm như vậy cũng không hiệu quả gì, sẽ chỉ từ từ tổn thương thân thể của nó. Khương Phàm đi tới nham chỉ dưới mặt đất ở Vô Hồi Thánh Địa, nơi này ở vào Thánh Địa Tây Bắc Bộ, cách mặt đất hơn 2.000 mét, phạm vi đạt tới hơn 50 dặm. 9 dòng sông dung nham khổng lồ lao nhanh, hình thành động đá vôi đặc biệt dưới mặt đất. Sóng nhiệt cuồn cuộn, thiêu nướng không gian. Dung nham lao nhanh vô cùng táo bạo. Giống như những con sông lớn cuồng dã dâng sóng biển va chạm vào nhau, nhấc lên dung nham đầy trời. Trên thạch bích khắc đầy pháp trận bề bộn, không ngừng liên tục hấp thu lực lượng dung nham, hội tụ đến bên trên tế đàn cổ xưa lơ lửng giữa không trung. Phía sau tế đàn có 33 tòa đỉnh lô. Chiếc đỉnh lô ở giữa kia cao tới 100 mét, to lớn nặng nề, ánh lửa ngút trời, giống như một ngọn núi lửa phun trào. Nơi này là thánh địa luyện đan tràng của Vô Hồi. Người trấn giữ là vị túc lão thứ 7, Nhiếp Ẩn Sơn.
hơn 500 vị luyện đan sư của thánh địa cũng đều ở chỗ này. Khương Phàm đi qua cây cầu đá giữa không trung, tới trên tế đàn. Bên trên tế đàn không chỉ có đỉnh lô, biên giới còn phân tán 9 cung điện, có dược liệu, có đan dược, cũng có chỗ dừng chân nghỉ ngơi. Các luyện đan sư đang bận rộn trước các đỉnh lô, không có chú ý tới có người đến. Trong đó trước một tòa đỉnh lô, một lão nhân tóc trắng xóa đang tự mình chỉ điểm một vị nữ tử trẻ tuổi. Nữ tử mặc áo bào trắng hơn tuyết, tóc đen rối tung, khí chất siêu trần thoát tục, cực kỳ giống hỏa tiên tử không ăn khói lửa nhân gian. Gần đó rất nhiều thanh niên luyện đan sư liên tiếp trông qua, trong ánh mắt không che giấu được hâm mộ. Ngươi là ai? Ai bảo ngươi đến nơi này? Một tiếng quát mắng an tĩnh cả tế đàn, số lượng lớn luyện đan sư đồng loạt nhìn về phía Khương Phàm. Làm phiền, ta là Khương Phàm. Khương Phàm chào hỏi. Khương Phàm, đệ tử thánh chủ, sao hắn lại tới nơi này? Hắn chính là Khương Phàm sao? Các luyện đan sư bắt đầu chăm chú đánh giá. Khương Phàm. Nữ tử tuổi trẻ ngạc nhiên nhìn Khương Phàm, nàng chính là Thường Lăng đến bái Nhiếp Ẩn Sơn. Một năm không gặp, càng thêm vượt trội mê người hơn. Vẻ đẹp của nàng, không thể bắt bẻ, phảng phất có thể trực kích linh hồn của ngươi, để cho tinh thần ngươi chập chờn. Mỹ nhân như ngọc. Cho là như vậy, đã lâu không gặp. Khương Phàm mỉm cười, nhìn dáng vẻ Thường Lăng hẳn là sinh hoạt ở chỗ này cũng không tệ lắm. Sao ngươi lại tới đây, xem yêu xà của ngươi sao? Thường Lăng đi tới, mỹ lệ làm rung động lòng người. Dung nhan tinh xảo, da thịt trắng nõn, con mắt sáng rực giống như tác phẩm nghệ thuật được tạo vật chủ tỉ mỉ rèn luyện. Mặc cho ai nhìn thấy đều sẽ nhịn không được thưởng thức vài lần. Ta vừa trở về, đến xem Khương Bân. Khương Phàm nhìn Thường Lăng, không khỏi rung động, vận mệnh có đôi khi đúng là sẽ thiên vị người nào đó, xinh đẹp như vậy, phong thái như vậy, còn có thiên phú như vậy, không thể bắt bẻ. Còn gì nữa không? Thường Lăng di chuyển đôi mắt xinh đẹp, nhìn Khương Phàm. Khương Phàm không hiểu, chỉ là đến xem nó sao? À, đúng rồi. Khương Phàm tranh thủ thời gian bước hai bước về phía trước, hành lễ với lão nhân tóc trắng xóa, đệ tử Khương Phàm, gặp qua Nhiếp lão. Thường Lăng dở khóc dở cười, đồ đần này là cố ý sao? Nhiếp Ẩn Sơn chỉ thản nhiên liếc nhìn hắn, nói với Thường Lăng, tiếp tục luyện đan. Khương Phàm cũng không có để ý, trong thánh địa đều biết vị lão già này tính tình cổ quái, liền ngay cả lúc cô giới thiệu Thường Lăng ở lại đây đều rất do dự. Khi nào thì ngươi rời khỏi? Thường Lăng nhỏ giọng hỏi. Xem tình huống đã, có khả năng mấy ngày, có khả năng mấy tháng. Khương Phàm đi tới tế đàn phía trước. Nhìn qua 9 đường sông giao hội tại to lớn hỏa trì ở phương xa. Dung nham từ 9 phương hướng không ngừng liên tục lao nhanh hội tụ lại, va chạm mãnh liệt, đinh tai nhức óc, nhấc lên dung nham đầy trời. Hỏa thương cắm vào nơi đó, chỉ dò dỉ ra mũi thương mười mấy thước. Khương Bân cuộn ở phía trên. Phong mang sắc bén cắt lân phiến của nó, máu tươi không ngừng chảy xuôi, chỉ là mũi thương cũng không có tiếp nhận quà nó tặng, mặc cho máu tươi chảy qua ở bên ngoài, bị dung nham bốc hơi. Khương Phàm ngưng tụ hỏa dực, đi đến hỏa thương phía trước, nhìn dáng vẻ Khương Bân có chút đau lòng. Có hiệu quả sao? Sẽ hữu hiệu quả. Khương Bân nhắm mắt lại, thanh âm rất nhẹ, có thể cảm nhận được nó đang suy yếu. Khả năng là nó đã chết, cũng có thể là đang ngủ say. Biện pháp này, rất khó khống chế nó. Ta có thể cảm giác được nó không có chết. Khương Bân tế hiến máu tươi, cũng đang yên lặng cảm nhận được hỏa thương. Đề nghị của ta là... Người nó xem như vũ khí bình thường dùng trước, từ từ tìm kiếm biện pháp, chờ đợi cơ hội. Ta có thể làm nó tỉnh lại. Khương Bân nói nhỏ. Dụng tâm cảm nhận, dụng tâm kêu gọi, nó tin tưởng cuối cùng sẽ có đáp lại. Dù là mấy tháng, mấy năm. Khương Phàm lắc đầu than nhẹ, vòng quanh trường thương tra xét rõ ràng, cũng thuận tiện cảm nhận được trứng ngọc trong thanh đồng tiểu tháp. Từ sau khi trứng ngọc khi tiến vào ở trong đó, vẫn luôn rất an tĩnh. Không có bất kỳ phản ứng bất thường gì, ngay cả tiểu nhân nhi mình người đuôi rắn bên trong cũng đều, ngủ, an tường. Ta ngược lại thật ra có cảm giác, Khương Bân có thể thử một chút. Giọng đan hoàng tại vang lên trong đầu Khương Phàm, như thế này thật sự có thể làm cho thần binh tỉnh lại sao? Mọi thứ cũng có thể, ta có phỏng đoán, năm kiện thần binh mặc kệ là chết, hay là ngủ say, bây giờ cũng là trạng thái phong tỏa bản thân. Muốn gây nên phản ứng của bọn nó, còn phải dựa vào hỗn độn nguyên hỏa. Chúng ta cũng không biết tình huống thật năm đó, vẻn vẹn cũng chỉ là những gì chúng ta tận mắt thấy mà đến phỏng đoán,
năm kiện thần binh tồn tại là vì phong ấn hỗn độn nguyên hỏa, giữa bọn chúng khẳng định có liên hệ. Mối liên hệ này mặc kệ tồn tại bao nhiêu năm tháng, cũng sẽ không tách ra. Khi hỗn độn nguyên hỏa chân chính thức tỉnh, thời điểm phá xác mà ra, bọn chúng hẳn là sẽ có phản ứng. Khương Bân tế hiến máu tươi, cảm nhận được hỏa thương, hẳn là sẽ rất rõ ràng bắt được loại phản ứng kia. Về phần đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, liền xem tạo hóa của nó. Khương Phàm suy nghĩ kỹ một chút, quả thật có chút đạo lý. Nhưng, khả năng hỗn độn nguyên hỏa đã tồn tại mấy chục vạn năm, lúc nào mới có thể thức tỉnh, Khương Bân lại phải đợi tới khi nào? Đan Hoàng nói, để Khương Bân thử một chút đi, chẳng may thành công thì sao? Vậy thì thử một chút đi, được thì có thể thay đổi vận mệnh, không được cũng không hối hận. Có thể đánh cược thay đổi vận mệnh cả đời, đáng để chờ đợi 3 năm, 5 năm. Khương Phàm chậm rãi gật đầu. Chờ mong một chút vậy, trước đó, khi Khương Bân được sinh ra đã được Thanh Đồng Tiểu Tháp tẩm bổ, thời điểm ra đời lại hấp thu Long Nguyên, cả đời này của nó nhất định may mắn lại bất phàm. Nếu Thánh Địa không có việc gì, ngươi nên đi Vương Quốc Hắc Ám. Nhưng trước khi tới đó, ta cần cùng ngươi làm rõ một chuyện. Ngài nói đi. Bây giờ còn lại 5 loại thuốc dẫn, bên trong Vương Quốc Hắc Ám cùng Luân Hồi Bí Cảnh có thể sẽ có, cũng có thể là không có, nhưng xem như có, cũng không thể đều có toàn bộ. Ngươi phải làm sao bây giờ? Đến nơi khác tìm. Nơi nào? Đi một bước nhìn một bước, từng hoàng tộc, từng bí cảnh. Như thế là hoàn toàn đi tìm vận may. Lấy tính cách của ngươi, xông vào bất cứ hoàng tộc nào cũng đều sẽ nhấc lên nguy hiểm rất lớn. Nếu như ngươi thật sự có quyết tâm, tốt nhất là đi địa ngục một chuyến. Có ý gì? Dùng sinh tử ngâm, vặn vẹo thời không, tiến đến U Minh địa ngục. Tiến đến U Minh địa ngục. Sư phụ, ngài đã sớm nghĩ đến cái này rồi. Khương Phàm đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó là đã hiểu. Trách không được lúc mới bắt đầu Đan Hoàng lại luôn do dự như vậy, thì ra chính là do dự cái này. Những thuốc kiếp nổ này chủ yếu phân bố tại U Minh địa ngục, thế giới bình thường chỉ có bên trong hoàn cảnh rất đặc thù mới có thể thai nghén. Người đi tìm kiếm khắp thiên hạ, chẳng bằng trực tiếp tiến U Minh địa ngục. Nhưng, phương thức sinh tử ngâm mang người đến U Minh địa ngục là cưỡng ép vặn vẹo không gian, cũng sẽ quấy nhiễu thời gian. Cho nên người đi đến dễ dàng, đi ra khó, thời gian đi ra, cũng rất khó xác định. Sinh tử ngâm. Lông mày Khương Phàm càng nhăn càng chặt, hồi tưởng đến tình huống Đông Hoàng Thánh Kiệt cùng Đông Hoàng Như Yên giới thiệu sinh tử ngâm lúc ấy. A, Đông Hoàng Như Yên, Đông Hoàng Như Ảnh. Trong đầu Khương Phàm đột nhiên hiện lên một suy nghĩ quái dị. Trùng hợp sao? Khương Phàm lắc đầu, tiếp tục hồi tưởng giới thiệu về sinh tử ngâm. Nếu như làm tỉnh lại sinh tử ngâm có thể kéo người vào U Minh địa ngục trong nháy mắt. Vận khí tốt, còn có thể trở lại. Vận khí không tốt, liền vĩnh viễn không về được. Mà xem như trở về, cũng sẽ bị ném tới nơi nào đó, ở giữa lại có chênh lệch bao nhiêu thời gian, cũng phải nhìn vận khí. Chờ chút. Khương Phàm lại khẽ động trong lòng, nếu như người đã bị cuốn vào địa ngục, lại không về được, sinh tử ngâm làm sao trở về? Đây là sinh tử ngâm, hay là dẫn hồn linh? Đan Hoàng nói, ta rất không nguyện ý để ngươi mạo hiểm đi đến U Minh địa ngục. Mà nơi đó chưa hẳn đã có thể tìm tới những thuốc kiếp nổ kia, người càng có khả năng sẽ chết ở nơi đó. Nhưng, nếu như người muốn cứu Kiều Hinh, đây là biện pháp duy nhất mà ta có thể nghĩ tới. Khương Phàm nói, chỉ cần có thể tìm đủ dược liệu, ta nguyện ý đến bất kỳ nơi nguy hiểm nào. Nếu như người thật muốn đến đó thì cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, đầu tiên, đến Ngọc Đỉnh Tông mời yêu đồng. Đan Hoàng rất không muốn nhắc tới cái này, nhưng vì Khương Phàm, hắn chấp nhận. Hắn có liên quan với U Minh. Khương Phàm đều đã nhanh quên tiểu gia hỏa kia. Hắn đối với các loại dược liệu thần kỳ có cảm ứng đặc thù, mang hắn theo, hẳn là có thể giúp một tay. Hắn chịu bồi tiếp ta đi U Minh địa ngục. Dùng hỗn độn nguyên hỏa hấp dẫn hắn. Sau khi Khương Phàm cho Khương Bân cho ăn mấy viên huyết đan liền rời khỏi nham trì. Phía ngoài, trên núi, Khương Phàm tìm một chỗ ngồi xuống, yên lặng suy nghĩ ngốc nghếch. Xuống địa ngục, hắn không sợ. Nhưng, nếu như bỏ lỡ thời gian cứu chữa tốt nhất cho Kiều Hinh thì sao? Sinh tử ngâm, quỷ dị vừa đi vừa về, là có bí mật đặc biệt gì, hay là hoàn toàn dựa vào vận khí? Nếu như phải dùng sinh tử ngâm, nhất định phải tại thời điểm uy hiếp sinh tử, mình có thể tạo một trận giả chết hay không? Giả chết? Giống như rất không tệ. Đến đâu giả chết? Luân hồi bí cảnh hình như cũng có thể.
trêu chọc Chí Tôn Kim Thành, sau đó chết trước mặt bọn hắn. Lừa tất cả người muốn giết hắn một chút. Nhưng, nếu như mình chết rồi, chẳng phải không thể dùng bất tử thiên bia sao? Tìm Hướng Vãn Tình nói chuyện. Đúng, còn có Lan Nặc. Giữa bọn hắn ký kết khế ước, tâm dục vô ngân, nếu như mình ngăn cách bởi U Minh địa ngục, không thể mau chóng trưởng thành, không thể thăng hoa linh văn, rất dễ dàng từ từ bị ăn mòn, trở thành con rối của Lan Nặc. Tuy nhiên, địa ngục là hoàn cảnh đặc thù, hẳn là có thể triệt tiêu loại ảnh hưởng này. Còn có Đại Hoang Tù Thiên Trận, Phượng Bảo Nam gia nhập, bảy đại ấn đã được gom góp toàn bộ, lúc này mình lại rời khỏi, thích hợp không? Địa ngục, Khương Phàm suy nghĩ càng ngày càng sinh động, sau khi yên lặng tính toán bố trí chừng 10 năm. Người phát ngốc cái gì đó? Thường Lăng đột nhiên xuất hiện sau lưng Khương Phàm, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn. Nhiếp Túc lão phóng xuất cô rồi. Khương Phàm hoàn hồn lại. Ngài ấy đi tìm dược liệu, ta vụng trộm chạy đến đây. Thường Lăng nhoẻn miệng cười, như trăm hoa đua nở, tươi đẹp thanh tú trong rừng cây. Ở chỗ này đã quen chưa? Khương Phàm suy tính không sai biệt lắm, tâm tình cũng thông thấu. Thường Lăng hô hấp không khí mát mẻ, dựa vào Khương Phàm ngồi xuống. Vừa mới bắt đầu có chút không quen, tuy nhiên thực lực luyện đan của Nhiếp Túc lão xác thực vô cùng. Khương Phàm đứng lên, một mặt xấu hổ. Ngươi thế nào? Thường Lăng kinh ngạc nhìn hắn. Không có gì, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc, ta đi trước. Khương Phàm lúng túng gương mặt nóng lên, dược hiệu mãnh liệt như vậy à? Chỉ là ngửi được chút mùi của Thường Lăng, đụng đụng cánh tay liền có phản ứng. Trong đầu lại toát ra hình ảnh mỹ diệu nhìn thấy trong bồn tắm đêm hôm đó. Vung đi không được. Rõ ràng tựa như dung hợp cùng Thường Lăng ở bên cạnh. Thường Lăng khẽ giật mình, ngươi là ghét ta sao? Không có, ta là thật có chuyện. Khương Phàm cuống quýt muốn chạy, nhưng vừa tới chân núi, nhìn lại, vừa vặn đụng phải ánh mắt u oán của Thường Lăng, trong lòng của hắn mềm nhũn, cười khổ ngừng lại. Ngươi có việc thì mau lên, tự ta ngồi một chút. Thường Lăng tránh khỏi ánh mắt Khương Phàm, kiều nhan mỹ lệ làm rung động lòng người không có nụ cười, giống như thanh lãnh cao ngạo trước mặt người khác. Ta mấy ngày nay có chút đặc thù. Khương Phàm khóc không ra nước mắt, ta hiểu. Thường Lăng bình tĩnh đáp một tiếng, đôi mắt đẹp như sao, nhìn qua dãy núi. Áo trắng lướt nhẹ, ưu nhã thánh khiết. Gió núi thổi lên tóc đen nhu thuận, khẽ trêu gương mặt trắng noãn như ngọc. Ta cùng cô trò chuyện. Khương Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, nghiệp chướng thật, đang tốt mà tại sao lại ăn giọt sinh mệnh cam lộ kia làm chi? Cũng may mắn chỉ là ăn một giọt, nếu là đều đổ vào một bình, trong khoảng thời gian này khẳng định có ba cái chân đi đường. Không cần, ta mệt mỏi nên ra tới ngồi một chút, quen rồi. Ta đi đây. Ở bên ngoài chú ý an toàn. Cô cũng luyện đan thật tốt, không cần lo lắng phụ thân cô. Thường Lăng vẫn nhìn qua nơi xa, bình tĩnh tự nhiên, chỉ là đôi môi đỏ thắm có chút mấp máy. Khương Phàm do dự mãi, thở dài, ngồi ở cách đó không xa, chúng ta như thế này trò chuyện chút. Không cần đâu, ta đi ra ngồi một lát, rất nhanh sẽ trở về. Ta vừa mới là liều lĩnh, lỗ mãng, thật không phải trốn tránh cô. Ta trúng độc. Thường Lăng im lặng, người rất thông minh, thời điểm nói dối nhất định phải nhược trí như vậy sao? Cô biết sinh mệnh cam lộ không? Lông mày xinh đẹp của Thường Lăng có chút dương lên, con người sáng ngời rốt cuộc cũng nhìn về phía Khương Phàm. Một loại thuốc rất đặc biệt, lúc đầu ta không biết, liền ăn. Sau đó, độc tính này rất lớn, có thể khiến người ta suy yếu vô lực, linh lực tiêu tán, còn có thể. Có thể thông qua thể vị khuếch tán. Ta sợ ảnh hưởng đến cô, cho nên, giữ vững khoảng cách, Khương Phàm ấp úng giải thích. Sinh mệnh cam lộ trong Ly Hỏa Thánh Địa. Đúng, chính là chỗ đó. Bao lâu? 5 ngày, ta không phải cố ý trốn tránh cô, là không muốn ảnh hưởng cô. Thường Lăng nhìn một lát, môi đỏ khẽ mím môi, lộ ra ý cười, ta biết. Tạ ơn đã hiểu, chúng ta cứ như vậy ngồi một lát. Ta biết sinh mệnh cam lộ. À, biết sao, vậy liền, cô biết, Khương Phàm trừng mắt, lại đứng lên. Thường Lăng dùng sức mím chặt môi đỏ, muốn kiềm chế, nhưng lại bật cười. Nàng tranh thủ thời gian che miệng lại, nhưng bây giờ nhìn không được, thân thể mềm mại run rẩy, cười đến run cả người. Khương Phàm dở khóc dở cười, gương mặt nóng lên, xấu hổ đến chật vật. Đến, mới trở về một ngày, đều khoe cái xấu ở trước mặt hai nữ tử. Hình tượng của ta à?
thật xin lỗi, ta, thật xin lỗi. Thường Lăng càng muốn khống chế thì lại càng muốn cười, cuối cùng vẫn ôm bụng cười, suýt chút nữa lệch qua nơi đó. Khương Phàm lắc đầu, hỏi Đan Hoàng. Dược hiệu có thể tiếp tục bao lâu? Người đối với nàng cũng có cảm giác, không phải vậy thì không thể nào chỉ nghe mùi liền đứng lên. Sư phụ, có thể đứng đắn một chút hay không? Ta đang phân tích tình huống với ngươi, ta không có cảm giác, nghiêm chỉnh mà nói. Tuổi còn trẻ, đừng quá khắc chế, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. An Nhiên và Thường Lăng đều là cô nương tốt, chớ phụ lòng người ta. Chúng ta không có gì, làm sao lại phụ lòng? Ngươi mới là không đứng đắn. An Nhiên, ngươi cũng sờ soạng bao nhiêu lần. Thường Lăng, ngươi ở trong đại hoang còn suýt chút nữa để người ta lột sạch. Ỷ vào tuổi còn nhỏ, hô hào không có phát dục, giả vờ ngây ngốc. Ngươi cho rằng ta không biết. Sư phụ, ta đang dạy ngươi làm người. Nữ tử, ngươi hoặc là đừng trêu chọc, nếu đã trêu chọc vào thì phải quý trọng. Kiếp trước ngươi thoải mái như vậy, đời này giả trang chuyên tình cái gì? Ta, luân hồi mới là khởi đầu mới, có thể thích hợp thì chú ý, không cần phải kiềm chế. Ngươi đối với các nàng có ý tưởng, là ở vào thời điểm thân thể vừa phát dục. Thời kỳ tình cảm vừa u mê nhạy cảm, cái này rất bình thường, không phải tội, không hề có lỗi với ai. Ngươi và tiền thế dung hợp càng ngày càng tốt, tranh khí thế cũng phải đuổi theo tình cảm. Ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng cho ta, nếu ngươi phụ lòng hai cô nương này, ta là người đầu tiên không đồng ý. Ta, Khương Phàm bất đắc dĩ. Ngươi luân hồi trùng sinh là để báo thù, không sai, nhưng ngươi không phải thỉnh tội với kiếp trước, ngươi có thể có cuộc sống của mình. Có tình cảm của chính ngươi. Ta nói câu nghiêm trọng hơn, ngươi không phải nô lệ của kiếp trước, cũng không phải nô lệ của những người đã chết đi kia, ngươi. Là ngươi, được rồi, không cười nữa. Rốt cuộc Thường Lăng cũng nhịn xuống được, thế nhưng khi nhìn về phía Khương Phàm lại tiếp tục bật cười. Cười hoạt bát, cũng cười rất vui vẻ. Nàng còn cố ý nháy mắt mấy cái với Khương Phàm. Khương Phàm ngẩng đầu nhìn qua, vừa vặn bốn nhìn nhau. Không cười, không cười. Thường Lăng tranh thủ thời gian ngồi thẳng lại, dùng sức nhếch môi đỏ, gương mặt xinh đẹp lại đỏ bừng. Nàng chỉ cảm thấy chơi vui, Khương Phàm nhìn một chút, lại nhìn đến ngây người. Đã quen thuộc vẻ đẹp cao quý thánh khiết kia của Thường Lăng, thời khắc này thẹn thùng cùng với nụ cười trên môi lại có phong tình mê người, trực kích tâm hồn của hắn. Đừng nóng giận, ta chỉ là... a. Thường Lăng cảm giác có chút quá đà, đang muốn cười giải thích, lại đột nhiên thấy được cái không nên nhìn. Khương Phàm cúi đầu xem xét, chạy trối chết. A. Ngươi nhạy cảm đến mức như vậy sao? Nhìn vài lần là đứng lên rồi. Mặt mũi Thường Lăng đỏ bừng, lộ ra phong tình động lòng người. Thời gian kế tiếp, Khương Phàm ở lại Vô Hồi Thánh Địa, phối hợp với bọn người giả An Nhiên, thử nghiệm khởi động Đại Hoang Tù Thiên Trận. Bởi vì có Phượng Bảo Nam gia nhập, Đại Hoang Tù Thiên Trận rốt cuộc cũng đã hoàn chỉnh. Nhưng, ngược lại bọn hắn không chống đỡ nổi pháp trận. Tình huống luôn luôn chồng chất. Không phải có ai đó theo không kịp, chính là phối hợp không đúng chỗ. Thật vất vả mới thành hình, rất nhanh đã sụp đổ. So với thời điểm không có Phượng Bảo Nam thì khó khăn hơn rất nhiều. Sau khi lặp đi lặp lại thử nghiệm 5 lần, cuối cùng đã xác định vấn đề xuất hiện ở Tịch Nhan. Tịch Nhan đã là Đại Thừa Thánh Văn, lại lấy được cuồng nhân pháp tràng rèn luyện, năng lực linh hồn đã vô cùng mạnh. Nhưng, Dạ An Nhiên có được ngũ hành thể chất. Đã thức tỉnh năng lượng ngũ hành, mạnh hơn. Tù Thiên Ấn cùng U Linh Ấn làm đại trận hạch tâm, nếu như không thể đạt tới cân đối với pháp trận mà nói, không thể nghi ngờ đây chính là thiếu hụt chí mệnh. Trước đó tổ kiến pháp trận không trọn vẹn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, bây giờ muốn tổ kiến hoàn chỉnh pháp trận, yêu cầu đã khắc nghiệt hơn. Trải qua thương nghị, bọn hắn tiếp nhận đề nghị của Khương Phàm, đưa Thánh Nữ Tịch Giao vào pháp trận, nếm thử có thể cùng nhau khống chế U Linh Ấn hay không. Hoặc là cung cấp chút duy trì linh hồn. Kết quả, đề nghị nhìn như bình thường này lại suýt chút nữa hại chết bọn hắn. Bởi vì ân oán giữa tỉ muội hai người, tại thời điểm cùng hưởng U Linh Ấn, gây nên mâu thuẫn linh hồn mãnh liệt, liên lụy đến tất cả mọi người trong pháp trận. Nếu như không phải Dạ An Nhiên cường thế vững chắc, bọn người Khương Phàm chắc chắn sẽ bị trọng thương linh hồn. Khá hơn chút nào không? Khương Phàm đi đến trong phòng Tịch Nhan. Tịch Nhan nằm ở trên giường, đờ đẫn nhìn qua, Khương Phàm ngồi ở mép giường, con mắt trống rỗng mới thoáng khôi phục một chút sáng rực. Tất cả mọi người rất tốt, không có ai trách cô cả. Khương Phàm nhìn khuôn mặt Tịch Nhan tái nhợt,
có chút đau tiếc, cũng có chút bất đắc dĩ. Mặc dù biết ở giữa hai tỷ muội có mâu thuẫn, nhưng Thánh Nữ Tông bị hủy, Tịch Dao may mắn đào thoát, hắn cảm thấy Tịch Nhan hẳn là đã có thể bỏ qua khúc mắc. Không nghĩ tới vậy mà lại gây nên hậu quả nghiêm trọng như vậy. Tịch Nhan nhẹ nhàng đáp một tiếng. Chuyện cùng hưởng U Linh Ấn, đến đây coi như thôi. Nhưng chuyện giữa tỷ muội các cô, Khương Phàm do dự, nói khẽ. Tịch Dao muốn nói xin lỗi với cô, mặc kệ cô tha thứ hay không tha thứ cho nàng, nàng đều muốn nói với cô. Ánh mắt Tịch Nhan hơi rung nhẹ, lại thờ ơ. Nàng đang bên ngoài, cho một cơ hội đi. Khương Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Tịch Nhan, đứng dậy đi ra ngoài. Muội ấy thế nào rồi? Tịch Dao nhẹ giọng hỏi, nàng bị thương cũng rất quan trọng, sắc mặt tái nhợt dọa người. Tỉnh dậy rồi, đi thôi. Khương Phàm lắc đầu, ngồi ở bên cạnh cái bàn đá trong sân. Hắn bởi vì sốt ruột muốn rời khỏi, mà khả năng nếu đi sẽ mất rất nhiều năm, cho nên muốn trước khi đi Đại Hoang Tù Thiên Trận có thể hoàn chỉnh diễn dịch ra, để mọi người quen thuộc cảm giác này. Không nghĩ tới lại náo thành như thế này. Tịch Dao đi đến gian phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Tịch Nhan nằm ở trên giường, thất thần nhìn qua giường thơm. Bầu không khí an tĩnh, nhưng không có kiềm chế. Bởi vì Tịch Nhan đã sớm không còn hận tỷ tỷ, tại thời điểm ở Cuồng Nhân Pháp Tràng, nàng đã tháo khúc mắc, đây cũng là nguyên nhân nàng tiếp nhận đề nghị của Khương Phàm. Mà các nàng là tỷ muội song sinh, lại bởi vì đồng thời thức tỉnh linh hồn linh văn, cho nên cùng hưởng U Linh Ấn xác thực có tính khả thi. Nhưng, tại lúc các nàng cùng nhau cố gắng, cùng nhau kích phát U Linh Ấn, vậy mà xuất hiện linh hồn cùng hưởng ngắn ngủi. Thậm chí trao đổi linh hồn, ký ức giao hòa. Vào thời khắc ấy, Tịch Nhan thấy được một chút chuyện mà nàng khó có thể tin được. Tịch Dao đứng ở trong phòng, buông thõng tầm mắt cũng im lặng. Thời điểm nàng cùng muội muội giao hòa linh hồn, đã cảm nhận được muội muội đã thông cảm đối với mình. Trong đầu của nàng là tình cảnh Thánh Nữ Tông bị hủy diệt, cũng đưa tới cộng minh tình cảm giữa hai người. Dù sao nơi đó cũng là nơi bồi dưỡng của các nàng, có rất nhiều ký ức. Một khắc này, các nàng thật sự đã liên thủ chống lên U Linh Ấn. Nhưng, khi linh hồn hai người giao hòa sâu sắc, xuất hiện trao đổi linh hồn, hình ảnh theo sát mà đến lại làm cho nàng trở tay không kịp. Tịch Nhan nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là hình ảnh tỷ tỷ bị đại hoàng tử khống chế. Bởi vì trao đổi linh hồn, một ít ký ức đặc biệt mãnh liệt, cũng rất giống biến thành trí nhớ của nàng, trực tiếp khắc ở trong đầu. Ví dụ như, thời điểm tỷ tỷ đau đớn khi bị thuốc độc khống chế, một mình dãy giụa, xấu hổ giận dữ. Lại như, tỷ tỷ sau khi được Khương Phàm cứu, trang diện đau khổ dày vò trong thanh đồng tiểu tháp kia của Khương Phàm, tất cả thật giống như là nàng tự mình đã trải qua. Lại như, tỷ tỷ đã động tình, người kia, lại là hắn. Tịch Dao dương mắt lên nhìn muội muội ở trên giường trầm mặc, có chút hoảng hốt. Muội muội tiếp nhận ký ức của nàng, nàng cũng dung hợp ký ức của muội muội. Ví dụ như sự tồn tại của cự ma kia. Ví dụ như nội dung Cuồng Nhân Pháp Điển. Lại như, muội muội đã động tình, người kia, lại là hắn. Khương Phàm ngồi ở trong sân, cẩn thận lật tới lật lui chiếc nhẫn không gian trong tay. Trong này cất giữ dược liệu từ tầng thứ 16 đến tầng thứ 18 của Dược Vương Các, đều là chút bảo vật cực kỳ quý giá. Khương Phàm muốn nhìn một chút bên trong có bảo dược có thể tăng cường lực lượng linh hồn hay không. Nếu không hy vọng xa vời Tịch Dao và Tịch Nhan cùng hưởng U Linh Ấn, vậy cũng chỉ có thể giúp Tịch Nhan tăng cường thực lực. Sư phụ, không có thứ thích hợp sao? Khương Phàm nói xong tên tất cả các loại thuốc, đều không có được đan hoàng đáp lại. Có chút cũng không tệ lắm, nhưng muốn trong thời gian ngắn tăng lực lượng linh hồn Tịch Nhan lên trên diện rộng, đều không thích hợp. Đan dược thì sao? Đan hoàng cổ kinh, quyển thứ 5, có ta siêu tập rất nhiều đan dược loại linh hồn. Nhưng, Tịch Nhan đã từ Vĩnh Hằng Thánh Sơn đạt được cơ duyên, thân thể vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, nếu như lại dùng đan dược cường hiệu kích thích, sẽ dễ phản tác dụng. Đan hoàng có băn khoăn của riêng mình, uy lực Đại Hoang Tù Thiên Trận quá mạnh, Tịch Nhan muốn hoàn toàn khống chế, chỉ có thể là tăng đẳng cấp linh văn lên, đạt tới chí tôn, còn phải tăng lên cảnh giới. Mà những thứ này, rất khó dựa vào đan dược cưỡng ép thúc đẩy phát triển. Không có cách nào sao? Trước mắt biện pháp tốt nhất vẫn là hy vọng tỷ muội các nàng có thể cùng hưởng U Linh Ấn. Cái này đều không dễ dàng với hai tỷ muội các nàng. Khương Phàm lắc đầu, đứng dậy rời khỏi. Ngọc Đỉnh Tông. Khương Phàm đứng gần ở phía sau núi, từ trong thanh đồng tiểu tháp lấy ra vài cọng bảo dược quý giá,
sau đó dựa theo chỉ thị của Đan Hoàng ngồi xuống. Quả nhiên, yêu đồng thật sự, nghe mùi vị, liền đến. Đã lâu không gặp, nhìn xem ta chuẩn bị cho ngươi cái gì. Khương Phàm lấy ra toàn bộ hồn đan, chừng hơn ngàn viên. Ngươi còn nghĩ đến ta sao? Yêu đồng đầu trần trùng trục, như cái ngọc cầu, vừa non nớt vừa đáng yêu. Hắn vẫn bộ dáng nhàn nhã vui sướng kia, cầm lấy hồn đan nhìn một chút, hài lòng nhâm nhi thưởng thức. Trên mặt Khương Phàm chất đống nụ cười. Ngươi mỗi ngày ở Ngọc Đỉnh Tông, có cảm thấy nhàm chán hay không? Vẫn được. Có muốn ra ngoài đi dạo hay không? Lão đầu tử quản nghiêm, đi không được. Ngươi không nói cho hắn chẳng phải xong sao. Ta sớm muộn vẫn phải trở về. Ngươi là sợ hắn, hay là cần hắn? Yêu đồng nâng đôi mắt to sáng lấp lánh nhìn Khương Phàm, nhếch miệng cười một tiếng, miệng đầy răng nanh. Ngươi là muốn dẫn ta đi, hay là có chuyện gì mời ta hỗ trợ? Khương Phàm cười nói. Chủ yếu vẫn muốn mời ngươi giúp một chút. Yêu đồng ngồi xếp bằng ở trên đồng cỏ, ăn hồn đan như ăn kẹo đậu, từng viên ném vào trong miệng, trước tiên nói nghe thử một chút. Khương Phàm gọn gàng mà linh hoạt, theo giúp ta đi địa ngục một chuyến. Yêu đồng ngừng tay, đi đâu? Địa ngục, là tên một nơi nào đó, hay là tên thế lực gì? Khương Phàm chỉ dưới chân, U Minh địa ngục. Yêu đồng tiếp tục ném hồn đan vào trong miệng, nhìn chằm chằm mắt Khương Phàm một hồi, người nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt? Loại chuyện này, chính ngươi không xuống tay được. Ừm. Khương Phàm ngược lại sững sờ. Ta giúp ngươi, đám bạn kia của ngươi sẽ không tới tìm ta gây phiền phức chứ? Đương nhiên sẽ không, không ai biết ta tới nơi này. Yêu đồng lại cho một viên hồn đan vào trong miệng lấp, vỗ vỗ tay nhỏ, đứng lên hoạt động thân thể, ngươi muốn làm sao xuống dưới? Là bóp chết ngươi, chết đuối ngươi, treo cổ ngươi, hay là băm cho lợn rừng ăn? Ừm. Không phải, không phải. Khương Phàm dở khóc dở cười, chết tiệt, ta không phải đến để cho ngươi giết chết ta. Còn muốn chơi chút chiều trò à? Ta ngẫm lại đã. Đừng suy nghĩ, ta không phải đi cầu chết. Ta là cần vài cọng dược liệu đặc thù, hoàng tuyền trúc, hồi hồn huyết anh, địa ngục sinh sinh hoa, thái em mờ tinh phách, còn có thiên kết tuế nguyệt hoa, chỉ có U Minh địa ngục mới có. Ta có cách đi đến, nhưng ta cần phải có người hỗ trợ tìm kiếm những dược liệu kia. Thế này sao, cho nên ngươi liền nghĩ đến ta? Yêu đồng giống như cười mà lại không phải cười nhìn Khương Phàm, đã hiểu ý gì, cũng đã hiểu là ai an bài. Ha ha, lão hỏa kế ơi lão hỏa kế, loại chuyện chịu chết này mới nhớ tới ta. Ngươi liền không sợ. Khương Phàm hàm hồ nói, ta là cảm giác. Ừm, ngươi rất đặc biệt, ngươi có biện pháp đi đến, có biện pháp trở về sao? Đương nhiên là có, chỉ cần thuận lợi. Vừa đi vừa về chỉ là chuyện mấy tháng. Khương Phàm một mặt chân thành, dỗ dành đi qua trước lại nói. Ta có chỗ tốt gì? Ta có hỗn độn nguyên hỏa. Ngươi có cái gì? Sâu trong đáy mắt yêu đồng lập tức hiện lên một ánh sáng kỳ lạ, ngay cả bộ dáng khả ái đều xuất hiện thay đổi vi diệu, chỉ là rất nhanh đã khôi phục nguyên dạng. Hỗn độn nguyên hỏa, thời khắc thiên địa sơ khai, một trong những thần hỏa ban sơ. Thời điểm Khương Phàm nói ra trong lòng vẫn có chút lo lắng. Cho nên không có chú ý tới thay đổi vi diệu của yêu đồng. Người có, thần hỏa. Yêu đồng mang nụ cười trên mặt theo thói quen, nhìn Khương Phàm thật sâu. Khương Phàm triệu chứng ngọc từ trong thanh đồng tiểu tháp ra, tròn trịa sáng long lanh, ánh sáng nở rộ không ngừng liên tục hóa thành lửa nóng hừng hực. Liệt diễm nhấc lên, bày biện ra các loại thay đổi kỳ diệu, giống như tinh cầu mới sinh, đang diễn biến vạn vật. Một cái tiểu nhân nhi co quắp bên trong trứng ngọc, trôi nổi xoay tròn. Đẹp đẽ như ngọc, kiều nộn trắng nõn, còn tung bay tóc dài màu trắng. Nửa người trên lộng lẫy, giống như nữ thần, nửa người dưới lại là một cái đuôi rắn thon dài. Ngươi tìm được từ chỗ nào? Đáy mắt yêu đồng lại hiện lên ánh sáng kỳ lạ, một nơi đặc biệt. Ngươi chuẩn bị xử trí nó như thế nào? Yêu đồng khó có thể tin, hỗn độn nguyên hỏa biến mất bên trong thời gian vô tận vậy mà lại xuất hiện, lại còn lấy phương thức quỷ dị này tái hiện. Nhớ không lầm. Năm đó hỏa diễm mà lão gia hỏa nhất si mê chính là hỗn độn nguyên hỏa, chỉ là từ đầu đến cuối không có bất cứ manh mối gì, trở thành tiếc nuối trước khi chết, không nghĩ tới, đến khi chết ngược lại tìm được. Chờ yêu nữ bên trong thức tỉnh, nhìn rõ ràng chuyện rồi suy nghĩ cách xử trí. Khương Phàm thu trứng ngọc vào, nhìn yêu đồng, có hứng thú hay không? Yêu đồng yên lặng tính toán một lát, chính người đi. Chính ta. Khương Phàm đương nhiên muốn mang người như Bách Lý Mạc Yêu đi qua,
nhưng sinh tử ngâm là năng lượng từ trong trái tim thả ra, chỉ có thể cuốn chính hắn đi, mà trong thanh đồng tiểu tháp lại không dung nạp được cường giả niết bàn cảnh. Lấy cảnh giới của ngươi, ra vào U Minh địa ngục một lần, chỉ sợ đến 3-5 năm, còn có thể 8-10 năm. Làm sao ngươi biết? Ta đã đi qua. Ngươi đã đi qua, Khương Phàm trừng to mắt, hắn không có đề cập với ngươi. Ai? Yêu đồng cười cười, không nói thêm lời. Ngươi đi U Minh địa ngục như thế nào? Khương Phàm đương nhiên không chịu buông tha, gia hỏa này vậy mà lại từng đi qua chỗ này. Làm sao đi, làm sao trở về? Yêu đồng nói. Ta có thể đi theo ngươi đến U Minh địa ngục, nhưng ta có hai điều kiện. Ngươi nói. Đầu tiên, ngươi phải cùng hỗn độn nguyên hỏa giúp ta đốt đoạn một phong ấn. Hỗn độn nguyên hỏa còn chưa có thức tỉnh. Dùng hỏa diễm bên ngoài trứng ngọc thiêu đốt là được. Thứ hai đâu? Đến U Minh địa ngục, theo giúp ta tìm đồ. Thứ gì? Đến đó rồi từ từ tìm, dù sao 2-3 năm cũng không về được. Yêu đồng vén tay áo lên, lộ ra cổ tay trơn bóng của mình. Thành giao. Khương Phàm dẫn xuất hỏa diễm xung quanh trứng ngọc từ trong thanh đồng tiểu tháp ra bao trùm cổ tay yêu đồng. Yêu đồng nhìn hỏa diễm hoa mỹ, đáy mắt hiện lên cuồng nhiệt dị dạng. Cổ tay rất nhanh đã hiện ra văn ấn, giống như một sợi xích màu đen, tinh mịn, phức tạp, lại quỷ dị. Khương Phàm nhớ kỹ ấn ký này, lúc ấy giống như trọn vẹn đốt đi 2 ngày 2 đêm mới đốt đứt một sợi. Tiếp tục đốt, nhanh nhanh nhanh. Yêu đồng kích động, dùng sức nắm chặt cổ tay. Khương Phàm tiếp dẫn hỏa diễm không ngừng liên tục xông ra thanh đồng tiểu tháp, nung khô cổ tay trơn bóng như ngọc. Rất nhanh, ấn ký xuất hiện vết nứt, giống như xiềng xích bị đốt ra khe hở. Tiếp tục, tiếp tục. Yêu đồng thúc giục, không hổ là hỗn độn nguyên hỏa, loại cảm giác này quá mỹ diệu. Sau một khắc đồng hồ, vết nứt trải rộng ấn ký, sau đó. Lặng yên tản ra, không còn bóng dáng. Toàn thân yêu đồng nở rộ lên ánh sáng dị dạng, đảo mắt đã trở lại trong thân thể. Hắn thoải mái nhắm mắt lại, hưởng thụ kỳ diệu cảm giác. Khương Phàm kỳ quái nhìn hắn, ai bố trí phong ấn cho ngươi? Một đám lão gia hỏa. Toàn thân yêu đồng nóng hầm hập, thoải mái lắc đầu. Khương Phàm hỏi Đan Hoàng, sư phụ, làm sao ngài biết nó? Ý thức còn bình tĩnh như thường, không có trả lời. Sư phụ. Khương Phàm liên tục hỏi rất nhiều lần, Đan Hoàng đều không có lên tiếng. Bây giờ chúng ta đi U Minh. Yêu đồng thu sạch hồn đan cho vào trong túi. Nhìn như một cái túi bình thường, vậy mà bên trong lại có càn khôn. Ngươi tới trong này nghỉ ngơi trước, đợi đến U Minh ta phóng xuất ngươi. Khương Phàm yêu đồng thu vào thanh đồng tiểu tháp, căn dặn hắn không được loạn đụng. Ngươi nơi này, oa a a, thật nhiều dược liệu. Yêu đồng ôm lấy trứng ngọc, đi dạo xung quanh trong thanh đồng tiểu tháp. A, thiết long cổ thụ, ha ha, đều lớn như vậy. Chén này không tệ, đủ để hắn dài đến 7-8 mét. Mấy năm không gặp, người thu hoạch rất tốt nha. Làm sao lại có lực lượng thời gian? Cấm nguyên châu, thứ này ngươi cũng có. Thanh âm non nớt đang an tĩnh trong thanh đồng tiểu tháp quanh quẩn, yêu đồng ngạc nhiên bốn chỗ nhìn. Sư phụ, gia hỏa này rốt cuộc có lai lịch gì? Lông mày Khương Phàm càng nhăn càng chặt, thật kinh sợ, làm sao cái gì yêu đồng cũng đều biết. Đan Hoàng trầm mặc, biến mất, không còn có lên tiếng. Mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu? Ngươi có thể đừng xuất quỷ nhập thần hay không, trước khi đi đâu chỉ ít cũng nên báo nhau một tiếng. Đều đã chờ ngươi mấy ngày. Khương Phàm vừa trở lại vô hồi thánh địa liền bị Chu Thanh Thỏ kéo tới diễn võ trường cỡ lớn ở sâu trong thánh địa. Thế nào? Khương Phàm nhìn ánh mắt bọn hắn hơi lộ ra kích động. Bạch Nguyệt Túc lão trở về, tự mình chỉ đạo Tịch Nhan cùng Tịch Giao hợp tác. Các nàng đồng ý. Khương Phàm phấn chấn, phóng tới diễn võ trường. Nơi này là vô hồi diễn võ trường lớn nhất trong thánh địa, bình thường là chuẩn bị cho cao giai linh hồn cảnh. Giờ phút này Dạ An Nhiên, Tiêu Phượng Ngô, Thương Hàn Nguyệt, Cơ Lăng Huyên, Phượng Bảo Nam, còn có tỷ muội Tịch Nhan, Tịch Giao, đều tụ tập ở trên diễn võ trường, riêng mình định thần tĩnh khí, cẩn thận cảm ngộ lực lượng đại hoang ấn, đang cùng nhau hình thành phản ứng vi diệu. Dạ An Nhiên, tọa trấn ở vị trí trung tâm. Linh văn nở rộ, tóc dài tung bay giống như là nữ thần. Mỹ lệ lại thần bí, lạnh nhạt lại nghiêm túc. Khí tức ngũ hành tràn ngập, nồng đậm như xương, kịch liệt cuồn cuộn. Bọn chúng đều là uy lực tự nhiên nguyên thủy nhất, tinh khiết nhất, ở trong xương mù diễn biến núi sông, cây rừng, đại địa, liệt diễm. Từ xa nhìn lại, giống như đang thai nghén thế giới mới, thần bí lại rung động.
Tịch Nhan, Tịch Dao, lưng tựa lưng, ngồi cách Dạ An Nhiên ngoài trăm thước. Hồn khí màu tím cùng hồn khí màu máu từ trên thân đôi tỉ muội song sinh này không ngừng liên tục phóng thích, giao hòa lẫn nhau, quấn quýt nhau, hình thành một đóa hoa thần bí đẹp đẽ, nở rộ hoa mỹ, đẹp đến kinh tâm động phách, nhưng lại quỷ dị khiến cho người ta kiêng kỵ. Tiêu Phượng Ngô hóa thân thành bỉ mông cự thú, thân thể 20 mét tràn ngập lực lượng cường đại giống như bạo tạc, khí tức cuồng bạo cuồn cuộn không dứt. Khí tức đại địa nồng đậm khuấy động xung quanh hắn, lồng ngực chập trùng, khí tức đại địa cùng địa tầng dưới thân đều hình thành rung động thần bí. Phượng Bảo Nam hóa thân thành một gốc đại thụ màu đỏ, thân cây thẳng tắp, cành lá rậm rạp, chỉnh thể giống như là một con phượng hoàng dương cánh gáy to, hoa lệ, lộng lẫy, bế nghễ toàn trường. Khí tức sinh mệnh màu đỏ như máu tràn ngập ra, cùng dãy núi rừng rậm xung quanh sinh ra phản ứng thần bí. Cơ Lăng Huyền giống như một tiểu tinh linh mỹ lệ, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn nở rộ ánh sáng bảy màu, lộng lẫy chói mắt, sắc thái mê người. Sở dĩ xuất hiện cảnh tượng như vậy là bởi vì Bạch Kim Linh Văn có được năng lực bao dung cường đại, có thể hấp thu chuyển hóa các loại năng lượng kim loại, ánh sáng khác nhau đại biểu cho khí tức kim loại khác nhau. Toàn thân Thương Hàn Nguyệt lại óng ánh, giống như biến thành một bộ băng điêu, khí lạnh thấu xương tràn ngập cả quảng trường. Xung quanh nàng hình thành một trận vực kỳ diệu, bên trong vô cùng tinh khiết, giống như không có bất kỳ tạp chất gì, không có bất kỳ quang trạch gì, nơi đó hết thảy đều như bị đông cứng, bao gồm cả không gian cùng thời gian. Khương Phàm, quay lại đây. Vô Hồi Thánh Chủ cao giọng quát tháo. Thời kỳ quan trọng như vậy, vậy mà lại biến mất, thánh địa là lữ điếm sao? Phương Thành Vân Túc lão ra hiệu hắn mau chóng tới. Khương Phàm nhảy vào phía dưới diễn võ trường, tìm tới vị trí của mình, sau khi điều chỉnh trạng thái, cũng nhắm mắt định thần, bắt đầu kích phát Đại Hoàng Ấn trong khí hải. Đại Hoàng Ấn rất nhanh đã thức tỉnh, phóng xuất ra khí thế cực kỳ minh mông lại bá đạo, khuấy động khí hải, xông vào kinh mạch. Toàn thân Khương Phàm dâng lên thánh hỏa mãnh liệt, kịch liệt cuồn cuộn, hóa thành khổng tước hoa lệ, dương cánh gáy to. Sắp bắt đầu rồi. Lần này nhất định phải thành công. Vô Hồi Thánh Chủ, Phương Thành Tử, Bạch Nguyệt đều định thần chú ý diễn võ trường. Ngay cả Nhiếp Ẩn Sơn, cùng rất nhiều các trưởng lão quy ẩn khác cũng đều đứng ở đằng xa nhìn lại. Nhìn tám vị thánh văn trên trận, bọn hắn cảm thấy kiêu ngạo. Nhìn bọn người Dạ An Nhiên hiện ra năng lượng, bọn hắn cũng đều tràn ngập chờ mong. Thế hệ này có thiên phú và thực lực tuyệt đối là một đời mạnh nhất trong lịch sử Vô Hồi Thánh Địa. Trình độ ưu tú của thế hệ này để bọn hắn đều có loại rung động đến chết cũng có thể nhắm mắt. Nhưng bây giờ quan trọng nhất vẫn Đại Hoang Tù Thiên Trận. Chỉ có bọn người Dạ An Nhiên có thể khởi động Đại Hoang Tù Thiên Trận mới có hy vọng trấn áp Đại Hoang, mới có tương lai. Bọn hắn đang chú ý, đang mong đợi cũng đang yên lặng cầu nguyện. Khương Phàm kích thích Đại Hoang Ấn cũng đang cảm ngộ Đại Hoang Ấn. Từ sau khi Phượng Bảo Nam gia nhập, mặc kệ là Khương Phàm hay là những người khác, đều cảm nhận được thay đổi rõ ràng của Đại Hoang Ấn. Chỉ cần ý thức khẽ động, liền có thể lập tức tỉnh lại, sẽ còn bộc phát ra khí tức kinh khủng. Linh hồn, huyết nhục, thậm chí linh văn của bọn hắn đều sẽ nhận ảnh hưởng mãnh liệt. Nhưng, bọn hắn từ đầu đến cuối đều không cách nào nhìn trộm đến bí mật chân chính của Đại Hoang Ấn. Thật giống như nó rõ ràng là ở trong thân thể, lại cũng chỉ là gửi ở đó, cũng không phải thật sự là dung nhập với bọn hắn. Càng không có tiếp nhận bọn hắn, tán thành bọn hắn. Trên diễn võ trường khổng lồ, Dạ An Nhiên và mỗi người đều đang cảm ngộ, riêng mình minh tưởng, đều không có vội vã tổ kiến pháp trận. Nhưng, theo Khương Phàm, năng lượng mỗi người bọn họ phóng liên tục, ở giữa bảy đại hoang ấn dần dần sinh ra liên hệ vi diệu. Bọn chúng từ sâu trong khí hải ù ù xuất hiện, ánh sáng hừng hực nở rộ thêm càng thêm cường thế, khuấy động khí hải, nhấc lên thủy triều mãnh liệt. Nếu như đan điền thật sự là biển cả, thời khắc này bọn chúng chính là trụ trời nguy nga. Sau đó không lâu, bắt đầu chân chính thức tỉnh. Từ Dạ An Nhiên, đến Tịch Nhan, từ Khương Phàm đến Phượng Bảo Nam, Tiêu Phượng Ngô, Thương Hàn Nguyệt, Cơ Lăng Huyên. Đại Hoàng Ấn trong khí hải bọn hắn liên tiếp hiện ra vết tích vừa cổ lão vừa thần bí, giống như là văn tự, lại như phù chú, vết tích càng ngày càng sáng tỏ, dần dần khuếch tán, lan tràn khắp cơ thể. Theo đường vân hiển hiện ra, khí thế uy nghiêm lại mênh mông kia càng phát ra nồng hậu dày đặc, chật ních cả khí hải, cuốn sạch lấy kinh mạch, kích thích lấy linh hồn bọn hắn hơn. Kinh mạch toàn thân Dạ An Nhiên và những người khác đều nở rộ lên cường quang, chiếu thấu huyết nhục, có thể thấy rõ ràng. Sau một khắc, Đại Hoang Tù Thiên Trận, chuẩn bị.
Dạ An Nhiên đột nhiên mở hai mắt ra, Linh Văn cùng hai mắt nở rộ cường quang, nàng lớn tiếng quát lên hiệu lệnh, thanh âm uy nghiêm lại hùng hậu, cứ như không phải giọng của chính nàng, mà là thiên âm minh mông, thần ngữ ù ù, kinh hãi cả dãy núi. Gương mặt của Vô Hồi Thánh Chủ và những người khác cũng hơi có phản ứng, cảm nhận được áp bách thần bí lại cường thế. Đại Hoang U Linh Ấn, mở. Hai tỷ muội Tịch Nhan, Tịch Giao đồng thời mở mắt, linh hồn giao hòa, ý thức cùng hưởng, hai màu đỏ tím xen lẫn nhau, hồn hoa nở rộ mãnh liệt, uy lực phệ hồn bao quanh, ánh sáng luân hồi sôi trào khắp cả toàn trường, dẫn đầu che mất Dạ An Nhiên cách ngoài trăm thước. Đại Hoang Tù Thiên Ấn, mở. Sau khi Dạ An Nhiên tiếp nhận linh hồn trùng kích, uy lực ngũ hành trong nháy mắt đã tăng vọt, núi cao ù ù, sông lớn lao nhanh, rừng rậm chập trùng trong sương mù. Xung quanh nàng bộc phát ra hoa văn phức tạp, quét sạch hơn 1000 mét. Năm tia sáng năm màu tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ, uy lực linh hồn bao quanh, phân biệt trùng kích Cơ Lăng Huyên, Phượng Bảo Nam, Thương Hàn Nguyệt, Khương Phàm cùng Tiêu Phượng Ngô, ở xung quanh mỗi người bọn họ đều quay quanh ra phù văn pháp trận. Ý thức năm người oanh minh, linh hồn nóng hổi, toàn bộ đều mở mắt ra, lên tiếng hét lớn. Đại Hoang Loạn Thiên Ấn, Diễn Thiên Ấn, Già Thiên Ấn, Phần Thiên Ấn, Táng Thiên Ấn, mở. Dạ An Nhiên, Tịch Nhan Tịch Giao, dẫn đầu bay lên không, ngay sau đó Cơ Lăng Huyên và năm người còn lại cũng phóng lên tận trời. Bọn hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, tóc dài bay loạn, y phục phần phật, năng lượng cuồn cuộn bạo động mãnh liệt lao ra. Giờ khắc này, Đại Hoang Ấn ù ù tiếng vang, vang vọng trong khí hải mọi người, nở rộ ra năng lượng cường đại, đánh thẳng vào huyết nhục, hài cốt cùng linh hồn kinh và mạch của bọn hắn. Chịu đựng. Vô Hồi Thánh Chủ và mọi người khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Cảnh tượng như vậy bọn hắn đã từng gặp qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều nhanh chóng sụp đổ, gây nên trọng thương. Nguyên nhân là ở năng lượng u linh ấn của Tịch Nhan không đủ. Bạch Nguyệt già nua khô quát, trong mắt hiện ra u quang khiếp người, chăm chú nhìn tỉ muội Tịch Nhan, Tịch Giao. Trước khi Khương Phàm trở về, hai người đã diễn luyện qua rất nhiều lần, quả thật có thể đạt tới hiệu quả thần kỳ cùng hưởng u linh ấn, nhưng phải nhìn tỉ muội các nàng có thể chấp nhận lẫn nhau hay không. Lúc này, linh hồn Tịch Nhan và Tịch Giao giao hòa chiều sâu, phảng phất trao đổi thân thể, lại hình như triệt để hòa hợp thành một người. Lực lượng cường đại đến từ Đại Hoang U Linh Ấn không ngừng liên tục đánh thẳng vào các nàng. Nhưng lần này, các nàng không có bất kỳ gợn sóng gì, thản nhiên nhận lấy dung hợp, cùng nhau nắm U Linh Ấn trong tay. Bởi vì trước đó các nàng đã nghĩ thông suốt, cũng đều nói rõ. Các nàng đời này chỉ báo ân, không động tình. Ong ong ong, ý thức tám người liên tiếp hoảng hốt, linh hồn xuất hiện ở một mảnh không gian thần bí. Đen kịt, giá lạnh, yên tĩnh. Rộng lớn. Bọn hắn cùng nhau ngồi xếp bằng, ở sau lưng mỗi người đều hiện lên ra thiên bia nguy nga. Chân chính đạt đến ý thức tương thông, linh hồn cộng minh. Bọn hắn vẫn là tám người, lại như trở thành một người. Không gian hắc ám này, chính là đại não hoàn toàn mới. Dạ An Nhiên ra lệnh một tiếng, Khương Phàm và toàn bộ mọi người đều phối hợp, hóa thân thành vòng xoáy năng lượng, tiếp dẫn năng lượng giữa đất trời. Thoáng chốc. Năng lượng từ bốn phương tám hướng lao nhanh tới, không ngừng liên tục rót vào trong đó, thanh thế to lớn. Pháp trận càng lúc càng lớn, đường kính trải rộng ra 2000 mét. Nhanh chóng diễn biến ra đại địa, núi đá, sông ngòi, rừng cây, còn có liệt diễm cùng mạch khoáng, mà theo uy lực ngũ hành giao hòa chiều sâu, dần dần xuất hiện lôi, băng, gió, sương mù các loại. Sau đó chính là ánh sáng cùng bóng ma. Cuối cùng, năng lượng mặt ngoài pháp trận va chạm kịch liệt, tạo thành hàng rào giống với hỗn độn. Được rồi. Vô Hồi Thánh Chủ kêu to, kích động, vui mừng, càng cảm động. Đại Hoang Tù Thiên Trận thành công thật rồi. Một tiểu thế giới đang diễn biến. Bọn người Phương Thành Tử khiếp sợ hoảng hốt, đây quả thực là kỳ tích. Chờ tương lai ngày nào đó, bọn người Dạ An Nhiên đều trưởng thành đến Niết Bàn Đỉnh Phong, diễn dịch đi ra pháp trận, sẽ khủng bố đến cỡ nào. Nếu quả thật có thể phong ấn đại hoang, ta chết đi cũng đã có thể đi đối mặt với các đời thánh chủ. Vô Hồi Thánh Chủ bỗng nhiên có cảm giác nhẹ nhõm trước nay chưa có. Chỉ là đối với bọn hắn mà nói là quá không công bằng. Phương Thành Tử nói, muốn triệt để phong ấn đại hoang, bọn người Dạ An Nhiên phải hóa thân thành pháp trận, vĩnh viễn ở lại nơi đó. Nhất là Khương Phàm, hắn thật cam tâm sao? Đây chính là sứ mệnh của đệ tử thánh địa, khuôn mặt Bạch Nguyệt khô gầy. Thanh âm lạnh nhạt, Vô Hồi Thánh Chủ nói.
Khương Phàm nói qua bên trong có đại hoang thâm uyên bí mật. Nếu như bọn hắn có thể giải quyết nơi đó liền không cần vĩnh viễn trấn thủ. Đại hoang tù thiên trận kéo dài diễn biến, bên trong thành núi sông, bên ngoài là hỗn độn. Năng lượng trong đất trời không ngừng liên tục tràn vào, duy trì diễn biến thế giới. Bọn người Khương Phàm đắm chìm trong đó, cảm ngộ đại hoang ấn của riêng mình. Đại hoang ấn đang thức tỉnh, thật sự thức tỉnh. Bọn chúng đang lắc lư kịch liệt, biến thành pho tượng hình người. Có nam có nữ, bộ dáng khác nhau. Bên ngoài bọn chúng trải rộng đường vân cổ lão, trang trọng nghiêm túc. Tay trái nâng pháp ấn, tay phải nâng cao, chỉ xéo đến thương thiên. Bọn người Khương Phàm khiếp sợ diễn biến trong khí hải, cũng bắt đầu nhận lấy quà tặng của bọn hắn. Ánh sáng phù văn mặt ngoài từng cái pho tượng chiếu xa vạn trượng, chiếu thông khí biển, cũng chiếu thấu thân thể. Phù văn tương tự bắt đầu ở hiển hiện mặt ngoài khí hải, tiếp đó là quấn quanh kinh mạch, thẩm thấu mạch máu, sau đó lan tràn huyết nhục hài cốt. Cuối cùng, phù văn trùng kích về linh văn. Bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được linh văn của chính mình đang tăng cường. Sau 7 ngày ngắn ngủi, Phượng Bảo Nam, Tiêu Phượng Ngô, Thương Hàn Nguyệt, Tịch Giao, linh văn liên tiếp biến đổi, bước lên Đại Thừa Thánh Văn. Nửa tháng sau, Giả An Nhiên, Cơ Lăng Huyên, Tịch Nhan, liên tiếp biến đổi, linh văn bước lên Chí Tôn Thánh Văn. Ngay cả cảnh giới đều liên tiếp đột phá. Bọn hắn trưởng thành cùng biến đổi, cũng kích ra diễn biến chiều sâu của Đại Hoang Tù Thiên Trận. Đường kính ánh sáng đạt đến 3 nàng mét, che mất cả diễn võ trường. Khương Phàm bởi vì huyết mạch cùng linh văn, đã được đại hoang phần thiên ấn chân chính tán thành, thê lương mênh mông ngày đêm không nghỉ đánh thẳng vào thân thể cùng linh hồn của hắn. Huyết nhục biến đổi, tinh huyết kim hoàng rõ ràng tăng hơn nhiều. Bát hoang chiến trụ bắt đầu từ quyền sáo hòa tan đến toàn bộ cánh tay, biến thành năng lượng, lắng động đến huyết nhục hài cốt. Đã đạt tới Chí Tôn Thánh Văn, kéo dài tăng cường, vậy mà bắt đầu hướng lên trời. Đại hoang phần thiên quyết. Một bộ võ pháp truyền thừa tràn vào trong đầu Khương Phàm, giống như bức tranh thịnh đại, chậm rãi trải rộng ra bên trong ý thức hải. Võ pháp phức tạp, diễn dịch tinh diệu. Hoàn toàn vượt qua phạm trù thánh pháp. Khương Phàm phấn chấn đến cuồng nhiệt, đã biết đại hoang ấn không đơn giản, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại ẩn chứa nhiều bí mật như vậy. Lại là biến đổi, lại là truyền thừa. Vô hồi thánh chủ yên lặng chú ý vài ngày, đại đệ tử của Ngụy Thiên Thu, Vũ Văn Hùng trở lại thánh địa. Sau khi Vũ Văn Hùng hành lễ với các vị túc lão liền đi đến gần thánh chủ, thấp giọng nói, bẩm thánh chủ, lang gia hoàng triều có dị động. Sư phụ xin chỉ thị, phải chăng nên chấp hành, hành động trảm thủ. Vô hồi thánh chủ nhìn qua đại hoang tù thiên trận đang hướng tới ổn định, thản nhiên nói, ba điểm mà ta nhắc, sư phụ ngươi đều đã xác định. 100% xác định. Hắn cảm thấy đây là thời cơ thích hợp, chỉ cần lang gia hoàng triều hành động, thời cơ tự nhiên thành thục. Ly hỏa thánh địa thì sao? Sư phụ đã phái người bí mật thông báo Khương Hồng Võ, hắn sẽ làm mấy động tác lớn, kiềm chế ly hỏa thánh chủ. Vô hồi thánh chủ trầm mặc một lát, nói với Phương Thành Vân ở bên cạnh, xem trọng những hài tử này cho ta, bảo đảm pháp trận tiếp tục ổn định, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ hỏi ngươi. Phương Thành Vân nhíu mày. Thánh chủ, không còn thận trọng suy nghĩ một chút, cần suy tính là bọn hắn, không cho bọn hắn chút giáo huấn. Bọn hắn nghĩ lão nương ta dễ ức hiếp. Vô hồi thánh chủ thở sâu, đáy mắt chấp liên tục, dứt khoát rời khỏi. Bạch Nguyệt, Vũ Văn Hùng bước nhanh đuổi theo. Ngày mùng 7 tháng 4, Bách Lý Mạc Yêu xuất hiện ở Huyền Nguyệt Hoàng Triều, nhào về phía Tinh Túc Các. Hắn cũng không có dựa theo an bài của Khương Phàm đi đuổi bắt Lư Kính Thiên, mà là bắt đầu kiêm trình ngày đêm từ Hoang Mãng Nguyên chạy thẳng tắp vượt qua hơn 200.000 dặm, chỉ dùng hơn 20 ngày liền chạy tới Tinh Túc Các. Tinh Túc Các là siêu cấp đại tông tại Hoàng Triều Tây Bộ, địa vị cao cả, cũng có được thực lực cường đại. Nhưng, Bách Lý Mạc Yêu cao điệu xuất hiện, không hề e dè, đồng thời hóa thân hình người, lấy thân phận bằng hữu bái phỏng. Tinh Túc Các không rõ tình huống liền nhiệt tình biểu thị hoan nghênh. Bách Lý Mạc Yêu còn cố ý náo chút nhiễu loạn để càng nhiều người biết hắn tới. Ngày 12 tháng 4, Bách Lý Mạc Yêu từ biệt Tinh Túc Các, nhanh chóng rời khỏi. Mà cho đến ngày 16 tháng 4, bọn người Tiêu Lạc Lê mới tiến vào biên cảnh Nam Bộ của Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Ngày 21 tháng 4, bọn người Tiêu Lạc Lê an toàn đến Hoàng Thành, báo cáo tình huống. Ngày 22 tháng 4, Lư Kính Thiên cũng trốn về Tinh Túc Các. Không phải tốc độ của hắn không nhanh, mà là lo lắng lọt vào vây bắt, cho nên cố ý đi đường vòng.
cũng may gặp chuyện kinh sợ nhưng không có nguy hiểm, thuận lợi trở về. Nhưng, tại thời điểm phó điện chủ báo cáo với hắn tình huống nửa năm gần đây cũng đã nhắc đến Kim Điêu, hắn vừa gram thấy kỳ quái lại cảnh giác, không lo được nghỉ ngơi, lập tức lên đường chạy tới Hoàng Thành. Cùng lúc đó, chuyện Ly Hỏa Thánh Địa tức giận vấn trách truyền đến Huyền Nguyệt Hoàng Thành, thẳng tới tai Nhân Hoàng. Nhân Hoàng tức giận. Chỉ bắt một hài tử mười mấy tuổi mà thôi, vậy mà lại náo thành như thế này. Người chưa bắt được, còn tổn hại hoàng tử, cuối cùng còn bị tính toán ngược, khiến cho thánh địa vấn trách. Đây quả thực là sỉ nhục. Cuối tháng 4, khi Huyền Nguyệt Hoàng Triều cực lực giải thích, Ly Hỏa Thánh Địa đã đưa lời vấn trách đến Tổ Sơn Trung ương. Ngày mùng 1 tháng 5, việc liên quan với thánh địa cùng hoàng tộc, Tổ Sơn Trung ương nghiêm túc đối đãi, lập tức giao trách nhiệm cho tôn chủ Tây Bộ là đại diễn thánh địa tự mình xử lý. Đại diễn thánh địa cao điệu tiếp nhận chỉ lệnh, lập tức dùng danh nghĩa này toàn diện bố cục Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Nhân Hoàng Huyền Nguyệt biết rõ đại diễn thánh chủ khả năng sẽ nhờ vào đó khởi sự, không lo được để ý tới Khương Phàm, lập tức truyền lệnh các nơi trong Hoàng Triều, chuẩn bị nghênh chiến. Ngày 10 tháng 5, tại thời điểm Tây Bộ nhấc lên phong vân dung chuyển, Nam Bộ vừa mới bình tĩnh 2 tháng lại nổi lên gợn sóng. Hồn Thiên Thánh Địa bí mật đến giúp đỡ Lang Gia Hoàng Triều, trải qua 2 tháng tỉ mỉ chuẩn bị điều khiển, tại ngày 10 tháng 5. Từ đêm khuya đến rạng sáng, ngang nhiên khởi xướng phản kích quy mô chiến tranh lớn nhất từ trước tới nay với La Phù Sơn Mạch. La Phù Sơn Mạch đề phòng toàn diện, các tông khóa cửa, triệu hồi toàn bộ đệ tử nghiêm phòng tử thủ. Ngày 15 tháng 5, Lang Gia Hoàng Triều xâm nhập hơn 2.000 dặm, dễ như trở bàn tay công phá hơn 10 tiểu tông môn cỡ trung. Sau đó chia tổng cộng 3 đầu mũi tên, phân biệt nhào về phía thành Bát Bảo, Ngọc Đỉnh Tông, cùng Xích Tiêu Tông. Bọn hắn tăng vọt chiến ý, đằng đằng sát khí. Lần này hạ quyết tâm muốn triệt để trọng thương La Phù Sơn Mạch, giải quyết tai họa ngầm cho Tây Cương của bọn hắn. Coi như các tông La Phù có chuẩn bị, bọn hắn cũng không sợ, bởi vì trong đội ngũ của bọn hắn có cường giả của Hồn Thiên Thánh Địa. Nhưng, ngay tại thời điểm bọn hắn chuẩn bị, đại triển hùng phong, khu vực miền trung của La Phù Sơn Mạch đột nhiên xuất hiện thú triều bạo động mà trước nay chưa có. Đêm khuya ngày 15, tổ chức bí mật của Vô Hồi Thánh Địa xua đuổi hơn 500 mãnh thú từ dãy núi các nơi, hoàn thành tập kết toàn diện tại Tây Nam Bộ. Đàn voi, đàn sói, bầy heo rừng, bầy rắn, đàn chuột, đàn độc hạt. Còn có các loại dị thú thần kỳ, lãnh chúa, bá chủ, các loại mãnh cầm linh điểu. Tràn ngập đất trời, vô biên vô hạn. Dưới sự khống chế cường thế của đám người Ngụy Thiên Thu, bọn chúng gào thét phóng tới, san bằng núi cao, nghiền ép rừng cây, che khuất cả bầu trời. Sáng sớm ngày 17 tháng 5, thú triều lao nhanh giống như biển động mãnh liệt, đối diện đụng phải chi đội tập kích thứ 3 của Lang Gia Hoàng Triều mà không có bất kỳ lo lắng gì. Đội ngũ tán loạn trong nháy mắt, tất cả cường giả bị đạp nát, xé sống. Ngay cả tiếng kêu gào thảm cũng đều bị dìm ngập trong thú triều đang lao nhanh. Cường giả Hồn Thiên Thánh Địa xen lẫn trong bên trong cũng bị bọn người Ngụy Thiên Thu cưỡng ép bắt lại. Sau đó, mấy trăm vạn mãnh thú lao đi hơn 2.000 dặm, đột phá tới đường biên giới La Phù, ngang nhiên xông vào đại địa Tây Cương. Ngụy Thiên Thu, Hoắc Thiên Túng, Giang Thành Tử, Tam Đại Thúc Lão độ cường thế can thiệp, hơn 2 triệu thú triều nhanh chóng phân tán, hình thành hơn 10 đoàn, trùng điệp, cuồng dã lao nhanh, hoắc loạn toàn bộ đại địa Tây Cương. Tây Cương đại loạn, những tiếng kêu than dậy khắp trời đất, mấy ngàn vạn dân chúng hốt hoảng chạy trốn. Chấn động mãnh liệt vang vọng đất trời, kéo dài không thôi, ngay cả gần Bắc Cương đều rõ ràng cảm nhận được. Còn đội ngũ Lang Gia tàn phá bừa bãi tại La Phù nhận được tin tức, vừa chấn kinh càng tức giận, có thể hình thành quy mô thú triều như vậy, phát động tập kích tinh chuẩn như vậy, tất nhiên là do Vô Hồi Thánh Địa tự mình cầm đao. Trước đó bọn hắn đã phỏng đoán qua các phương thức Vô Hồi Thánh Địa đến đỡ La Phù, duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là loại đả thương địch 1.000, tự hủy 800, này. Lấy hủy diệt hơn 3.000 dặm núi sông Lang Gia Hoàng Triều, trọng thương Tây Bộ của Lang Gia Hoàng Triều. Tây Bộ đối mặt với tai nạn, cùng vô số thành trì cầu cứu, Lang Gia Nhân Hoàng không thể không từ bỏ chiến tranh ở La Phù, dẫn đầu chi đội tập kích toàn diện lui về. Ngày 19 tháng 5, Hoàng thất Lang Gia giết đến Tây Cương, vây bắt thú triều. Ngày 20 tháng 5, Dạ Thiên Lan và các cường giả La Phù bí mật tập kết, ngày đêm không ngớt, phóng tới hơn 5.000 dặm. Ngang nhiên giết tới Lang Gia Hoàng Thành. Hoàng Thành mở ra pháp trận, ương ngạnh chống cự. Hoàng thất khẩn cấp triệu tập tất cả các thế lực trung vực, tập kết đến Hoàng Thành,
trong ngoài liên thủ vây bắt chi đội tập kích của Dạ Thiên Lan. Hỗn chiến tiếp tục 3 ngày 3 đêm, Độc Cô trưởng lão và số lượng lớn trưởng lão La Phù chiến tử. Ngày 23 tháng 5, Dạ Thiên Lan và các tông chủ La Phù cao điệu thông cáo lang gia hoàng triều. Trưởng lão của bọn họ được thánh địa bảo hộ, lại chết ở bên ngoài hoàng thành. Lang gia hoàng thành nhất định phải mở thành nói lời xin lỗi, cắt đứt Tây Cương làm bồi thường, bằng không bọn hắn lập tức thỉnh cầu vô hồi thánh địa nhúng tay sự kiện lần này. Hoàng thất lang gia đương nhiên không theo, một bên kịch liệt thương lượng, một bên phái người truyền tin tới nhân hoàng Tây Cương cùng các lão tổ hoàng thất. Nhưng, vô hồi thánh địa không cho bọn hắn cơ hội. Ngày 25 tháng 5, Ngụy Thiên Thu đột nhiên xuất hiện tại lang gia hoàng thành, liên hợp Hoắc Thiên Túng, Giang Thành Tử phá vỡ pháp trận hoàng thành, giáng lâm đến hoàng thất. Không có bất kỳ lời nói nhảm gì, không có nghe bất kỳ lời giải thích nào, cưỡng ép bắt 1768 người của hoàng thất lang gia, cũng chém đầu tại chỗ hơn 130 người. Trong 20 ngày ngắn ngủi, liên tiếp phản kích giống như mưa to gió lớn, rung động cả lang gia hoàng triều. Ai cũng không nghĩ tới, lang gia hoàng triều mưu đồ tiến công đã lâu, lại là cơ hội mà vô hồi thánh địa chờ đợi từ lâu. Từ thú triều chặn đánh, đến ngàn dặm buôn tập. Từ trưởng lão tử vong, đến cầu cứu vô hồi. Vô hồi thánh địa phối hợp với các tông La Phù, lấy phương thức gần như tàn nhẫn, tuyên cáo vận mệnh lang gia hoàng triều. Mà càng kinh khủng hơn chính là, Ngụy Thiên Thu lôi ra 25, người xa lạ, trong nội bộ lang gia hoàng triều, bọn hắn tất cả đều là người của hồn thiên thánh địa. Có một số là người mà lúc trước Ly Hỏa Thánh chủ cầu viện hồn thiên thánh địa đã được hồn thiên thánh địa phái ra. Lúc đó mất tích, không có bất kỳ vết tích gì. Nhưng thật ra là bị bọn người Ngụy Thiên Thu phục kích bắt lấy, giờ phút này bí mật mang theo đến lang gia hoàng triều. Còn có một số là bọn hắn bắt được từ trong chi đội tập kích của lang gia hoàng triều. Sau đó, Ngụy Thiên Thu tuyên cáo lang gia hoàng triều, hoàng thất cấu kết cùng hồn thiên thánh địa. Đại địa trung vực triệt để oanh động, các thế lực khắp nơi chấn kinh càng kinh hoàng hơn. Ai cũng biết, lang gia hoàng triều đã sắp gặp thay đổi lớn lao. Sau khi lang gia nhân hoàng nhận được tin tức, không lo được cục diện hỗn loạn ở Tây Cương, hắn mang theo tộc lão hoàng thất cùng các cường giả hoàng triều điên cuồng chạy tới trung vực. Nhưng, ngày 26 tháng 5, khi lang gia nhân hoàng đuổi tới hoàng thành, vô hồi thánh chủ tự mình giáng lâm. Sau một tiếng ra lệnh, Ngụy Thiên Thu tự mình bắt lấy lang gia nhân hoàng. Các ngươi điên rồi sao? Ta là nhân hoàng hoàng triều, ta là chủ nhân nhân quốc. Thánh địa thiên hạ có công ước. Thánh địa không được nhúng tay sự vụ nhân quốc. Nhân hoàng bị gắt gao khống chế, tóc tai bù xù, điên cuồng gào thét. Các tộc nhân hoàng thất quỳ xuống một mảnh, sắc mặt tái nhợt, tuyệt vọng run rẩy. Bọn hắn thuở nhỏ sống an nhàn sung sướng, một mực cao cao tại thượng, chưa từng nghĩ tới hoàng triều đang thời kỳ cường thịnh sẽ gặp phải ác mộng như thế này. Mà kẻ đang tàn nhẫn hãm hại bọn hắn, lại là thánh địa. Cường giả các thế lực hoàng triều ở khắp nơi toàn bộ đều lui ở phía xa, không có người nào vì hoàng thất mà dám nói nửa câu nói, bọn hắn đều rất rõ ràng, trong tính toán hoàng thất của vô hồi thánh địa là tính toán không để lại chỗ trống. Ai nhúng tay vào lúc này, người đó là tự tìm đường chết. Há mồm! Vô hồi thánh chủ đứng ngạo nghễ giữa đám mây, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, màn đêm bị chiếu giống như ban ngày. Đùng! Ngụy Thiên Thu nâng một bàn tay tát bay nhân hoàng. Nhân hoàng bay ra hơn 50 mét, nằm dạp trên mặt đất, đầu ong ong loạn hưởng, hắn ngẩng đầu, miệng đầy máu, tức giận gào thét, vô hồi thánh chủ, người phá hủy quy củ, ngươi là thánh chủ làm bậy. Há mồm! Vô hồi thánh chủ lạnh nhạt uy nghiêm, thanh âm ù ù, giống như thiên âm. Bành! Đùng! Ngụy Thiên Thu một chân quất vào trên cằm nhân hoàng, đá hắn bay lên, vung một bàn tay vòng đi qua. A, à, ta là chủ nhân nhân quốc! Thánh địa không được nhúng tay sự vụ nhân quốc, càng không thể tổn thương chủ nhân nhân quốc. Há mồm! Há mồm! Há mồm! Dưới sự thét lên ra lệnh của vô hồi thánh chủ, Ngụy Thiên Thu đã đánh lang gia nhân hoàng 33 bàn tay. Từ cửa thành hoàng thành, đánh ra hơn 2.000 mét. Nhân hoàng nằm dạp trên mặt đất, mắt trắng dã, toàn thân co quắp. Trong ngoài hoàng thành, mọi người đều quỳ xuống một mảnh. Bất luận là con dân hoàng thành hay là thế lực trung vực đều sợ hãi không chịu nổi, cũng không dám thở mạnh. Lần đầu tiên bọn hắn cảm nhận được uy thế đến từ thánh địa. Các ngươi, rốt cuộc muốn, làm gì? Lang gia nhân hoàng miệng đầy máu tươi, ý thức hôn mê. Giọng vô hồi thánh chủ lạnh lùng giống như gió lạnh thấu xương,
thổi khắp trong ngoài hoàng thành, các ngươi tập kích La Phủ Sơn Mạch, phải chăng có thụ ý của Hồn Thiên Thánh Địa? Vừa dứt lời, Hoắc Thiên Túng lên tiếng hô to, lên đao. Các cường giả đến từ Thánh Địa cùng La Phủ liên tiếp đứng ở phía sau tộc nhân hoàng thất, giơ chiến đao lên, đằng đằng sát khí. Các tộc nhân hoàng thất tuyệt vọng kêu khóc, toàn thân run rẩy. Cường giả các phương lắc lư ánh mắt, khẩn trương lại sợ hãi. Lang gia nhân hoàng sung huyết hai mắt, nhìn các tộc nhân, trong lòng dãy giụa. Trả lời ta, hành động lần này lang gia hoàng triều, phải chăng đã thụ ý Hồn Thiên Thánh Địa? Vô Hồi Thánh Chủ từ trên cao đi xuống, dáng người yểu điệu, phong hoa tuyệt đại, nhưng mỗi một bước rơi xuống, đều chấn động không gian, tràn ngập ra uy thế đáng sợ. Có tộc lão hoàng thất thê lương hô to. Là Hồn Thiên Thánh Địa, Hồn Thiên Thánh Địa đến đỡ chúng ta, đánh bất ngờ La Phủ Sơn Mạch. Lại có tộc lão khác tuyệt vọng hô to, hắn còn không muốn chết, càng không muốn vận mệnh hoàng thất đến đây lại kết thúc. Lang gia nhân hoàng đau đớn nhắm mắt lại. Đúng, đúng là Hồn Thiên Thánh Địa, lớn tiếng kêu ra. Vô Hồi Thánh Chủ dừng ở giữa không trung, quan sát lang gia nhân hoàng. Là Hồn Thiên Thánh Địa giật dây chúng ta tập kích La Phủ Sơn Mạch. Lớn tiếng hô. Là Hồn Thiên Thánh Địa đến đỡ chúng ta, tập kích La Phủ Sơn Mạch. Lớn tiếng hô, người chết rồi sao? Lang gia nhân hoàng giằng co, lên tiếng gào thét, thanh âm khàn khàn quanh quẩn trong màn đêm, là Hồn Thiên Thánh Địa. Là Hồn Thiên Thánh Địa, là Hồn Thiên Thánh Địa liên hệ chúng ta, phối hợp hành động, tập kích La Phủ Sơn Mạch. Đáy mắt Vô Hồi Thánh Chủ chợt hiện ý lạnh. Chém. Phốc phốc. Hơn 1000 tộc nhân hoàng thất, toàn bộ đầu đều rơi xuống đất. Ngụy Thiên Thu ngưng tụ cương khí, một chưởng vỗ nát đầu lang gia nhân hoàng. Vô Hồi Thánh Chủ lần nữa hô to. Chém, 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 chém. Ngụy Thiên Thu bọn người thả người vọt lên, phóng tới các cường giả Hồn Thiên Thánh Địa bị ngược nửa sống nửa chết. Giơ tay chém xuống, huyết thủy phun ra. Hơn 100 cường giả Hồn Thiên Thánh Địa, toàn bộ chết ở bên ngoài hoàng thành. Bóng đêm thê lương, máu chảy đầy đất. Trong ngoài hoàng thành, một mảnh sơ xác tiêu điều, ngàn vạn dân chúng câm như hến. Ngày 26 tháng 5, đêm khuya. Lang gia hoàng triều quật khởi hơn 200 năm bị Vô Hồi Thánh Chủ tự mình phán quyết, tuyên cáo diệt quốc. Đại địa Bắc Cương trùng kiến Tân Vương Phủ, trấn thủ Đại Hoang, do Vô Hồi Thánh Địa tự mình đến đỡ. Địa vực Tây Cương đưa về La Phủ Sơn Mạch, do Vô Hồi Thánh Địa khống chế. Nam Cương, Bắc Cương, lấy tông môn làm chủ, riêng mình phát triển. Ngày 27 tháng 5, Vô Hồi Thánh Chủ nhờ Ngụy Thiên Thu, mang tất cả thi thể đến Tổ Sơn Trung ương. Lấy lý do Hồn Thiên Thánh Địa nhúng tay sự vụ nhân quốc, cùng chuyện Hồn Thiên Thánh Địa ý đồ tập kích Vô Hồi Thánh Địa, thỉnh cầu bãi miễn Hồn Thiên Thánh Chủ. Vô Hồi Thánh Chủ dẫn đầu Hoắc Thiên Túng và các túc lão cùng đệ tử đến Thập Vạn Đại Sơn, tuyên chiến Hồn Thiên Thánh Địa. Giống như cuồng phong, như mưa to đổ xuống. Tin tức bắt đầu từ Lang Gia Hoàng Triều, quét sạch La Phù, Hoang Mãng Nguyên, Thập Vạn Đại Sơn, cùng toàn bộ Nam Bộ Thương Huyền. Ly Hỏa Thánh Địa trên dưới chấn kinh, cho dù hiểu rõ Vô Hồi Thánh Chủ điên cuồng, nhưng vẫn bị trận, hành động chém đầu, này của nàng làm cho kinh hãi đến trợn mắt hốc mồm. Nàng chém đầu chủ nhân nhân quốc, càng phải chém đầu Hồn Thiên Thánh Chủ. Mà, bí mật đến đỡ nhân quốc nhắc lên chiến tranh, mưu đồ bí mật đánh lén đồng minh Thánh Địa, đối với bất cứ Thánh Địa nào mà nói, đều là tội lớn khó mà tha thứ được. Bọn hắn có thể tưởng tượng được, thời điểm Hồn Thiên Thánh Địa nhận được tin tức sẽ tức giận lại tuyệt vọng đến thế nào. Ngày 30 tháng 5, Ly Hỏa Thánh Chủ lấy danh nghĩa tôn chủ Nam Bộ, thông cáo Vô Hồi Thánh Địa, Hồn Thiên Thánh Địa, cùng Linh Kiếp Thánh Địa, hy vọng bọn họ giữ vững khắc chế, ổn định phía Nam Bộ làm trọng, đầu tiên tiến hành đàm phán giải quyết. Kỳ thật hắn muốn tự mình đi qua can thiệp, nhưng hắn sợ, thật là sợ con mụ điên này. Ngày 30 tháng 5, tại thời điểm Ly Hỏa Thánh Chủ hô hào tỉnh táo, Thường Huyền Nghĩa công khai tuyên bố, Ly Hỏa Thánh Địa tổ chức đại hội luyện đan thịnh đại nhất gần trăm năm nay. Thời gian ngày mùng 6 tháng 6, kéo dài liên tục trong 30 ngày. Không chỉ có Thánh Chủ tự mình luyện đan, Phó Thánh Chủ, Điện Chủ đan đỉnh điện các loại đều sẽ công khai luyện đan. Hy vọng các phương mang đủ vật liệu, tự hành đến Ly Hỏa Thánh Địa đưa tin. Ly Hỏa Thánh Chủ giận dữ, vội vàng muốn ngăn cản, nhưng, người của Khương Hồng Võ đã sớm phân tán đi ra, tự mình bái phỏng Thành Chủ các thành ở Hoang Mãng Nguyên, thậm chí trấn Nam Yêu Quốc. Ngày mùng 2 tháng 6. Vô Hồi Thánh Chủ giết đến Thập Vạn Đại Sơn, thẳng bức Hồn Thiên Thánh Địa.
Hồn Thiên Thánh Địa mở ra pháp trận, điên cuồng chống cự. Ngày mùng 5 tháng 6, sứ giả của Ly Hỏa Thánh Chủ đến Linh Kiếp Thánh Địa, hy vọng bọn họ có thể cưỡng ép can thiệp. Linh Kiếp Thánh Chủ uyển chuyển cự tuyệt, ngược lại xin mời tôn chủ tự mình ra mặt, nếu không liền chờ đợi Tổ Sơn phán quyết. Kỳ thật hắn rất muốn làm, dù sao nếu lại náo xuống như thế, hình tượng Liên Minh Thánh Địa Nam Bộ đã tràn ngập nguy hiểm, lần này thật là sẽ phải sụp đổ. Đường đường là Thánh Địa, vậy mà liên tiếp nhắc lên chiến tranh, đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Nhưng, hắn thật sợ dẫn lửa thiêu thân. Với điệu bộ này của Vô Hồi Thánh Chủ, chỉ cần hắn đi, không phải là bị mắng trở về, thì chính là ghi tạc hắn trên sách nhỏ, thu về tính sổ sau. Vô Hồi Thánh Địa. Bọn người Khương Phàm, Ngâm, bên trong năng lượng pháp trận, chờ đợi hơn 2 tháng. Đại Hoàng Ấn toàn diện thức tỉnh, thả ra năng lượng thần bí mang cho bọn hắn biến đổi giống như thay xương đổi thịt, cũng đưa tới lực lượng truyền thừa không giống nhau. Dạ An Nhiên và Tịch Nhan trở thành Chí Tôn Thánh Văn, bước lên linh hồn cảnh nhị trọng thiên. Cơ Lăng Huyên trở thành Chí Tôn Thánh Văn, bước lên linh hồn cảnh. Tiêu Phượng Ngô, Thương Hàn Nguyệt, Phượng Bảo Nam, còn có Tịch Giao đều trở thành Đại Thừa Thánh Văn, cảnh giới đạt tới linh nguyên cảnh đỉnh phong. Khương Phàm không chỉ đột phá đến linh hồn cảnh tam trọng thiên, còn đạt đến tam trọng đỉnh phong, mà linh văn trải qua lặp đi lặp lại tầm bổ, cùng tinh huyết kim hoàng tăng nhiều mang tới kích thích, đã đụng chạm đến hàng rào thiên phẩm. Tiểu thế giới này liền ở lại đây đi. Bọn người Dạ An Nhiên từ trong pháp trận đi tới, nhìn quả cầu khổng lồ hơn 3.000 mét quay quanh. Đây là lần đầu tiên bọn hắn chân chính diễn biến ra đại hoang tù thiên trận, đáng để kỷ niệm. Các ngươi đi ra rồi. Phương Thành Vân Túc Lão đi tới, sau khi quan sát tỉ mỉ 8 người bọn hắn, vui mừng gật đầu. Hơn 2 tháng không gặp, thay đổi đều hết sức rõ ràng, từ cảnh giới đến khí thế, thậm chí đến bộ dáng, cũng thay đổi. Thánh chủ đâu? Tiêu Phượng Ngô không kịp chờ đợi để biểu hiện ra thành tựu của bọn hắn với Thánh chủ. Đi Hồn Thiên Thánh Địa. Hồn Thiên Thánh Địa, nơi đó thế nào? Thu thập Hồn Thiên Thánh chủ. Bọn người Khương Phàm hai mặt nhìn nhau. Chúng ta đã ở bên trong bao lâu? Phương Thành Vân cười nhạt nói, 67 ngày. Hồn Thiên Thánh Địa lại làm chuyện gì rồi? Hồn Thiên Thánh Địa đến giúp đỡ Lang Gia Quốc tấn công La Phù. Sau đó thì sao? Lúc trước Lang Gia Kiến Quốc là Thánh Địa chúng ta âm thầm ủng hộ, kết quả bọn hắn càng ngày càng không tưởng nổi, còn không biết tốt xấu liên hợp Hồn Thiên Thánh Địa, Thánh chủ cảm giác bọn hắn không cần thiết phải tồn tại nữa, cho nên liền làm bố cục. Xử lý Hoàng thất Lang gia, thuận tiện vụ oan giá họa Hồn Thiên Thánh Địa nhúng tay sự vụ nhân quốc. Ngụy Thiên Thu Túc Lão đi Tổ Sơn, Thánh chủ đi Hồn Thiên Thánh Địa. Một là thỉnh cầu bãi miễn Hồn Thiên Thánh chủ, một là muốn thử xem thực lực Hồn Thiên Thánh Địa. Bọn người Khương Phàm nghe được thì trợn mắt hốc mồm, 2 tháng không đi ra, thay đổi rồi. Thánh chủ thật uy vũ, làm việc luôn luôn oanh oanh mạnh mẽ như thế. Hồn Thiên Thánh Địa quá phách lối. Lần này không chết cũng phải lột ra. Trước khi đi Thánh chủ phân phó, sau khi các ngươi ra ngoài nghỉ ngơi mấy ngày, tiếp tục suy diễn đại trận. Phương Thành Vân nói xong, lại nói với Khương Phàm. Một vị bằng hữu của ngươi tới, một mực đang chờ ngươi. Tiểu chủ, Bách Lý Mạc Yêu đứng dậy hành lễ, giới thiệu tình huống Tây Bộ. Ha ha, thật đúng là náo lên rồi, Tổ Sơn Trung ương nơi đó có thái độ gì? Khương Phàm cười. Đại diễn Thánh Địa không để hắn thất vọng, thật sự đã tuyên chiến với Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Mặc dù đại diễn Thánh Địa không phải náo này oanh oanh liệt liệt giống như Vô Hồi Thánh Chủ, nhưng bọn hắn là tôn chủ Thánh Địa Tây Bộ, trực tiếp lại cường thế triển khai rằng co cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều, sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Một số thế lực cũng bắt đầu dục dịch trở mặt với Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Tổ Sơn Trung ương rất bất mãn đối với sự hung ác của đại diễn Thánh Địa, hình như còn trực tiếp phái người đến cảnh cáo. Nhưng, việc liên quan đến sự vụ hoàng tộc, mẫn cảm lại đặc thù, bọn hắn làm đại biểu cao nhất của Thánh Địa, không phải bất đắc dĩ thì sẽ không trực tiếp nhúng tay. Mà Huyền Nguyệt Hoàng Triều lại còn thuộc về hoàng tộc Tây Bộ, nên có tôn chủ Tây Bộ phụ trách, chỉ cần đại diễn Thánh Địa không phạm phải sai lầm lớn, Tổ Sơn chỉ có thể chỉ đạo, không có quyền nhúng tay. Cho nên sau khi trải qua trong thời gian rất lâu, đại diễn Thánh Địa đều có thể khống chế cục diện Tây Bộ, tiếp tục rằng co với Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Ngược lại là Vô Hồi Thánh Chủ đột nhiên vấn trách Hồn Thiên Thánh Địa, còn làm chuyện phải chịu tội, nhúng tay sự vụ nhân quốc, đã để rất nhiều thế lực đều trở tay không kịp. Tổ Sơn Trung ương nơi đó chỉ sợ lại phải tự mình xử lý sự vụ Nam Bộ, cứ như vậy, đại diễn Thánh Địa lại càng không có lo lắng.
Khương Phàm mang ý cười trên mặt. Càng loạn càng tốt, tốt nhất là đánh nhau, như thế này ta đi cũng yên tâm. Ngài muốn đi đâu? Đi một nơi đặc biệt, ta bồi ngài. Chỗ kia rất đặc biệt, người không đi được. Ta từ phương Bắc tới chính là bảo vệ ngài, ngài đi đâu ta liền đi đó. Bách Lý Mạc Yêu một mặt nghiêm túc, trước đó suýt chút nữa hại chết Khương Phàm, lần này sẽ không lại buông tay. Khương Phàm bật cười lớn. Ta muốn đi địa ngục, tìm thuốc cho Hinh Nhi. Đi đâu? Ta đi chuyến này, có thể sẽ 3 năm hay 5 năm, cũng có thể sẽ 7-8 năm. Tiểu chủ. Bách Lý Mạc Yêu bỗng nhiên đứng dậy. Đi địa ngục. Nói đùa cái gì vậy? Đây chính là vùng đất tử linh, là cấm địa của người sống, há có thể muốn đến thì đến, muốn về liền về. Đừng kích động, ta có cách đi qua, cũng có cách để trở về. Cách gì? Ta thật có cách, không có lừa ngươi. Ta còn muốn trùng kiến vạn thế thần triều, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm sao lại tùy tiện chịu chết. Thế nhưng nơi kia, Khương Phàm ngắt lời, nói, ta có việc cần bàn giao cho ngươi. Ngài cứ nói, hãy thay ta quan tâm bảo vệ mọi người, ta lo lắng Huyền Nguyệt Hoàng Triều sẽ còn lại đến trả thù. Ta có thể bảo vệ bọn hắn, thế nhưng ngài, ta sẽ trở lại, chỉ mấy năm, sao lại khẩn trương như vậy, ta có thể không khẩn trương sao được. Bách Lý Mạc Yêu lầm bầm trong lòng, nhưng cũng không có cách nào khác, hắn lấy ra cái hộp gấm giao cho Khương Phàm, đây là Thái Sơ Mệnh Hồn Đan do Thường Huyền Nghĩa luyện, Khương Hồng Võ để cho ta mang tới cho ngài. Khương Phàm chờ đợi mấy ngày tại Vô Hồi Thánh Địa, để lại phong thư cho Dạ An Nhiên, vụng trộm rời khỏi, tiến về Đại Hoang Thâm Uyên. Vương quốc Hắc Ám. Khương Phàm đứng ở phía trước cửa đá trong hư không, nhắm mắt ngẫm lại kế hoạch của mình, lộ ra một nụ cười. Náo một trận sôi động. Oanh oanh liệt liệt chết một lần. Ha ha, chuyện có ý tứ như thế, đời này khả năng chỉ có lần này. Khương Phàm ơi Khương Phàm, hãy cố nắm chắc cơ hội. Cửa đá nặng nề chậm rãi rộng mở, Khương Phàm nhếch khóe miệng, sải bước đi đến. Mặc dù Khương Phàm rời khỏi hơn một năm, nhưng Vương quốc Hắc Ám từ đầu đến cuối vẫn đang chờ đợi, võ hầu, trở về. Nhất là các thế lực chí tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ, Đại Tự Tại Điện, Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Một mực đang tại ẩn gần cửa đá núp Vô Hồi Thánh Địa khống chế Hắc Ám đó. Khi Khương Phàm bước ra khỏi cửa lớn, đứng trên xiềng xích trắng kiện, người giám sát các phương lập tức hưng phấn giống như là điên cuồng. Khương Phàm, hắn trở về. Võ Hầu, một lần nữa Vương quốc Hắc Ám. Nhanh nhanh nhanh, nhanh đi thông báo. Tin tức nhanh chóng truyền khắp Vương quốc Hắc Ám. Mặc dù các phương một mực đang chờ mong, nhưng đột nhiên nhận được tin tức đều vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì lúc trước rất nhiều thế lực đoán rằng có thể Khương Phàm sẽ ở bên ngoài tránh né 2-3 năm. Vô Hồi Thánh Điện, treo cao tại Hắc Ám Thâm không đều rất bất ngờ, tại sao đứa nhỏ này lại trở lại. Cũng không có chào hỏi sớm. Khương Phàm, trở về có chút sốt ruột nha. Có người đứng trên xiềng xích hô to. Xong việc liền trở lại. Khương Phàm dẫm lên xiềng xích, đi bên thâm không, mang trên mặt nụ cười nhạt ý. Xong chuyện gì? Tạo ra con người. Mới ra trong tháng, tạo ra con người, ông trời ơi, người thật sự động tới Ngô Khuynh Thành sao? Trong bóng tối vang lên trận trận kinh hô. Uống một chút thuốc, làm cái xong bào thai. Khương Phàm lung lay ngón tay. Oa a. Trong bóng tối vang lên tiếng hô khoa trương. Ngưu nhân, đây là trần trụi đánh vào mặt Hỗn Độn Tử Phủ rồi. Huynh đệ, tha thứ ta thật sự là hiếu kỳ, hài tử màu gì đây? Đột nhiên có người hô to. Gây nên một trận cười vang. Một đứa da tím máu đỏ, mắt đen. Một đứa da trắng máu tím, mắt tím. Khương Phàm vừa đi vừa nói. Tử huyết tốt, tử huyết nói rõ có huyết mạch tử phủ. Đám người bạo động, thật sự cho là hắn đã tạo ra huyết mạch tử phủ. Người đây là muốn đi đâu? Có người hô to. Khương Phàm cười nói. Đi Hỗn Độn Tử Phủ, đưa thiếp mời cho bọn hắn. Hai tử ra trong tháng. Đám làm thúc bá ngoại công bọn hắn không chuẩn bị chút lễ vật cho hài tử sao? Oa a. Trong bóng tối lại lần nữa bạo động, không hổ là võ hầu, ý nghĩ đều kích thích như thế. Rất nhanh, Vương quốc Hắc Ám đã trở nên oanh động. Khương Phàm có thể trở về đều là ngoài ý liệu, lại là trong dự liệu, nhưng hắn lại làm ra hài tử, để vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Thế nhưng, Hỗn Độn Tử Phủ chính là hoàng tộc. Ngô Khuynh Thành là truyền nhân trực hệ. Khương Phàm cười cười nói thì thôi, vậy mà lại làm thật. Chuyện càng không thể hơn chính là, hắn còn cho làm ra hài tử. Khương Phàm,
Vừa lúc Ngô Thiên Đạo ở gần đó, sau khi nhận được tin tức suýt chút nữa đã tức nổ tung, mang theo tộc nhân khí thế hung hăng ngăn Khương Phàm lại. U, đây không phải cậu hắn sao? Khương Phàm ngả ngớn cười một tiếng. Mẹ kiếp, ta giết ngươi. Ngô Thiên Đạo gầm thét như sấm. Bình tĩnh một chút, bây giờ chúng ta là người một nhà, có chuyện gì thì từ từ nói. Ai là người một nhà với ngươi? Khương Phàm, ngươi chơi lớn rồi. Ngươi nhục nhã không chỉ là Ngô Khuynh Thành, còn có toàn bộ Hỗn Độn Tử Phủ. Bất Tử Thiên Bia đều không gánh nổi ngươi. Nói lời tạm biệt khó nghe như vậy, ta cũng không có nhục nhã nàng, đều là nàng tự nguyện, vợ chồng trẻ chúng ta bây giờ đều rất tốt đây. Ngươi là tên vô lại. Ngô Thiên Đạo tức giận không kiềm chế được, con mắt sung huyết, hận không thể xé sống tên hỗn đản này. Ta chuẩn bị thiếp mời, giúp ta chuyển giao cho Hỗn Độn Tử Phủ. Khương Phàm thật sự đã chuẩn bị thiếp mời, lại còn đầy cả một cái dương, ném từ trong thanh đồng tiểu tháp ra. Ta không có viết tên, chính các ngươi trở về điền đi. Khương Phàm. Ngô Thiên Đạo tức giận, tử khí kinh khủng sôi trào lên, ngang nhiên lao đến Khương Phàm. Bọn thị vệ ở hai bên tranh thủ ngăn lại. Không nên manh động. Ta muốn giết hắn. Ngô Thiên Đạo tức giận giãy giụa. Các thị vệ cưỡng ép khống chế, lớn tiếng hô to, ngươi không giết chết hắn được. Hắn đã là linh hồn cảnh tam trọng thiên. Hắn chính là tiến vào linh hồn cảnh, ta vậy. Cái gì? Ngô Thiên Đạo ngừng lại, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Một thị vệ trung niên trầm giọng nói, hắn là linh hồn cảnh tam trọng thiên. Con người của Ngô Thiên Đạo có chút phóng đại, nhìn thị vệ, lại nhìn về phía Khương Phàm. Những người đang chờ xem náo nhiệt trong bóng tối cũng trở nên trầm mặc, trên mặt hiện ra thể hiện đặc sắc. Chấn kinh, kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Linh hồn cảnh tam trọng thiên. Thời điểm thi đấu khiêu chiến võ hầu, hắn vẫn là linh nguyên cảnh thất trọng thiên. Chỉ hơn một năm mà thôi, làm sao có thể tiến vào linh hồn cảnh. Lại còn là tam trọng thiên. Bọn hắn nhao nhao dò xét, kết quả thật đúng là linh hồn cảnh tam trọng thiên. Ngươi là linh hồn cảnh tam trọng thiên. Ngô Thiên Đạo khó có thể tin được, chỉ hơn một năm mà thôi đã vượt qua sáu trọng thiên. Đây là tốc độ nghịch thiên gì đây? Hơn một năm không gặp. Cậu của hài tử, Ngô Kình Thương bây giờ thế nào? Khương Phàm, đừng tìm khó xử. Bọn thị vệ tử phủ nhao nhao quát tháo, há miệng gọi cậu ngậm miệng gọi cậu, khinh người quá đáng. Sắc mặt Ngô Thiên Đạo trở nên khó coi, không biết phải mở miệng làm sao. Sau khi thi đấu khiêu chiến võ hầu kết thúc, Ngô Kình Thương bị kích thích, điên cuồng tu luyện tại Lạc Trùy trọng địa, muốn chờ khi Khương Phàm trở về Vương quốc Hắc Ám, khởi xướng khiêu chiến mới. Gia tộc vì để tránh cho hắn để lại tâm ma, cũng vận dụng rất nhiều linh bảo quý giá, trợ giúp Ngô Kình Thương trưởng thành. Bây giờ Ngô Kình Thương, đã là linh hồn cảnh nhất trọng thiên. Không có phụ lòng kỳ vọng của tất cả mọi người đối với hắn có. Nhưng, nói đùa sao? Tên điên này đã là tam trọng thiên rồi. Ngô Kình Thương nhận được tin tức, còn không phải hỏng mất. Ngô Kình Thương là công tử của Hỗn Độn Tử Phủ Ngũ, trên hắn còn có rất nhiều ca ca tỷ tỷ. Bên trong có linh hồn cảnh tam trọng thiên không? Nếu Khương Phàm lại trèo lên diễn võ trường, tuyên cáo với toàn bộ vương quốc Hắc Ám rằng hắn đã trở về thì chuyện sẽ như thế nào? Có, ngươi muốn khiêu chiến sao? Chỉ sợ ngươi không tiếp nổi. Bất kể là ai, ta sẽ chờ bọn hắn 3 ngày tại diễn võ trường. Khương Phàm vừa nói ra lời này, xiềng xích cùng Hắc Ám xung quanh lập tức oanh động. Khương Phàm lại muốn khiêu chiến Hỗn Độn Tử Phủ. Thời gian qua đi một năm. Thánh địa và hoàng tộc lại nổi lên thi đấu khiêu chiến. Võ hầu trở về, lại đính chính kỳ danh. Kích thích thật. Mặc dù bọn hắn đều chờ mong sau khi Khương Phàm trở về sẽ lần nữa hiện ra thực lực, lần nữa khiêu chiến với Hỗn Độn Tử Phủ và Chí Tôn Kim Thành, nhưng không nghĩ tới Khương Phàm lại thống khoái như vậy, vừa trở về liền phát khởi khiêu chiến. Ta thay Hỗn Độn Tử Phủ tiếp, 3 ngày sau, gặp tại diễn võ trường, ngươi cũng đừng không đến. Ngô Thiên Đạo cao giọng tiếp chiến. Không chỉ có Ngô Kình Thương đang đợi Khương Phàm trở về, tất cả đại tân sinh của Hỗn Độn Tử Phủ cũng đều đang đợi, bọn hắn đều kìm nén sơn tức giận, muốn ngược bại Khương Phàm tại diễn võ trường, chính danh cho huyết mạch Tử Phủ. Đại tự tại điện, nghe nói ngươi làm phụ thân rồi, Hướng Vãn Tình cười lại như không cười nhìn thiếu niên trước mặt. Chỉ vừa đạt được tin tức Khương Phàm trở lại Vương quốc Hắc Ám, vậy mà hắn liền đi tới đây. Ta không có lòng dạ thanh thản sinh con kia, cố ý kích thích bọn hắn. Khương Phàm nhai dược liệu định thần tĩnh khí trong miệng để tránh cho mình khống chế không nổi,
ở trước mặt nữ tử như yêu tinh này sẽ xảy ra sơ suất. Linh hồn cảnh tam trọng thiên, người thật là khiến người ta vui mừng. Hướng Vãn Tình đôi mắt đẹp nhìn, môi mỏng phơn phớt, cực kỳ gợi cảm, cười một tiếng. Ta muốn thỉnh giáo một vấn đề. Nếu như ta chết rồi, bất tử thiên bia còn có thể dùng không? Khương Phàm chống cự lại mị hoặc trực kích linh hồn kia, cố gắng ổn định tinh thần. Không thể. Hướng Vãn Tình dứt khoát trả lời. Bây giờ ta dùng, nhưng trước khi bọn hắn hành động, ta lại chết, còn có tác dụng không? Tại sao muốn hỏi như vậy? Hướng Vãn Tình nằm chết dí trên giường êm, dáng người thướt tha hiển thị rõ đường cong mỹ diệu, để cho người ta không chống cự nổi. Mệnh lệnh hoàng tộc làm việc, ta phải làm tốt các loại chuẩn bị. Ngươi cứ việc yên tâm, bọn hắn không có lá gan kia. Đề phòng chuyện chẳng may. Hướng Vãn Tình nhìn mắt Khương Phàm, trầm ngâm một lát mới nói. Chỉ cần ngươi tự mình giao bất tử thiên bia ra, lại ban bố mệnh lệnh. Bất luận là chí tôn kim thành, hỗn độn tử phủ, hay là đại tự tại điện chúng ta, đều sẽ tiếp nhận, cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Vậy là tốt rồi. Khương Phàm nắm chắc tâm lý. Ngươi chuẩn bị dùng, ta muốn thử một chút hiệu quả. Nếu như ngươi thật muốn dùng, chúng ta nơi này sẽ bắt đầu làm chuẩn bị, giám sát toàn bộ quá trình hành động của bọn hắn, bảo đảm lần hành động đầu tiên của võ hầu đầu tiên ngươi đây có thể thuận lợi hoàn thành. Không nôn nóng, ta bây giờ hạ lệnh, 3 năm sau chấp hành. Làm cái gì? Tập kích Huyền Nguyệt Hoàng Triều của Tây Bộ, Hoàng tộc, tiến công, Hoàng tộc, đây chính là chiến tranh. Đôi mắt đẹp của Hướng Vãn Tình chợt lóe sáng, nhìn chằm chằm mắt Khương Phàm, muốn xác định đây là câu nói đùa, hay là mục đích thực sự. Thế nào, làm không được. Dựa theo quy củ, bọn hắn nhất định phải tiếp nhận lời mời, nhưng... Ta cho bọn hắn thời gian 3 năm chuẩn bị, trong vòng 3 năm chế tạo ma sát, gây nên hỗn loạn, thời gian 3 năm vừa đến, tiến công Hoàng Triều, nhất định phải đánh vào Hoàng Thành. Yêu cầu này, bọn hắn có thể làm được không? Hướng Vãn Tình nhìn Khương Phàm, thật lâu không nói gì. Khương Phàm cũng chờ lấy câu trả lời của nàng. Mặc dù bất tử thiên bia có thể ra lệnh cho hỗn độn tử phủ, chí tôn kim thành, đại tự tại điện làm bất cứ chuyện gì cho hắn, nhưng có một điều kiện tiên quyết, chính là có thể trong giới hạn chịu đựng của bọn hắn. Tiến công hoàng tộc. Chuyện này bằng với là nhắc lên chiến tranh giữa hoàng tộc, không chỉ có để hai bên triệt để trở mặt, còn có thể sẽ liên lụy đến thế lực khác. Tấn công thì dễ dàng, nhưng hậu quả khó có thể chịu đựng được. Hướng Vãn Tình thật không nghĩ tới Khương Phàm lại biết chơi lớn như vậy. Huyền Nguyệt Hoàng Triều thế yếu, xếp hạng cuối cùng trong hoàng tộc Thương Huyền. Hỗn độn tử phủ, chí tôn kim thành, bất kỳ một cái nào chỉ cần vận dụng khoảng 7/10 lực lượng liền có thể đánh hoàng thành bọn hắn tới dưới chân. Nhưng, người cảm giác hỗn độn tử phủ sẽ tiếp nhận. Hay là chí tôn kim thành sẽ tiếp nhận, lại hoặc là, đại tự tại điện chúng ta sẽ tiếp nhận. Khương Phàm nói, ta có nghi vấn, cho nên tới thỉnh giáo. Hướng Vãn Tình lắc đầu. Cái này ta không trả lời được ngươi. Sau khi ngươi thắng đến danh hào võ hầu, đại tự tại điện chúng ta đã tự mình tiếp xúc cùng hỗn độn tử phủ, chí tôn kim thành, bọn hắn biểu thị nguyện ý tiếp nhận ngươi điều động, nhưng tuyệt đối không thể quá phận. Ngươi đề ra yêu cầu này, rõ ràng là quá phận không thể nào tiếp nhận được. Bọn hắn tình nguyện tiếp nhận đại tự tại điện chế tài, bỏ ra cái giá to lớn, cũng sẽ không khởi xướng khiêu chiến với một hoàng tộc. Hoàng tộc không chỉ là có thực lực, còn có lực ảnh hưởng, còn có quan hệ mật thiết cùng rất nhiều thế lực. Nếu như hỗn độn tử phủ khởi xướng chiến tranh, trọng thương Huyền Nguyệt Hoàng Triều, thế lực khác sẽ là phản ứng gì, hoàng tộc khác lại sẽ cân nhắc như thế nào? Nếu như kinh động hoàng đạo, hậu quả lại sẽ như thế nào? Nếu như ta khăng khăng tập kích Huyền Nguyệt Hoàng Triều, năng lượng cao nhất của bất tử thiên bia sẽ giúp ta làm đến trình độ gì? Cái này là phải nhìn ngươi là muốn giáo huấn Huyền Nguyệt Hoàng Triều, hay là hủy nó? Giáo huấn, hung hăng giáo huấn. Mục đích chủ yếu Khương Phàm là giáo huấn, thuận tiện gây ra hỗn loạn để đoạt lại xương cốt của hắn. Về phần vận mệnh Huyền Nguyệt, hắn sẽ đích thân đi thẩm phán. Ta sẽ báo tin tức lên, mau chóng trả lời cho ngươi. Cảm ơn, chỉ cần có thể thu thập Huyền Nguyệt Hoàng Triều, ta đều có thể giao ra 2 khối bất tử thiên bia. Hướng Vãn Tình sáng mắt liếc nhìn, ung dung cười nói. Xem ra Huyền Nguyệt Hoàng Triều đã gây nhầm người rồi. Nếu như không quấy rầy, ta còn muốn lại thỉnh giáo mấy vấn đề. Hỏi đi. Hướng Vãn Tình gối lên cánh tay, cười nhẹ nhàng đánh giá Khương Phàm, càng nhìn càng thưởng thức, càng nhìn càng hài lòng.
cảnh giới bây giờ của Ngu Kình Thương là gì? Khương Phàm bị nàng nhìn đến sao động, vùng đan điền đều cuồn cuộn sóng nhiệt, ép đều ép không được. Theo ta được biết, hẳn là linh hồn cảnh nhất trọng thiên. Bên trong hỗn độn tử phủ có thể làm đối thủ của ta đều có những ai? Huyết mạch mạnh hơn, thực lực cũng muốn mạnh hơn. Để ta ngẫm lại, Hướng Vãn Tình hơi suy nghĩ, nói. Ngu Thiên Khải, Ngu Bá Khoan, còn có Ngu Thanh Giao. Ngu Bá Khoan là trưởng tử trực hệ, đại công tử của tử phủ, Ngu Thanh Giao là trưởng nữ trực hệ, đại công chúa của tử phủ. Bởi vì bọn hắn có thân phận, nhận bồi dưỡng đặc biệt, tiềm lực thật sự ngang với Ngu Kình Thương. Đáng coi trọng nhất chính là Ngu Thiên Khải, hắn là chi thứ, nhưng lại có huyết mạch mạnh nhất, thời điểm thức tỉnh đã được nhận định thành thiên phẩm. Thiên phẩm. Khương Phàm có chút nhíu mày, huyết mạch có thể so với thiên văn. Hỗn độn tử phủ là truyền thừa huyết mạch, có thể tiếp tục thăng hoa, tiếp tục tăng cường, giống những kẻ như Ngu Kình Thương kia, chỉ cần cơ duyên đúng chỗ, tài nguyên đầy đủ, đều là có khả năng thăng hoa đến thiên phẩm. Đương nhiên, thật sự là vô cùng khó khăn. Lấy nội tình cùng tài nguyên mà Chí Tôn Kim Thành khống chế mới miễn cưỡng có thể bảo đảm mỗi đời hai người. Nhưng Ngu Thiên Khải thức tỉnh chính là thiên phẩm, loại tình huống này là cực kỳ hiếm thấy, cũng nhất định sẽ vô cùng cường đại. Chỉ là, hắn là người mạnh nhất hiện tại của hỗn độn tử phủ, nhưng rất ít khi lộ diện ở bên ngoài. Ta không xác định được cụ thể cảnh giới của hắn, nhưng hẳn là tại tam trọng thiên. Nếu như ngươi may mắn, bọn hắn sẽ phái Ngu Thanh Giao tới. Nàng đúng lúc là linh hồn cảnh tam trọng thiên, người bao nhiêu còn có chút phần thắng. Nếu như ngươi không may, rất có thể Ngu Thiên Khải sẽ tự mình tới. Hướng Vãn Tình nhẹ nhàng lung lay bàn chân đáng yêu, lộ ra bộ dáng hoạt bát hiếm thấy. Bây giờ có hối hận mình xúc động rồi hay không? Khương Phàm im lặng không nói. Hướng Vãn Tình nhìn hắn ngẩn người, nở nụ cười xinh đẹp. Sợ hãi sao, nếu như ngươi cầu xin ta, ta có thể tự mình ra mặt. Đặt Ngu Thiên Khải ở hỗn độn tử phủ. Như thế, ba ngày sau, người sẽ liền đối mặt với Ngu Thanh Giao. Ta là đang nghĩ, ta cần đặt cược như thế nào mới có thể xứng với thiên linh văn của Ngu Thiên Khải. Khương Phàm cười nhạt một tiếng, cáo từ rời khỏi. Đầu tiên chờ chút đã. Hướng Vãn Tình đứng dậy, dáng dấp yểu điệu đi đến phía Khương Phàm. Áo choàng màu đỏ tượng trưng cho thân phận đại tự tại điện ở trên thân thể cao gầy thon dài của nàng. Có loại phong tình mê người thật khác biệt. Đôi mắt đẹp lấp lánh, đôi môi mỏng hồng nhuận, chiếc lưỡi thơm tho đẹp đẽ ngẫu nhiên lướt qua hàm răng trắng tuyết, cảm giác mị hoặc câu hồn đoạt phách trực kích linh hồn, làm cho huyết mạch người ta căng phồng, hoảng hốt mê thần. Khương Phàm tranh thủ thời gian luyện hóa dược thảo, chống cự lại cái dụ hoặc đáng chết này. Mặc dù dược hiệu sinh mệnh cam lộ đã qua, nhưng toàn thân nữ tử này đều phát tán ra khí tức quyến rũ, so với sinh mệnh cam lộ đều mãnh liệt hơn. Ngươi tin tưởng ta không? Vấn đề nào? Chuyện của Vương quốc Hắc Ám, tạm được. Hướng Vãn Tình cúi người, tiến đến bên tai Khương Phàm. Khương Phàm ngửi thấy mùi hương dịu dàng mê người, thơm mà không ngán, thuần túy say lòng người, hắn không tự chủ được liền hít một hơi thật sâu, toàn thân đều nổi lên cơn sóng nhiệt, tinh thần dập dờn, hoa mắt thần mê, giống như nhấp một hớp rượu ngon năm xưa. Tuy nhiên hắn rất nhanh đã bừng tỉnh, nhấc chân muốn kéo dài khoảng cách. Hướng Vãn Tình lại khẽ mở đôi môi đỏ. Đừng đi Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Vì sao? Khương Phàm kinh ngạc quay đầu, suýt chút nữa đụng phải bờ môi mê người của Hướng Vãn Tình. Hắn cau chặt lông mày. Hướng điện chủ, cô không có coi ta là nam tử sao? Chẳng may thật sự xảy ra chuyện gì, cô cũng đừng hối hận. Hướng Vãn Tình khẽ giật mình, khanh khách cười khẽ, thân thể run run, trước ngực nở nang đều tạo nên đường cong mỹ diệu. Tiểu võ hầu của ta, có thể xảy ra chuyện gì? Khương Phàm kéo dài khoảng cách, bình tĩnh tinh thần, Nguyệt Hoa Thiên Bảo thế nào? Hướng Vãn Tình không trêu chọc hắn, trở lại trên giường êm, nghiêng người nằm xuống, tin ta, cũng đừng đi. Không tin liền đi qua nhìn. Khương Phàm rời khỏi đại tự tại điện, liên tiếp hít sâu mấy ngụm không khí trong lành, mới bình phục sự khô nóng trên toàn thân, hắn nhìn qua phương hướng Nguyệt Hoa Thiên Bảo, lông mày dần dần nhăn lại. Không thể đi. Nơi đó có vấn đề gì sao? Hắn còn đang mong đợi có thể thử thời vận ở nơi đó, tìm tới vài cọng dược liệu đặc thù. Nhưng, mặc dù Hướng Vãn Tình cho hắn một cảm giác khôn khéo nguy hiểm, nhưng hẳn là sẽ không hại hắn. Nếu đã nhắc nhở không thể đi, nơi đó khẳng định có bí mật. Khương Phàm yên lặng đứng một lát, quay đầu đi đến Hắc Ám thâm không, mãi cho đến khi ra tít nơi hẻo lánh ngoài rìa.
Nơi này xiềng xích vừa ít lại vừa mịn, ánh sáng ảm đạm, không nhìn thấy bóng người. Khương Phàm dò xét bốn chỗ, sau khi xác định không có ai liền phóng Lý Tịch đang mệt mỏi trong thanh đồng tiểu tháp ra. Nơi này là nơi nào? Lý Tịch tái nhợt sắc mặt, khí tức lộn xộn. Hắn chờ đợi trong lồng giam hắc ám hơn nửa năm, đã mắng mệt mỏi, cũng đã tuyệt vọng. Hắn thật không nghĩ tới, Khương Phàm sẽ nhốt hắn lâu như vậy, còn giống như là đã quên, một mực không để ý đến. Nơi này có mấy viên đan dược, bồi bổ huyết khí. Khương Phàm lấy ra mấy viên đan dược, ném ở dưới chân Lý Tịch. Ta đang hỏi ngươi, nơi này là nơi nào? Lý Tịch không có đụng tới đan dược, suy yếu lại cảnh giác nhìn hư không hắc ám. Ăn đan dược, ngươi sẽ biết. Khương Phàm dọc theo xiềng xích từ từ lui lại. Ngươi đi đâu? Lý Tịch rất cảnh giác. Chờ ở đây, sẽ có người đến tìm ngươi. Khương Phàm lui đến hơn 300 mét bên ngoài, hắc ám nơi này như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Lý Tịch cảnh giác lại bất an, nhìn hắc ám sau lưng, lại nhìn không gian thần bí xa xa. Số lượng lớn xiềng xích tráng kiện từ phía dưới trong bóng tối dọc theo người ra ngoài, mãi cho đến trên hắc ám phía cuối cùng, giống như từng thân cây tráng kiện, thần kỳ lại càng rung động. Ở giữa xiềng xích còn sâu chuỗi lấy càng nhiều địa tỏa liên tựa như là nhánh cây nở rộ. Từng tòa cung điện phong cách khác lạ phân tán ở các nơi, đều bị xiềng xích cố định. Nơi này tựa như một không gian trong mộng cảnh, để cho người ta hoảng hốt, không phân rõ hư ảo hay chân thực. Lý Tịch đứng một lát, mệt mỏi ngồi xuống. Lặp đi lặp lại nhìn đan dược một chút, liền cắn răng cầm lên nuốt vào, trước tiên bổ sung thể lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trên mặt Lý Tịch dần dần khôi phục chút huyết sắc, trạng thái tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Ngươi vẫn còn chứ, rốt cuộc ngươi để cho ta chờ ai? Trong bóng tối, Khương Phàm vẫn thờ ơ, chỉ là yên lặng nhìn hắn. Ta đã chờ đợi trong lồng giam bao lâu? Nửa năm, hay là một năm? Hoàng phủ gia tộc làm sao còn để cho ngươi còn sống? Khương Phàm, ta chẳng cần biết ngươi là ai, có mục đích gì, ta chỉ khuyên ngươi, Hoàng phủ gia là đệ nhất đại gia tộc cổ Hoa. Ngươi không thể trêu vào. Hoàng phủ gia vì bồi dưỡng ta nên đã xuất ra số lượng lớn linh bảo chân tàng, nếu như ta có chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Đến lúc đó ngươi không phải đơn giản là đền mạng như vậy, ngươi sẽ sống không bằng chết. Lý Tịch một bên ngắm nhìn không gian thần bí trước mặt, một bên cảnh cáo Khương Phàm. Nhưng, Khương Phàm nơi đó vẫn một mực không có hồi âm để hắn có chút ảo não, cũng có chút vô lực. Những lời này hắn đã nói ở trong thiết lao không biết bao nhiêu lần. Nếu như Khương Phàm thật sự có lo lắng, đã sớm mình ném ra. Nhưng, Hoàng Phủ Nguyệt Thiền đâu? Vì sao còn chưa tới cứu hắn? Lý Tịch dứt khoát ngồi trên xiềng xích, nhắm mắt minh tưởng. Nhưng, khi hắn tỉnh táo lại, khi hắn bắt đầu kích thích linh văn tu luyện, một cảm giác khác thường nổi lên trong lòng. Lý Tịch khẽ nhíu mày, mở to nhìn về không gian thần bí phía xa xa. Đây là cảm giác gì? Quen thuộc sao? Nơi đó có cái gì? Lý Tịch từ từ chống người lên, càng là cẩn thận cảm nhận, cảm giác khác thường kia càng mãnh liệt. Trái tim nhảy loạn lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, máu tươi toàn thân đều trở nên nóng hổi. Ý thức bắt đầu hỗn loạn, tựa như trong trí nhớ xuất hiện rất nhiều mảnh vỡ. Sau đó, khí hải Lý Tịch bắt đầu sao động, thiên dương kiếm văn khuấy động lên vô tận linh lực, khuấy động cả khí hải, trùng kích kinh mạch toàn thân. Khương Phàm, nơi này là nơi nào? Lý Tịch cao giọng quát hỏi, nhưng, để chính hắn đều ngoài ý muốn chính là, giọng của hắn vậy mà đã thay đổi. Trở nên lỗ mãng hơn, trở nên hùng hậu hơn, trở nên khàn khàn hơn. Khương Phàm yên lặng đứng ở trong bóng đêm, nhíu mày nhìn một màn này. Lý Tịch quái dị uốn éo người, đau đớn gào thét, hắn lảo đảo hai bước, đột nhiên quỳ gối trên xiềng xích, oa một tiếng, phun ra ngụm máu tươi. Ta làm sao vậy? Đây là nơi nào? Khương Phàm, ngươi cho ta ăn cái gì? Ngươi tên hèn hạ, hỗn đản, ngươi sẽ chỉ dùng loại thủ đoạn hạ lưu này thôi sao? Ta thật là khó chịu. Lý Tịch đau đớn nắm lấy ngực, toàn thân nóng hổi, giống như muốn bốc cháy lên. Ngay sau đó, toàn thân nổi lên nhiệt khí, mồ hôi ướt đẫm y phục. Đầu ngón tay hắn đang cứng ngắc, xương cốt tại căng cứng, thân thể giãy giụa. Tới đây. Khương Phàm khẽ nói. Nhìn phía vương quốc hắc ám, trên xiềng xích ở mấy ngàn mét bên ngoài, một thân ảnh gầy gò đi tới. Thân hình hắn cao gầy điêu luyện, mang trên mặt mang theo chiếc mặt nạ thép màu đen. Hắn chính là Lý Dần.
Giữa bọn hắn quả nhiên có liên hệ. Khương Phàm đưa Lý Tịch đi tới nơi này, chỉ là muốn xác định phải chăng giữa bọn hắn có phản ứng hay không, không nghĩ tới lại là đưa tới thật. Ngươi là ai? Lý Tịch ngẩng đầu, nhìn qua nam tử xa xa, thì thào khẽ nói. Ngươi là ai? Lý Dần đứng ở đằng xa, thể hiện sau mặt nạ vô cùng phức tạp. Hắn đang lúc bế quan tu luyện, không hiểu sao lại có cảm giác rất kỳ quái, thật giống như có thứ gì đó đang hấp dẫn hắn, có thứ gì đó đang triệu hoán hắn. Hắn lần theo cảm giác đi tới, càng là đi tới nơi này, thân thể phản ứng càng mãnh liệt. Trái tim tăng tốc, huyết dịch nóng hổi. Linh nguyên trong khí hải táo bạo lên, một loại đau đớn không cách nào nói rõ quét sạch toàn thân. Lý Tịch, Lý Dần, cách hơn 3.000 mét, nhìn về phía nhau. Lúc ánh mắt giao nhau, trong nháy mắt, trái tim của hai người đột nhiên lại mãnh liệt co rụt lại, trong trí nhớ dần hiện ra vô số mảnh vỡ xốc xếch. Ngay sau đó, Lý Tịch đau đớn gào thét, toàn thân kịch liệt nhúc nhích, huyết văn quỷ dị từ đầu khớp xương nổi lên, thẩm thấu huyết nhục, bò đầy làn da. Một khí tức huyết sát bỗng nhiên phóng thích. Lý Dần cũng lảo đảo mấy bước, quỳ trên mặt đất, đầu tiên là đau đớn rên rỉ, tiếp lấy bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt nạ rơi xuống, máu me đầy mặt, quỷ dị giống như là ác thú. Gương mặt Lý Tịch dữ tợn, phát ra thật lớn gào thét. Một tiếng nổ vang, hắn đạp động xiềng xích, giống như con dã thú lao đến Lý Dần. Thương thương thương, kiếm nguyên trùng kích khí hải, xuyên suốt linh văn. Kiếm khí mênh mông khuấy động mà ra, hóa thành lít nha lít nhít vòng xoáy, trải rộng vài trăm mét, giống như vô số trái tim đang cổ động. Từng chuôi kiếm sắc bén ở bên trong dâng lên muốn ra. Toàn thân Lý Dần cuồn cuộn liệt diễm, huyết nhục hài cốt kịch liệt nhúc nhích, hóa thành bất tử điểu màu vàng, lông vũ bao trùm toàn thân, kim quang nương theo kim viêm sôi trào, cường thế lao đến Lý Tịch. Oanh! Lý Tịch bay lên, trong lít nha lít nhít vòng xoáy đánh ra 500 thanh lợi kiếm. Tiếng tranh minh chói tai vang khuấy động lên kiếm khí như từng cơn sóng chiều, ngang nhiên lao đến Lý Dần. Lý Dần vỗ cánh phi nhanh, toàn thân tăng vọt ánh sáng, giống như là mặt trời lao mà tới. Một tiếng gáy to bén nhọn, trong liệt diễm vung ra hỏa vũ đầy trời, toàn diện bạo kích lợi kiếm. Ầm ầm, bạo tạc mãnh liệt xung chuyển thâm không, toàn bộ lợi kiếm và hỏa vũ vỡ nát, thế lực ngang nhau. Lý Tịch Lý Dần giết đến nhau, năng lượng đối diện chạm vào nhau. Bọn hắn dữ tợn, giống như dã thú, toàn thân đều bò đầy huyết văn quỷ dị, điên cuồng địa sát một chỗ. Giống như là kẻ thù sống còn. Không chết không thôi. Khương Phàm từ trong bóng tối đi tới, vẻ mặt nghiêm trọng. Vì sao lại thành như thế này? Linh hồn đan hoàng quấn chặt lấy linh hồn Khương Phàm, cũng kỳ quái chú ý chàng diện ngoài dữ liệu bên ngoài. Ầm ầm. Lý Tịch cuồng dã đại chiến, tấn công đến cực điểm. Thiên Dương kiếm văn giao phó hắn lực khống chế cường đại, lít nha lít nhít lợi kiếm liên miên xuất hiện, mỗi một chuôi đều điều khiển thông thuận như cánh tay. Lý Dần dương cánh bổ nhào, liệt diễm diễn biến thành các loại mãnh thú, tràn ngập đất trời trùng kích đến. Mặc dù phẩm cấp linh văn của Lý Tịch cao hơn, nhưng Lý Dần lại phong phú kinh nghiệm hơn, mà vô số lần huyết sát đã luyện thành tất cả kỹ thuật giết người. Cùng với bạo tạc mãnh liệt, hai người chật vật tách nhau ra, máu thịt be bét. Lý Tịch cuồng loạn gào thét, kiếm khí khuấy động, vòng xoáy lại nổi lên, 500 thanh lợi kiếm bắn tới, dưới sự khống chế của Thiên Dương kiếm văn, tất cả liên tiếp va chạm, giao hòa lẫn nhau. Mỗi một thanh lợi kiếm dung hợp, thế công đều cường đại hơn một phần, 500 thanh giao hòa, tạo nên 500 lần tăng cường, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh kiếm dài 10 mét, kiếm khí cuốn lên phong bạo kinh khủng, cường thế chém về phía Lý Dần. Lý Dần bay lên, liệt diễm cuồn cuộn. Mãnh thú màu vàng liên tiếp thành hình. Mãnh hổ, cự tượng, hỏa mãng, liệp lang, bạo hùng. 30 loại yêu thú, cuồng bạo thành hình. Kim quang sáng chói khắp người Lý Dần, cường thế khống chế yêu thú, diễn biến 3 loại bá thế quyền. Hống hống hống. Thú quyền bay lên mang theo khí tức vô địch bá liệt, ngang nhiên nghênh kích kiếm khí. Ầm ầm. Lợi kiếm sắc bén cường thế, đối diện bổ ra đường thú quyền đầu tiên, dẫn phát bạo tạc mãnh liệt. Ngay sau đó, lợi kiếm lại mãnh liệt bổ đường thứ hai, đường thứ ba. Thú quyền bạo tạc dung chuyển thâm không, nhưng không có hủy diệt lợi kiếm. Đây là áp chế của Đại Thừa Thánh Văn đối với Càn Nguyên Thánh Văn. Tiểu Quang Minh Thánh Thuật. Lý Tịch đột nhiên tăng vào tốc độ, cuồng xông về phía trước, tốc độ lợi kiếm cũng tăng lên gấp đôi trong nháy mắt. Phốc phốc. Lý Dần né tránh không kịp, bị lợi kiếm xuyên người,
khuấy lên một cái lỗ đáng sợ. Máu tươi dâng trào. Lý Tịch bay lên không mà tới, hai tay nắm lại, toàn thân phun trào kiếm khí bành trướng ngưng tụ thành lợi kiếm mới. Trong chớp mắt này, hắn đã một thể ba phần, lay động xuất ra từng tàn ảnh, từ ba góc độ lao đến Lý Dần. Kiếm thuật, vạn hoa đoạt mệnh. Đây là thánh pháp chấn tộc của Hoàng Phủ gia tộc, có thể lay động ra phân thân trong chớp mắt, bởi vì trong thân thể có bao nhiêu cái linh nguyên, cho nên phân thân đều có linh lực cường đại, khó phân biệt được thật giả. Thậm chí là không phân thật giả. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Lý Dần đau đớn tiếng gáy to, cùng với kim quang và liệt diễm mãnh liệt, ầm vang bạo tạc. Giống như là tự bạo, liệt diễm cuồn cuộn, huyết nhục văng tung tóe, không gian chấn động kinh người. Lý Tịch vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt bị bạo tạc bao phủ, phân thân vỡ nát, chân thân kêu thảm tung bay ra ngoài. Khuôn mặt Khương Phàm có chút động, kinh dị nhìn hai bóng người bị bạo tạc đánh ra. Một người đương nhiên là Lý Tịch, bị thương nặng. Một người thì là Lý Dần, vậy mà lại hoàn hảo không chút tổn hại. Ngay cả vết thương bị lợi kiếm xuyên qua trước đó cũng không còn nữa. Đây là bí thuật truyền thừa bất tử điều mà Lý Dần thức tỉnh ngoài ý muốn tại thời điểm thất trọng thiên, cửu dương thoát sinh thuật. Hắn có thể lắng đại huyết khí cùng linh lực đọng cường trong thân thể, tại gặp thời điểm nguy hiểm đến sinh tử sẽ cường thế phóng thích. Trong chớp mắt, huyết khí hồn lực đổ ra, trùng kích toàn thân, chữa trị thương thế, càng có thể cùng lúc phóng xuất ra uy lực cường đại giống như tự bạo. Loại bí thuật này ảo diệu ở chỗ, không chỉ là thoát thân, càng có thể tái sinh. Lý Dần trở lại đỉnh phong, vỗ cánh gáy to, lần nữa nhấc lên liệt diễm, ngưng tụ từng loại mãnh thú, phóng tới Lý Tịch. Thật mạnh! Khương Phàm thật bị thực lực của Lý Dần làm cho kinh ngạc, không hổ là cửu mệnh bất tử điều. Lý Tịch hỗn loạn ý thức, nhưng vẫn cuồng dã gào thét, không để ý đau đớn, lại lần nữa lao đến không trung. Kiếm khí giống như lưỡi kiếm thác nước, thanh thế kinh người. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, lưỡi kiếm cuồng kích, chém chết hỏa yêu. Lý Tịch tóc dài bay loạn, kiếm khí sôi trào không dứt, tiếp tục trùng kích bầu trời, cuồn cuộn kiếm sen lẫn thành lưới lớn, thanh thế cực kỳ to lớn, chém giết toàn bộ mãnh thú. Nhưng, sau khi liệt diễm tản ra, một màn kinh người đã đập vào mắt Lý Tịch. Lý Dần mượn nhờ thú quyền chặn đánh, phóng xuất ra sát chiêu đoạt mệnh. Hắn nâng hai cánh chỉ trời, liên tiếp gáy to, thanh âm chói tai nhức óc. Rất nhiều tinh lực từ toàn thân bốc hơi, hòa với liệt diễm hội tụ ở trên không, ngưng tụ thành một tay thanh kiếm màu vàng, khuấy động khí tức huyết sát kinh khủng. Đây là thánh pháp cường đại hắn thắng được từ trên lôi tràng của đại tự tại điện, sát sinh kiếm. Có thể cướp đoạt huyết khí toàn thân, kích phát tiềm lực thân thể, hình thành kiếm cương cường đại. Linh văn càng mạnh, huyết mạch càng mạnh, uy lực sát sinh kiếm lại càng mạnh. Tại thời điểm Lý Tịch bay lên, Lý Dần đã thành hình được sát sinh kiếm, một uy thế kinh người tràn ngập ra, trùng kích mảng lớn hắc ám hư không. Giết! Lý Dần phóng thích, kim kiếm tranh minh, liệt diễm sôi trào cuồn cuộn, xoay chuyển mãnh liệt, vạch ra đường cong đáng sợ, hung hăng chém về phía Lý Tịch. Lý Tịch cảm nhận được uy hiếp, lập tức thi triển tiểu quang minh thánh pháp để trốn tránh, nhưng sát sinh kiếm bị Lý Dần khống chế, một mực khóa chặt hắn lại. Lý Tịch liên tiếp xông ra hơn ngàn mét, đều không thể né tránh, hắn bỗng nhiên phanh lại, gào thét dữ tợn. Kiếm thuật, sát na phồn hoa. Một cơn chấn động nở rộ từ khí hải, quét sạch toàn thân. Nguồn gốc từ linh nguyên, đánh thẳng vào linh văn. Đây là một trong những thánh pháp chấn tộc của gia tộc Hoàng Phủ, có thể trong chớp mắt điều động tiềm lực toàn thân, kích phát ra kiếm ý cường đại thiên dương kiếm, còn có thể cộng minh cùng vật thể xung quanh. Nếu như thân ở rừng rậm, có thể khiến cho khí tức rừng rậm hội tụ. Nếu như thân ở sông núi, có thể khiến cho khí tức sơn hà hội tụ. Nếu như thân ở cửu thiên, có thể khiến cho khí tức thiên lôi hội tụ. Phóng thích trong nháy mắt, đổi lấy huy hoàng cực hạn trong nháy mắt. Nếu như hoàn cảnh đầy đủ đặc thù, một kiếm này, còn có thể giết ra uy lực cảnh giới cường đại siêu việt hơn. Lý Tịch nâng hai tay về phía trước, địa kiếm khí mãnh liệt hòa với hồn khí huyết khí, hội tụ tại hai tay, hóa thành một thanh lợi kiếm tráng kiện. Ông! Hư không chấn động, hắc ám vặn vẹo. Từng sợi khí tức hư, khí tức hắc ám không như có như không, xông về Lý Tịch, hội tụ tại lợi kiếm. Kiếm khí oanh minh, sát uy tăng vọt. Toàn thân Lý Tịch rạn nứt, máu cũng chảy ngang, nhưng dưới ý thức hỗn loạn kích thích, hắn không nhìn đến đau đớn, giống như nổi điên mà giết qua. Khương Phàm âm thầm kinh hãi, chân chính lĩnh hội được sự cường đại của Hoàng Phủ gia.
Nếu như lúc ấy không phải mình quả quyết xuất kích, cường thế săn giết Hoàng Phủ Chính Thiên, chiến cuộc thật đúng là có khả năng nổi lên ngoài ý muốn. Nhưng, thời điểm Lý Dần và Lý Tịch đang đụng chạm, vết nứt trên thân thể Lý Tịch đột nhiên mở rộng ra, máu thịt văng khắp nơi, tràng diện đều là máu. Lúc trước hắn đã bị thương nặng, mà giờ khắc này lại nổi điên phóng thích, vượt xa trình độ tiếp nhận của cơ thể. Dưới sự điên cuồng, hắn sẽ chỉ phóng thích, không có khống chế, cho nên. Vượt qua phụ tải, hắn nơi này yếu đi, khí thế đều nhận ảnh hưởng mạnh mẽ, lợi kiếm cũng bắt đầu lắc lư. Bành! Hai đạo lợi kiếm đại đối diện va chạm, dẫn phát ra tiếng bạo hưởng rung trời, hai loại kiếm khí hòa với các năng lượng phức tạp, ầm vang phóng thích, quét sạch Lý Dần cùng Lý Tịch. Hai người toàn thân run rẩy, toàn bộ phun máu tung bay. Lý Dần bay lên, huy động hai cánh khống chế lại thân thể. Mà toàn thân Lý Tịch đều đã be bét, sau khi bay ra mấy chục mét, hắn liền rơi xuống xiềng xích, xông về hư không. Ý thức của Lý Dần trở nên hỗn loạn, không để tâm tới đau đớn, hắn phát ra từng tiếng gáy to sắc nhọn, cường thế vồ giết tới. A! Lý Tịch gầm thét dữ tợn, trong ý thức tất cả đều là sát ý điên cuồng, muốn phản kích lần nữa, nhưng thương thế hắn quá nặng, thân thể đều không vững vàng được. Phốc phốc! Lý Dần giết tới, móng vuốt lớn như cái cối xay, tàn nhẫn đâm xuyên qua người Lý Tịch. A! Hai mắt Lý Tịch rỉ máu, căm tức nhìn Lý Dần, phát ra tiếng gào thét khàn giọng, toàn thân run rẩy kịch liệt, còn đang theo bản năng kích phát kiếm khí. Lý Dần cũng căm tức nhìn Lý Tịch, hai mắt sung huyết, mở miệng hét lớn. Sau đó, răng rắc, Lý Dần mở ra miệng rộng, hung hăng cắn đầu Lý Tịch, trong tiếng tạch tạch chói tai, cắn nát toàn bộ. Đột nhiên xuất hiện một màn như thế này để Khương Phàm ở nơi xa bỗng nhiên biến sắc. Lý Dần huy động hai cánh, móng vuốt ở rộng, đầu vặn vẹo, ở bên trong hư không hắc ám, ăn tươi nuốt sống Lý Tịch. Lý Tịch giãy giụa càng ngày càng suy yếu, cuối cùng không còn động tĩnh nữa. Khương Phàm lắc lư ánh mắt, khiếp sợ nhìn tình cảnh đẫm máu. Lý Dần ăn Lý Tịch. Gặp mặt liền nổi điên, mất lý trí đẩy đối phương vào chỗ chết. Sau đó, bên thắng nuốt sống kẻ bại. Đây là vô ý thức săn giết, đây là số mệnh của bọn hắn. Hai người thương ngộ, kẻ thắng làm vua. Giọng đan hoàng vang lên trong đầu Khương Phàm. Sắc mặt Khương Phàm cực kỳ khó coi, cái này hoàn toàn không giống những gì hắn mong muốn. Lý Dần, rốt cuộc ngươi là ai? Trên đời này, còn có bao nhiêu Lý Dần? Giọng đan hoàng lại vang lên. Ta có loại phỏng đoán đáng sợ, Lý Dần ăn Lý Tịch, không chỉ là ăn thân thể, còn có. Khương Phàm trầm giọng nói. Linh Văn. Sau khi Lý Dần tàn nhẫn ăn sống, lùi về hình người, hôn mê ở trong hư không. Khương Phàm ôm hắn đến trên xiềng xích, cẩn thận quan sát. Khắp người Lý Dần đều là đường vân tinh hồng, đang ngọ nguậy một cách quỷ dị, giống như đang hấp thu khí tức huyết nhục Lý Tịch. Linh Văn lấp lóe lúc sáng lúc tối, đường vân tượng trưng cho bất tử điểu đang, khuếch tán, một đường kiếm văn hoàn toàn mới đang hiển hiện. Gương mặt và cơ bắp của Lý Dần cũng đang vặn vẹo lay động, khi thì toát ra vẻ mặt tà ác, khi thì toát ra bộ dáng cao ngạo, khi thì lại khôi phục lãnh tuấn, giống như là linh hồn hai người đang dung hợp. Ai? Đan Hoàng than nhẹ. Đây không phải vũ khí. Đây là người, người sống sờ sờ. Sư phụ, rất có thể Lý Dần là con rối. Khương Phàm khẽ nói, thể hiện vô cùng nghiêm trọng. Phải, có người thả ra con rối, phục chế linh văn người khác, phục chế vận mệnh của người khác. Chờ đến ngày nào đó trong tương lai, sau khi đám con rối thành thục, hắn sẽ xuất hiện, mang bọn hắn đi, dung hợp bọn hắn. Nếu như giữa con rối gặp nhau ngoài ý muốn, sẽ thông qua phương thức chém giết, quyết định ra thắng bại, bên thắng thôn phệ kẻ yếu, cùng hưởng linh văn cùng vận mệnh của nhau, sau đó tiếp tục chờ đợi chủ nhân. Săn mồi, Khương Phàm chậm rãi lắc đầu, thanh âm trầm thấp. Trong trí nhớ của kiếp trước của ta không có linh văn như thế này, cũng không có sinh linh tà ác như thế này. Đan Hoàng than nhẹ. Thời đại kia của chúng ta, cũng không có. Khương Phàm cùng Đan Hoàng đều khó mà tin được, đây là huyết mạch gì, hay là bí thuật đặc thù gì? Là ai thả ra con rối? Có thể lấy phương thức như vậy, ăn thịt linh văn thiên hạ. Bọn hắn thậm chí còn có dự cảm với nhau, rất có thể số lượng con rối so với bọn hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Ta là nên giữ hắn lại, hay là nên giết hắn? Khương Phàm mang theo vẻ mặt phức tạp nhìn Lý Dần đang hôn mê bất tỉnh. Nếu như Lý Dần biết mình là con rối, là vật chứa mà người khác dùng để thu thập linh văn, phục chế vận mệnh, hắn sẽ có đau đớn cỡ nào?
Nếu như Lý Dần biết mình bỏ ra tất cả cố gắng, trải qua hết thảy mọi thứ, cuối cùng đều là vì chuẩn bị làm hiến tế, hắn sẽ tuyệt vọng đến cỡ nào? Đan Hoàng trầm mặc, cho không ra đề nghị. Giết hắn, không đành lòng. Không giết hắn, hắn còn sống chính là một bi kịch. Càng cố gắng, càng thật đáng buồn. Càng sung sướng, càng bi thương. Khương Phàm triệu ra tàn đao, đặt xuống trên cổ Lý Dần. Huyết văn trên cơ thể Lý Dần đang bình tĩnh, biểu hiện cũng khôi phục lãnh tuấn như bình thường. Dung hợp cơ bản đã kết thúc. Linh văn trên trán vẫn là bất tử điểu màu vàng, nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện sâu trong thú văn còn có một cái kiếm văn đang lóe lên. Khương Phàm dùng sức nắm tàn đao, vẻ mặt căng thẳng, làm sao cũng đều không thể xuống đao. Đan Hoàng không tiếp tục tỏ thái độ, giết, có lẽ là phương thức xử lý tốt nhất. Đối với Khương Phàm tốt, đối với Lý Dần cũng tốt. Nhưng, nỡ lòng nào? Khương Phàm trần chờ thật lâu, khẽ than thở một tiếng, thu hồi tàn đao. Thiên hạ này không có vận mệnh cố định, cho dù có, ta sẽ cùng hắn chống lại tất cả. Ta tin tưởng ta có năng lực kia, ta cũng sẽ ta tận hết khả năng, để cho ta có năng lực kia. Dù là, tên hỗn đản kia cuối cùng cũng ăn hắn, ta cũng có thể để hắn sống mà đào ra. Ai bảo ta cùng hắn, gặp nhau một trận, lại làm sư đồ. Khương Phàm khôi phục lại bình tĩnh, đưa ra quyết định của mình. Làm con rối là số mệnh của Lý Dần. Nhưng gặp được hắn, cũng là số mệnh của Lý Dần. Hắn sẽ bồi tiếp Lý Dần, cải ý trời để thay đổi vận mệnh. Ngày thứ hai, Lý Dần mới từ trong hôn mê thức tỉnh lại. Sư phụ! Lý Dần sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian chống người lên. Tỉnh rồi sao? Khương Phàm ngồi trên xiềng xích, vuốt vuốt bình ngọc trong tay. Làm sao ngài lại ở đây? Ta làm sao? Lý Dần không hiểu gì mà nhìn xung quanh, không nhớ gì cả. Ta nhớ ta đang tu luyện, sau đó liền có cảm giác quen thuộc không hiểu nổi, giống như có thứ gì đó đang triệu hoán ta. Sau đó thì sao? Sau đó, Lý Dần cố gắng nghĩ lại, nhưng cũng đều không nhớ cái gì cả. Trí nhớ có thêm được thứ gì hay không? Không có. Điều tra thêm linh nguyên của ngươi, linh nguyên của ta. Lý Dần định thần dò xét, thể hiện lập tức đặc sắc. Làm sao lại có thêm ba thanh kiếm? Đây là cái gì? Vũ khí sao? Hay là linh nguyên? Mà khí hải lại còn phát triển nhiều gấp đôi so với trước đó. Khương Phàm nhắc nhở. Lại cảm nhận ý thức một chút. Ý thức. Gương mặt Lý Dần lại lần nữa có phản ứng. Ý thức đã khai phách thành ý thức hải. Mình mông lại sáng tỏ. Cảm giác thần thức cả người đều cường đại. Trong thức hải còn có số lượng lớn lợi kiếm đang lơ lửng. Không chỉ có số lượng khổng lồ, mà còn vô cùng sắc bén. Ta đây là thế nào? Lý Dần lập tức kích phát linh lực. Một trận liệt diễm phóng lên tận trời, nóng bỏng mãnh liệt, đỉnh đầu hóa thành bất tử điểu hoa lệ, dương cánh gáy to, tràn ngập hung uy khiếp người. Lý Dần kích thích lợi kiếm ở khí hải, lợi kiếm lập tức dâng lên địa kiếm khí, cuốn qua kinh mạch toàn thân, trùng kích trên trán. Kiếm văn như ẩn như hiện lập tức rõ ràng. Trong chớp mắt, kiếm khí khuấy động, trùng kích liệt diễm tăng vọt, nóng hổi lại sắc bén. Toàn thân bất tử điều hiện ra rất nhiều vòng xoáy, trong vòng xoáy lại có kiếm khí dâng lên, hỏa kiếm sắc bén như ẩn như hiện. Lý Dần khiếp sợ nhìn hỏa điều ở trên cao. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sao ta lại có thêm linh nguyên? Mà, uy thế hỏa điều rõ ràng đã mạnh hơn, thật giống như linh văn đã biến đổi đến mới vấn đề. Người đều không nhớ rõ cái gì cả. Khương Phàm cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ chỉ dung hợp linh văn, không dung hợp ký ức cùng linh hồn? Ta giống như, Lý Dần tản linh lực ra, đột nhiên cảm giác trong trí nhớ của mình có cái gì đó, nhưng lại bắt không được. Giống như cái gì? Cảm giác không nói ra được. Lý Dần cảm thấy mình như đang nằm mơ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi vừa dung hợp, ý thức bản thân còn quá mạnh, qua mấy ngày nữa tỉnh táo lại, khả năng những ký ức kia liền sẽ từ từ thẩm thấu ra. Ký ức gì? Qua mấy ngày liền hiểu. Khương Phàm ném cho Lý Dần hai cái hộp gấm. Một viên là cửu chuyển linh nguyên đan, tăng cường linh văn, thời điểm đột phá linh hồn cảnh hãy dùng. Một viên là đan dược chuẩn thánh phẩm, thái sơ mệnh hồn đan, ổn định cảnh giới linh hồn cảnh về sau, dùng cái này có thể kích phát lực lượng huyết mạch, trợ giúp ngươi trưởng thành. Sư phụ, cái này quá quý giá. Lý Dần tranh thủ thời gian đẩy trở về cho Khương Phàm. Nhận lấy, đây là chuẩn bị cho ngươi. Khương Phàm kín đáo đưa hộp gấm qua cho Lý Dần. Thái sơ mệnh hồn đan vốn dự định giữ lại cho mình dùng,
nhưng cân nhắc đến tình huống của Lý Dần, vẫn nên giao cho hắn đi. Vậy ta, Lý Dần do dự một chút, sau đó lại thu vào nhẫn không gian, hành lễ thật sâu đối với Khương Phàm. Khương Phàm, ta còn đang tính tìm tới ngươi. Ngươi biết có bao nhiêu người đang tìm ngươi không? Ngươi biết mình ở bên ngoài sẽ có rất nhiều nguy hiểm hay không? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã gặp bất trắc. Lâm Nam tìm tới Khương Phàm, nhịn không được mà chế nhạo một trận. Khương Phàm nói, Lâm sư tỷ đừng khẩn trương như vậy. Ta khởi xướng ước chiến chính là cho bọn hắn một cơ hội quang minh chính đại giết chết ta, trước lúc này bọn hắn là sẽ không ra tay. Người muốn giết ngươi cũng không chỉ có Hỗn Độn Tử Phủ, mau cùng ta về Thánh Điện. Lâm Nam kỳ quái nhìn Lý Dần. Các ngươi biết nhau sao? Khương Phàm vỗ nhẹ Lý Dần. Đi đến Ôn Tuyền Tiên Cảnh đợi ta, ổn định lại tinh thần, cảm nhận tình huống thân thể. Đánh xong lôi đài, ta đi tìm ngươi. Lý Dần từ biệt Khương Phàm, dọc theo xiềng xích đi đến Vương quốc Hắc Ám. Đừng nói với ta, các ngươi đã sớm biết nhau. Biểu hiện Lâm Nam rất quái dị. Trong khoảng thời gian này một trong những tân tú bắt mắt nhất Vương quốc Hắc Ám, chính là Lý Dần này. Thay ta giữ bí mật. Thật là biết nhau sao? Lâm Nam lắc đầu liền kéo Khương Phàm đi. Mọi người đang tìm ngươi đều tìm đến điên rồi. Ngươi cũng thật là, về Vương quốc Hắc Ám sao không chào hỏi trước, trở về cũng không đến trong điện báo, chúng ta đều là nghe được tin tức, mới biết được ngươi đã trở về. Khương Phàm dở khóc dở cười. Ta cũng không phải hài tử. Ta nhắc nhở ngươi trước, sư phụ ta rất tức giận. Xảy ra chuyện gì? Ngươi nói xem đã xảy ra chuyện gì? Chuyện hài tử sao? Ha ha, đùa giỡn thôi, ta cũng không có tâm tư sinh hài tử. Ngươi đây là đang đùa sao? Ngươi biết mặt mũi đối với hoàng tộc mà nói quan trọng bao nhiêu không? Ngươi nói thì cứ nói đi, nói xong lại còn đi khiêu chiến Hỗn Độn Tử Phủ. Hơn một năm nay bọn hắn đều hận không thể kéo ngươi tới trên đài diễn võ. Vậy mà ngươi lại tự đưa mình lên tới cửa. Lâm Nam thực sự không nhịn được nữa, đúng là quá hổ nháo, hoàn toàn không để ý đến hậu quả. Tỷ lo lắng Ngô Thiên Khải sẽ đến. Làm sao ngươi biết Ngô Thiên Khải? Ta đi đại tự tại điện thỉnh giáo, tựa như có thể so với huyết mạch thiên văn. Ta không biết, nhưng sư phụ biết. Huyết mạch truyền thừa của Hỗn Độn Tử Phủ chia làm 3 giai đoạn, đoạn đầu tiên là truyền thừa bình thường, đoạn thứ hai là truyền thừa thánh phẩm. Đoạn thứ ba chính là truyền thừa thiên phẩm. Ngô Thiên Khải chính là truyền thừa thiên phẩm, mà là huyết mạch. Để ta giải thích cho ngươi một khái niệm, Hỗn Độn Tử Phủ sở dĩ gọi là Hỗn Độn Tử Phủ, là bởi vì bọn hắn có huyết mạch hỗn độn. Huyết mạch thiên phẩm, chính là huyết mạch hỗn độn. Lâm Nam trước đó còn tưởng rằng mạnh nhất Hỗn Độn Tử Phủ là Ngô Kình Thương, bây giờ mới biết còn có người mạnh hơn, ở nơi đó, người có thể so sánh với Ngô Kình Thương còn có hai kẻ khác, đồng thời còn có người còn mạnh hơn. Ngay cả thời điểm sư phụ nàng nhắc đến Ngô Thiên Khải cũng đều vô cùng lo lắng. Nếu như Hỗn Độn Tử Phủ thật sự phái Ngô Thiên Khải tới, Khương Phàm chắc chắn sẽ thua không nghi ngờ được. Ta rất chờ mong hắn có thể tới. Ngươi điên rồi, ngươi coi đây là luận bàn sao, nếu như hắn đến thật, chính là muốn phế bỏ ngươi. Hàn Ngạo đâu? Đừng nói sang chuyện khác, ngươi biết sư phụ sốt ruột đến cỡ nào không? Các ngươi thành công mở ra Đại Hoang Tù Thiên Trận. Trở thành hy vọng của thánh địa, nếu như ngươi ở Vương quốc Hắc Ám xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sư phụ chính là tội nhân của thánh địa. Sư tỷ ơi sư tỷ, tỷ không thể có chút lòng tin đối với ta sao? Đó là huyết mạch thiên phẩm, là huyết mạch hỗn độn, ngươi bảo ta làm sao có thể có lòng tin đối với ngươi đây? Lâm Túc lão có ý là giam giữ ngươi. Lâm Nam vừa dứt lời, Khương Phàm quay đầu liền chạy. Uy, Khương Phàm. Lâm Nam khẽ giật mình, vội vàng đuổi theo. Khi Lý Dần đuổi tới, Ôn Tuyền Tiên Cảnh, Khương Phàm cũng đã sớm đến, hắn nhanh chóng giao tinh tệ, né vào trong. Một người phụ nữ xinh đẹp đứng ở phía trước, trên mặt mang theo nụ cười ngăn cản Lâm Nam đang đuổi tới, tiến vào Ôn Tuyền Tiên Cảnh sẽ được chúng ta bảo hộ. Lâm cô nương, còn xin tôn trọng quy củ của chúng ta. Khương Phàm, người đi ra cho ta, chúng ta đều muốn tốt cho ngươi. Nếu như Ngô Thiên Khải thật tới. Ngươi sẽ liền phế đi. Ngươi không thể để người khác bớt lo hơn một chút sao? Lâm Nam vừa vội lại giận, lại bị ngăn cản không vào được. Nguyệt Hoa Thiên bảo. Khương Phàm chạy tới chỗ nào rồi? Đông Hoàng Thánh Kiệt kinh ngạc nhìn trưởng lão đến đây bẩm báo. Vị trưởng lão kia cười khổ lắc đầu. Khương Phàm sau khi từ rời khỏi đại tự tại điện liền biến mất, vô hồi thánh địa đến tìm kiếm, cuối cùng ngăn chặn hắn tại hư không,
kết quả hắn nhanh chân chạy đến ôn tuyển tiên cảnh. Vì sao? Vì chuyện khiêu chiến hỗn độn tử phủ, hình như Vô Hồi Thánh Địa vô cùng phản đối, Lâm Thiên Lộc tự mình đến ôn tuyển tiên cảnh đòi người, còn phái người đi hỗn độn tử phủ. Xem ra bọn hắn một mặt là cố hết sức ngăn cản tranh tài, một mặt là muốn tránh miễn cho hỗn độn tử phủ đưa Ngô Thiên Khải vào. Lão gia hỏa này đều tự mình ra mặt ngăn cản, hiếm có thật. Đông Hoàng Thánh Kiệt tọa trấn vương quốc hắc ám nhiều năm như vậy, đây còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thiên Lộc gấp gáp như vậy. Ta cảm thấy lấy bên trong có chút kỳ quặc, phản đối thì phản đối, nhưng biểu hiện của bọn hắn có chút quá mức. Bọn hắn sợ Ngô Thiên Khải phế bỏ Khương Phàm. Đông Hoàng Thánh Kiệt phất tay, ra hiệu trưởng lão lui xuống dưới. Phía trước cửa sổ rộng lớn, một nam tử đứng chắp tay, thân mặc áo lông cừu, mang theo mặt nạ, ngay cả khí tức đều thu lại. Chợt nhìn, cảm giác rất bình thường. Nhưng các loại trưởng lão rời khỏi, sau khi cửa phòng đóng lại, là cung chủ Thiên Cung thứ 9 nhưng Đông Hoàng Thánh Kiệt lại thi lễ một cái với nam tử. Chúng ta có chút liên hệ với ôn tuyển tiên cảnh, nếu như ngài muốn gặp Khương Phàm, ta có thể an bài. Nam tử thản nhiên khẽ nói. Thiên hồ của đại tự tại điện kia đã tiếp cận nơi này, ta vẫn nên ít đi lại cho thỏa đáng. Đông Hoàng Thánh Kiệt nói. Vậy thì chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta muốn mang theo Khương Phàm tới nơi này. Chỉ là, nếu hỗn độn tử phủ thật sự điều Ngô Thiên Khải tới, Khương Phàm có thể sẽ giữ nhiều lành ít. Nam tử nói. Thời điểm Khương Phàm rời khỏi cổ hoa, vẫn là linh hồn cảnh nhất trọng thiên. Đúng. Trong nửa năm ngắn ngủi. Vậy mà hắn lại có thể liên tục vượt qua hai trọng thiên. Cảnh giới tăng lên quá nhanh, căn cơ dễ dàng bất ổn, cái này chưa chắc là chuyện tốt. Cũng có thể là hắn đã đạt được đại cơ duyên. Nếu như Khương Phàm đã tới, còn xin chỉ rõ, rốt cuộc chúng ta phải quan sát hắn cái gì, lại muốn từ trên người hắn biết cái gì. Đông Hoàng Thánh Kiệt thật sự rất hiếu kỳ, rốt cuộc tên Khương Phàm này có bí mật gì, đáng để phó giáo chủ tự mình giáng lâm. Trước đó hoài nghi Thái Cổ Thông Thiên Tháp, về sau lại liên tưởng đến cây lông vũ thần bí kia, sau đó lại cảm giác là linh văn của Khương Phàm. Cho đến khi đại tự tại điện nơi đó tập trung vào bọn hắn, để hắn càng thêm hoài nghi trong này càng có bí mật lớn hơn. Thời điểm nên biết, ngươi sẽ biết, tuy nhiên đến lúc đó. Nam tử nhìn qua ngoài cửa sổ, lắc đầu, nói, thời gian Khương Phàm cùng hỗn độn tử phủ luận võ là lúc nào? Ngày kia, Đông Hoàng Thánh Kiệt rất bất đắc dĩ. Là không nguyện ý đề cập với hắn, hay là cung chủ mình đây không có tư cách để hiểu rõ. Ta sẽ tách rời một sợi hồn niệm, ngươi mang theo trên người, ta muốn nhìn hắn luận võ. Nam tử là phó giáo chủ Cửu Thiên Thần Giáo, Đông Hoàng Hoa Thanh. Mặc dù hắn là phụng mệnh tới điều tra, nhưng mệnh lệnh đến từ giáo chủ cũng vô cùng mơ hồ. Thậm chí hắn còn hoài nghi, ngay cả chỉ lệnh mà giáo chủ lấy được cũng đều không rõ ràng. Bọn hắn đang ngờ vực vô căn cứ về thân phận Khương Phàm. Càng đang suy nghĩ đến thái độ đối đãi Khương Phàm. Cho nên, Đông Hoàng Hoa Thanh muốn tận mắt nhìn Khương Phàm, tốt nhất là có thể trực tiếp tiếp xúc, giao lưu, điều tra. Đại tự tại điện thứ 5, tầng thứ 3, diễn võ trường đầu tiên. Thời gian ước định còn chưa tới, diễn võ trường đã kín hết chỗ. Vô Hồi Thánh Địa còn đang ở ôn tuyển tiên cảnh ngăn cản Khương Phàm, hôm nay hắn có thể tới không? Có thể, đại tự tại điện đã cho người đi tiếp. Hình như là phó điện chủ Hướng Vãn Tình tự mình đi. Ha ha, vị tiểu võ hầu này có cá tính thật. Các ngươi không cảm thấy cảnh giới của Khương Phàm tăng lên quá không tìm thường sao? Lúc thi đấu khiêu chiến võ hầu, Khương Phàm vẫn là thất trọng thiên, bây giờ đã là linh hồn cảnh tam trọng thiên. Hơn một năm, quả thực là kỳ tích, hắn là mỗi ngày ăn đan dược, ngâm linh tuyển sao? Rốt cuộc là hắn đột phá bình thường, hay là uống thuốc? Tất cả có thể nhìn ra ngay trên thi đấu khiêu chiến hôm nay. Hỗn độn tử phủ sẽ phái ai tới? Bây giờ Ngô Kình Thương đã không phải đối thủ của Khương Phàm nữa rồi. Hỗn độn tử phủ ở bên ngoài chính là hoàng tộc, không chỉ có một thiên tài như Ngô Kình Thương. Mấy vạn người trò chuyện với nhau trên diễn võ trường, nhiệt tình tăng vọt, nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn đang đợi Khương Phàm, mà trong sương phòng tại diễn võ trường, các thế lực khắp nơi chính là đang chờ đợi Ngô Thiên Khải của hỗn độn tử phủ. Nếu như hỗn độn tử phủ phái Ngô Thiên Khải tới, nhất định Khương Phàm sẽ phải thua. Ta chỉ chờ mong Khương Phàm có thể bước ra được thực lực thật sự của Ngô Thiên Khải, để cho ta nhìn xem huyết mạch hỗn độn của người mạnh nhất tử phủ này đã kích phát tới trình độ nào. Cảnh giới của Khương Phàm tăng lên quá nhanh, chỉ sợ có cưỡng ép tăng lên.
Nếu như là như thế, đại tiểu thư hỗn độn tử phủ, Ngô Thanh Giao đã có thể ngăn chặn Khương Phàm được. Vương quốc hắc ám phức tạp, cất giấu quá nhiều con mắt của các thế lực, ta thấy hỗn độn tử phủ chưa hẳn chịu đưa Ngô Thiên Khải tới, công khai biểu hiện ra. Ta ngược lại thật sự đang chờ mong Ngô Thiên Khải có thể tới. Huyết mạch của hỗn độn tử phủ là tính trưởng thành, không giống như Linh Văn nhận hạn chế khắc nghiệt, những người mạnh nhất lúc trước đều là thức tỉnh huyết mạch thánh phẩm, sau đó từ từ thăng hoa đến vấn đề cao hơn. Rất ít thức tỉnh thiên phẩm, thiên phú này biểu thị cho tương lai càng cao hơn, càng kinh khủng hơn. Đáng tiếc, hắn là huyết mạch chi thứ. Nếu như Ngô Kình Thương và Ngô Bá Khoan có thể thực hiện thăng hoa huyết mạch trước 30 tuổi, Ngô Thiên Khải coi như mạnh hơn, cũng chỉ có thể làm hộ giả của hỗn độn tử phủ. Nếu như bọn hắn không làm được, Ngô Thiên Khải sẽ được khâm định là tộc trưởng mới của hỗn độn tử phủ. Lúc này, cửa điện ầm ầm mở ra, Khương Phàm đi đến diễn võ trường, dọc theo hành lang trực tiếp đi đến diễn võ trường. Hàn Ngạo, Lâm Nam và các đệ tử đi theo ở phía sau hắn, mà bọn người Lâm Thiên Lộc thì đi đến sương phòng. Khương Phàm, cơ hội cuối cùng, hãy suy nghĩ một chút. Chúng ta không phải sợ ngươi thua, là ngươi thua không nổi. Lâm Nam còn đang kiên trì. Hàn Ngạo đã bỏ đi. Khương Phàm ngươi yên tâm đi thôi, không cần lo lắng hậu sự. Dạ An Nhiên các nàng xinh đẹp như vậy, lại rất trẻ trung, rất nhanh sẽ tìm được người thích hợp. Sao cả ngươi cũng không đứng đắn? Lâm Nam bất đắc dĩ, liếc nhìn hắn một cái. Khương Phàm ngồi trên đài diễn võ, minh tưởng điều dưỡng, chờ mong lại có chút khẩn trương. Hắn biết rõ chênh lệch giữa thánh phẩm và thiên phẩm, so với chênh lệch ở giữa lục phẩm và thánh phẩm còn lớn hơn nữa. Có được thiên phẩm, mang ý nghĩa tương lai có thể chân chính siêu phàm nhập thánh, trưởng thành đến thánh nhân. Người như vậy từ khi bắt đầu trưởng thành đã không giống bình thường, dính đến các mặt. Nhưng thật ra Khương Phàm rất muốn thử một chút, bây giờ chênh lệch giữa hắn và thiên phẩm là còn có bao nhiêu, càng muốn thử cực hạn một chút, mình có thể khiêu chiến thiên phẩm hay không. Trận chiến này đối với hắn mà nói thật đúng là trận đánh cược. Nhưng trận chiến này đối với giai đoạn của hắn bây giờ mà nói là bắt buộc phải làm. Cảnh giới của hắn rất ổn. Trong sương phòng, rất nhiều người định thần dò xét Khương Phàm. Hắn thật sự là linh hồn cảnh tam trọng thiên rồi. Trong sương phòng của Chí Tôn Kim Thành, sắc mặt của Hứa Như Lai rất khó coi. Đã từng là đối thủ, hắn khó mà tin được, càng khó có thể tiếp nhận hơn. Hơn một năm, giữa bọn hắn lại có cách biệt một trời, bây giờ hắn ngay cả tư cách khiêu chiến cũng không có. Đúng là tam trọng thiên. Người phụ trách Chí Tôn Kim Thành tại Vương quốc Hắc Ám, Hứa Vĩnh Thọ cũng đích thân tới, hắn là đến dò xét tình huống của Khương Phàm. Cũng là đến chờ đợi Ngô Thiên Khải. Ngô Thiên Khải là huyết mạch thiên phẩm của hỗn độn tử phủ, từ lúc bắt đầu đã là mục tiêu điều tra trọng điểm của Chí Tôn Kim Thành bọn hắn. Chỉ là Ngô Thiên Khải nấp rất kỹ, bọn hắn vẫn luôn không có được cơ hội. Không nghĩ tới, hôm nay lại có hy vọng nhìn thấy ở chỗ này. Nếu như có thiếu chủ Kim Thành của bọn hắn ở đây thì tốt, vừa vặn cùng một chỗ nhìn. Đáng tiếc thiếu chủ của bọn hắn đã đến Đại Dương lịch luyện, một thời gian sẽ không về được. Hắn chính là Khương Phàm. Đông Hoàng Thánh Kiệt nâng một cái hộp gấm, giới thiệu với sợi hồn niệm bên trong kia. Khương Phàm. Trong hộp gấm truyền ra thanh âm sâu kín, hồn niệm yếu ớt lại khuấy động uy thế kinh khủng, không một tiếng động, dò xét trên Khương Phàm lôi đài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hỗn độn tử phủ chậm chạp chưa tới. Rất nhiều người đã bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, cũng có người càng chờ mong, bởi vì hỗn độn tử phủ rất coi trọng trận đấu này. Nguyên nhân đến trễ chỉ có một, chính là bọn hắn đang chờ người, chờ cường giả thật sự trở về. Ròng rã sau 5 tiếng, cửa điện đóng chặt đã được mở ra, một khí thế bức người giống như luồng không khí lạnh quét sạch đại điện. Diễn võ trường náo nhiệt nhanh chóng an tĩnh, mấy vạn đôi mắt nhanh chóng đồng loạt nhìn sang. Bên ngoài cửa điện, tụ tập mấy trăm vị cường giả tử phủ, toàn bộ đều là truyền nhân có được huyết mạch tử phủ. Làn da màu tím, cơ thể cao từ 3 đến 5 mét. Vô cùng khoa trương, còn có hai mắt lạnh lẽo, mang đến áp bách cho toàn trường. Trên đài cao gần cửa điện, vô số người câm như hến, cũng không dám thở mạnh. Nhiều người như vậy, toàn bộ đại tân sinh của hỗn độn tử phủ đều có mặt sao? Trận chiến này có chút lớn nha. Ngô Kình Thương, hắn cũng tới. Các tầng trên khán đài, mọi người liên tiếp đứng dậy, đưa cổ nhìn ra xa. Khương Phàm, hơn 270 vị truyền nhân tử phủ. Toàn bộ đều lạnh nhạt khóa chặt Khương Phàm ở trên lôi đài, dùng sức nắm chặt nắm đấm, sải bước đi đến.
Diễn võ trường tiếp tục an tĩnh, thể hiện của mọi người đều đặc sắc lại quái dị. Nhìn điệu bộ này hỗn độn tử phủ là tức giận thật rồi, Khương Phàm chơi lớn rồi. T. Hàn Ngạo hít một ngụm khí lạnh, tranh thủ thời gian quay đầu nói với Khương Phàm ở trên lôi đài, tranh thủ thời gian chọn đi, muốn mạng vẫn là phải có mặt mũi. Lập di chúc, hay là chạy? Khương Phàm tỉnh lại, ánh mắt lợi hại băn khoăn một vòng trong hơn 200, người khổng lồ, đằng đằng sát khí, rơi vào trên thân nam tử cao lớn nhất, uy mãnh nhất trong đó. Nam tử cao gần 5 mét, đè ép xung quanh rất nhiều người một cái đầu, da thịt màu tím lóe ra kim mân sáng tỏ chói mắt, một đôi mắt lạnh như hàn tinh. Bộ ngực rộng rãi, cánh tay trắng kiệt, toàn thân tản ra cảm giác kinh khủng, như vương giả trời sinh, tràn ngập uy thế khiếp người. Ngô Thiên Khải. Hỗn độn tử phủ quả nhiên hắn phái tới. Trong sương phòng, các đại biểu của thế lực ở khắp nơi đều đứng dậy toàn bộ, ánh mắt tập trung vào người khổng lồ hùng tráng cao 5 mét kia. Không sai, đó chính là huyết mạch mạnh nhất trong đại tân sinh hỗn độn tử phủ, Ngô Thiên Khải. Huyết mạch thiên phẩm, mang ý nghĩa là huyết mạch hỗn độn. Phế hắn đi, bất luận hậu quả gì, hỗn độn tử phủ chúng ta đều gánh chịu nổi. Ngô Chính Hùng nhắc nhở. Sau đó mang theo một số tộc nhân đi đến xương phòng, tự mình tọa chấn. Hơn 200 truyền nhân toàn bộ đều đi đến một bên ở bên cạnh lôi đài, đám người ở đó nhanh chóng lui lại, tự phát chống đi mảng lớn chỗ ngồi. Ba vị người khổng lồ hơn 4 mét ngồi ở phía trước nhất, theo thứ tự là đại công tử hỗn độn tử phủ, Ngô Bá Khoan, đại tiểu thư Ngô Thanh Giao, còn có ngũ công tử Ngô Kình Thương. Bọn hắn đều là tử đệ trực hệ, huyết mạch lại cường đại, có địa vị siêu phàm tại hỗn độn tử phủ. Nhất là Ngô Bá Khoan cùng Ngô Kình Thương, nếu như ai có thể thức tỉnh huyết mạch hỗn độn, sẽ thành chủ nhân tương lai của hoàng tộc, khống chế lĩnh vực một phương. Ngươi chính là võ hầu của vương quốc Hắc Ám, Khương Phàm. Ngô Thiên Khải đi đến lôi đài, uy mãnh hùng vĩ, bước chân nặng nề, hai mắt như hàn tinh tập trung vào Khương Phàm. Ngươi chính là Ngô Thiên Khải, huyết mạch thiên phẩm trong đại tân sinh hỗn độn tử phủ. Khương Phàm đứng dậy, giằng co với Ngô Thiên Khải. Hắn thực sự cảm nhận được áp bách, một loại áp bách đập vào mặt, thẩm thấu vào cả linh hồn. Nhưng áp bách mãnh liệt cũng kích thích huyết mạch của hắn, một cơn nóng hổi chảy xuôi ở toàn thân, phảng phất mỗi một giọt tinh huyết kim hoàng đều đang sao động, reo hò, gào thét. Cái gì, cái gì? Thiên phẩm? Ngô Thiên Khải, ai nghe nói qua chưa? Ông trời của ta ơi, huyết mạch còn có thiên phẩm. Thế thì còn đánh như thế nào? Khán đài vang lên liên miên tiếng kinh hô. Rất nhiều người nhìn không được đều đứng lên. Hỗn độn tử phủ quả không hổ là hoàng tộc, huyết mạch đã rất khủng bố, lại còn có thể sinh ra thiên phẩm. Ngô Khuynh Thành còn tốt chứ? Ngô Thiên Khải chỉ đứng ở nơi đó mà đã cho người ta một loại khí thế cường đại như núi cao. Hai bàn tay cực to lớn giống như cối xay, vô cùng đáng chú ý, kim mân nơi lòng bàn tay là óng ánh nhất, cũng dày đặc nhất, phảng phất mỗi cái vân tay đều đang phát sáng. Khương Phàm lưu ý đến Ngô Thiên Khải hai tay. Nàng rất muốn đến, nhưng thân thể quá hư nhược, còn cần điều dưỡng. Tên hồn đản ngươi. Ngô Thiên Đạo và các tộc nhân giận dữ đứng dậy, con mắt sung huyết nhìn hằm hằm Khương Phàm, trong trường hợp này mà vẫn còn dám nhục nhã bọn hắn, đúng là muốn chết. Ngươi biết hậu quả nếu làm như thế. Ngô Thiên Khải chậm rãi kéo căng hai tay, kim mân dày đặc tản mát ra để cho người ta hồi hộp, diễn võ trường rộng 2000 mét đã tràn ngập sự im lặng. Nàng là chiến lợi phẩm của ta, ta muốn dùng như thế nào thì dùng như thế đó. Nếu như ta quan tâm hậu quả, lúc ấy đã sẽ không mang nàng đi. Đừng biểu hiện bi phẫn như thế, thắng làm vua thua làm giặc, từ xưa tới nay đã là như vậy, nếu như lúc trước ta rơi xuống trong tay các ngươi, ha ha, khả năng cũng không bằng một con chó. Khương Phàm dùng sức nắm chặt hai tay lại, năng lượng chiến trụ yên lặng trong hai tay bắt đầu khôi phục, kích phát ra lực lượng cường đại. Đáy mắt Ngô Thiên Khải hiện lên tia sắt lạnh. Ta nghe bọn hắn nói qua, tranh tài trong đại tự tại điện, mỗi trận đều phải áp tiền đặt cược. Ngươi cược cái gì? Ta đặt ba cái, đầu tiên, Ngô Khuynh Thành tự do. Thứ hai, vận mệnh của ngươi. Thứ ba, bất tử thiên bia của hỗn độn tử phủ. Ta tiếp ba cái đặt cược này của ngươi. Ngươi cũng tiếp ta ba cái, đầu tiên, tự do của Ngô Thanh Giao. Thứ hai, ta muốn kỳ lân chiến kỹ. Thứ ba, hỗn độn tử phủ nhất định phải vô điều kiện tiếp nhận bất cứ chỉ lệnh hành động gì của bất tử thiên bia, cũng 100% hoàn thành. Khương Phàm, người thật sống đủ rồi sao? Đám người tử phủ lại lần nữa nổi giận,
mỗi câu nói của tên hỗn đản này đơn giản đều đang khiêu chiến cực hạn nhẫn nại của bọn hắn. Ngô Khuynh Thành thì thôi, lại còn muốn đại tiểu thư Ngô Thanh Giao của bọn hắn. Hắn xem nữ tử của hỗn độn tử phủ là cái gì rồi? Còn Kỳ Lân chiến kỹ, đây chính là chiến kỹ truyền thừa của bọn hắn. Khương Phàm rằng co với Ngô Thiên Khải. Tiền đặt cược đủ lớn, mới đủ kích thích, ta tiếp nhận ba cái điều kiện kia của ngươi, ngươi có dám tiếp ba cái điều kiện này của ta hay không? Ngô Thiên Khải không có nhìn Ngô Thanh Giao, trực tiếp tỏ thái độ. Ta tiếp, xin mời đại tự tại điện làm chứng. Ngô Thanh Giao ngồi ở dưới đài, bình tĩnh lại lạnh lùng, nàng tin tưởng Ngô Thiên Khải khẳng định sẽ thắng, không có bất kỳ lo lắng gì. Hôm nay nàng tự mình tới, chính là nhìn Ngô Thiên Khải ngược đánh Khương Phàm như thế nào, cũng là tới đón Ngô Khuynh Thành về nhà. Hướng Vãn Tình tự mình xuất hiện trên đài cao, tuyên cáo với diễn võ trường, đại tự tại điện sẽ nghĩ ra thích chú cờ bạc, giao cho người phụ trách của Vô Hồi Thánh Địa và Hỗn Độn Tử Phủ lấy huyết ấn ký kết. Khương Phàm cùng Ngô Thiên Khải rằng co một lát, đồng thời đưa tay, cao giọng hô to, mời. Giọng Hướng Vãn Tình trong trẻo, truyền khắp mấy vạn người trong toàn trường. Diễn võ trường luận võ, chính thức bắt đầu. Khương Phàm, Vô Hồi Thánh Địa, nghênh chiến Ngô Thiên Khải, Hỗn Độn Tử Phủ. Chí Tôn Thánh Văn, giao đấu thiên phẩm huyết mạch. Chí Tôn Thánh Văn, đám người đang chuẩn bị gieo hò lập tức xôn xao. Khương Phàm biến đổi đến Chí Tôn Thánh Phẩm rồi. Trách không được lại phách lối như vậy. Trước đó hắn từng lấy Đại Thừa Thánh Văn khiêu chiến Chí Tôn Thánh Văn, Hứa Thiên Kỳ, liên tiếp đánh bại Chí Tôn Thánh Phẩm, huyết mạch Ngô Kình Thương, bây giờ Linh Văn biến đổi, khẳng định là đã mạnh hơn. Nhưng, Thánh Phẩm chung quy vẫn là Thánh Phẩm, chênh lệch với Thiên Phẩm, so với Lục Phẩm cùng Thánh Phẩm còn muốn lớn hơn. Tranh tài, chính thức bắt đầu. Hướng Vãn Tình tuyên cáo một tiếng, Khương Phàm và Ngô Thiên Khải vận sức chờ phát động khí thế mãnh liệt phóng xuất ra ngoài. Răng rắc, mặt sàn dưới chân Ngô Thiên Khải sụp ra vết nứt, toàn thân tăng vọt kim quang, cơ thể phồng lên, khuấy động khí thế kinh khủng, ngang nhiên lao đến Khương Phàm. Hai tay hai chân Khương Phàm hóa thành vuốt thú, liên tục công kích mặt đất, nhanh chóng lao đến Ngô Thiên Khải. Ầm ầm, Ngô Thiên Khải không có nắm tay, mà là vòng trưởng đẩy về phía trước, đường vân lòng bàn tay tăng mạnh ánh sáng, khuấy động lay động kinh người. Quyền kích ra, trưởng kích đến bên trong. Keng! Một tiếng oanh minh, bàn tay to lớn đánh bay Khương Phàm. Vậy mà lại không có bất kỳ lo lắng gì. Khương Phàm ngửa mặt bay lên, ngay cả chính hắn cũng đều khó mà tin được. Nhưng, cánh tay phải mãnh liệt run rẩy, giống như là muốn nát. Lực va đập của Ngô Thiên Khải mang theo lay động quỷ dị, thẩm thấu vào da, thẳng tới huyết nhục, xương cốt của hắn. Đùng! Ngô Thiên Khải hùng tráng khổng lồ, lại vô cùng mạnh mẽ. Tại lúc Khương Phàm bay ngược, trong chốc lát, hắn đã một phát bắt được chân của Khương Phàm, cánh tay bỗng nhiên lắc một cái, một cơn chấn động mạnh mẽ trùng kích bàn chân Khương Phàm, quét sạch toàn thân, cứng rắn xua tán đi phản kích của Khương Phàm. Sau một tiếng giống, Ngô Thiên Khải hung hăng đánh Khương Phàm tới hướng mặt đất. Khương Phàm kịp thời phản kích, hai tay chợt vỗ mặt đất, cường thế tránh thoát. Nhưng, Ngô Thiên Khải đã tiếp cận trong nháy mắt, bàn tay mang theo sóng gợn mạnh mẽ, hung hăng đánh vào bụng Khương Phàm. Khương Phàm cao không đến 2 mét, ở trước quả đấm to lớn lại vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, một chưởng này cơ hồ bao trùm cả toàn bộ ngực bụng Khương Phàm. Bành! Khương Phàm run rẩy, hài cốt kịch liệt chấn động, máu tươi tràn ra ngoài. Hắn há miệng phun máu, thân người cong lại bay ra mấy trăm mét. Hoa! Toàn trường xôn xao, vô số người kinh hô đứng dậy. Nhẹ nhàng như vậy sao? Hoàn toàn bị ngược. Khương Phàm bay lên lại rơi xuống đất, hắn đang muốn đứng dậy, Ngô Thiên Khải lại lần nữa giáng lâm, trong chớp mắt đã nhấc lên trên trăm đường trường ảnh, không chỉ có trưởng thế cương mãnh, toàn diện bạo kích Khương Phàm. Khương Phàm phản kháng kịch liệt, nhưng vẫn bị đánh trúng hơn 30 trường. Toàn thân như bị chấn bể, miệng phun máu tươi, người bay ra ngoài. Hô! Ngô Thiên Khải lại lần nữa đuổi kịp Khương Phàm, quá nhanh. Hắn đều có thể cất bước phóng tới tại trận vực trọng lực gấp 500 lần, huống chi là hoàn cảnh trọng lực bình thường này. Thế công của hắn mạnh mẽ lại nhanh như gió như sấm, bàn tay vung lên mang theo kình khí mãnh liệt, hung hăng chụp về phía mặt Khương Phàm, một khi đánh trúng, vô cùng có khả năng sẽ chấn vỡ xương sọ, để Khương Phàm mất mạng. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, toàn thân Khương Phàm sôi trào lên liệt diễm, giống như đóa kim liên nở rộ, lấy hắn làm trung tâm, cuồng liệt nổ tung. Ầm ầm, kim liên nở rộ, liệt diễm bạo động,
chôn vùi Ngô Thiên Khải đang giết tới. Nhưng, Ngô Thiên Khải không để liệt diễm lọt vào mắt, bàn tay tiến lên rắn chắc đánh vào mặt Khương Phàm. Khương Phàm kịp thời kích thích chiến trụ, nhưng một kích này vẫn đánh cho hắn hồ đồ, ý thức hải kịch liệt nhấc lên, lấp lóe lúc sáng lúc tối. Suýt chút nữa đã hôn mê. Đánh, đánh, hung hăng đánh, đánh cho đến chết. Phế hắn đi, phế hắn đi. Hỗn độn tử phủ sôi trào nhiệt huyết, chính là cảm giác này, chính là đấu pháp này. Toàn trường tiếp tục oanh động, quá mạnh, đây là tốc độ gì? Chẳng lẽ Ngô Thiên Khải lịch luyện mỗi ngày tại Lạc Trì trọng địa sao? Cũng chỉ có không gian trọng lực cực hạn kia mới có thể liên tiếp đột phá thân thể đến cực hạn, rèn đúc ra tốc độ phi phàm. Khương Phàm. Lâm Nam bịt miệng lại, khó có thể tin được mà nhìn lên lôi tràng, mặc dù đoán được Khương Phàm sẽ rất bị động, nhưng không nghĩ tới lại sẽ chật vật đến như vậy. Đây cũng không phải là lực quyền, đây là một loại nội kình. Hàn Ngạo nhìn ra vấn đề, tên thiên tài tử phủ này đã luyện lực lượng đến cực hạn, dung nhập vào nội kình. Lực lượng mấy chục vạn đến hơn trăm vạn lại phối hợp nội kình phi phàm, lực sát thương quá kinh khủng. Ngô Thiên Khải mặt không biểu tình, không ngừng tấn công. Chỉ cần hắn nhận định đối thủ, liền sẽ toàn lực ứng phó, một trận chiến đánh hết sức, không chút lưu tình. Khương Phàm liên tục nảy lên, chật vật đụng phải bình chướng trên lôi tràng, sóng xung kích cường đại để thân thể của hắn bắn ngược. Chỉ chút bản lãnh này. Ngô Thiên Khải lao tới, song trưởng đại tác cường quang. Giống như vòng xoáy phun trào bành trướng, phát ra lực lượng kinh khủng. Một trường khóa chặt mặt Khương Phàm, trường thứ hai theo sát đánh đến lồng ngực Khương Phàm. Sinh tử nhất sát, Khương Phàm hỗn loạn ý thức cưỡng ép khôi phục tỉnh táo, đáy mắt chợt hiện ý lạnh, móng vuốt căng cứng bạo động lên liệt diễm kinh khủng, cường thế mở ra chu tước bác thiên thuật, đánh ngược đến song trưởng của Ngô Thiên Khải. Ầm ầm, từng tiếng bạo hưởng, giống như lôi đình, vang vọng khắp diễn võ trường. Vượt trên tất cả tiếng reo hò của mọi người. Rốt cuộc Ngô Thiên Khải cũng tháo chạy, liên tiếp nảy lên vài chục lần, mới rơi trên mặt đất. Hai tay của hắn be bét máu thịt, lộ ra xương cốt. Khương Phàm cũng bị bạo tạc phản chấn lần nữa bay đến trên bình chướng, hai tay run rẩy, toàn thân càng giống như tan ra thành từng mảnh. Đây chính là võ pháp người đánh bại Ngô Kình Thương, quả thật có chút uy lực. Ngô Thiên Khải hất hai tay lên, vết thương nhanh chóng khép lại. Ngay cả chút vết tích đều không có để lại. Trăm vạn cực cảnh. Khương Phàm ho ra đầy máu, nhíu mày nhìn Ngô Thiên Khải. Hắn 800.000 cực cảnh đã vô cùng kiêu ngạo, cũng tự tin có thể ngạnh kháng cùng hỗn độn tử phủ, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà lại có thể hoàn toàn áp chế hắn. Cái này không chỉ là uy lực nội kình, mà là lực lượng chân chính của Ngô Thiên Khải đã đạt tới vấn đề mới có thể không chút suy nghĩ phối hợp nội kình mà ngược hắn. Lực lượng giữa ngươi và ta không phải là một vấn đề, linh văn của ngươi và của ta cũng không phải một vấn đề, nếu như ngươi không có chiêu thức gì đặc biệt, trận chiến này có thể kết thúc. Toàn thân Ngô Thiên Khải phun trào lực lượng, tràn ngập đến hai tay, kim mân ở cánh tay và lòng bàn tay càng sáng chói hơn, đây là biểu tượng của huyết mạch. Ngươi rất mạnh, so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Ha ha! Khương Phàm lau đi máu tươi ở khóe miệng, lộ ra một nụ cười. Chỉ là muốn thăm dò lực quyền lẫn nhau, không nghĩ tới Ngô Thiên Khải lại có nội kình, mà còn giống như là dã thú, một khi ra tay, cắn chết không thả.